Chương 601. Vị ma thần này đang cùng thần nhân đại khư trấn thủ tế đang quyết đấu, cho dù hắn có khả năng mắt nhìn sáu đường tai nghe tám hướng, nhưng là kẻ địch thật sự quá mạnh mẽ, khiến cho hắn không thể không hết sức chăm chú ứng phó. Trang phục này bay tới, hắn không có cảm giác được bất cứ khí tức uy hiếp gì, bởi vậy không kịp đề phòng. Đợi đến khi trang phục khoác lên người, lúc này hắn mới phản ứng được, dĩ nhiên không kịp. Trang phục này của tư bà bà khoác lên người hắn lại nhanh chóng thu nhỏ lại, siết chặt lấy lồng ngực của hắn, ép tới mức lồng ngực co lại kịch liệt, từng cây xương sườn cũng bị siết đến mức vang lên những tiếng rắc rắc trang phục này giống như là mọc ra đầy châm đâm vào trong thân thể hắn cảm giác đau đớn mãnh liệt truyền đến khiến cho hắn khó có thể chịu được vị ma thần này không thở được vội vàng thu nhỏ thân thể thân là ma thần khống chế thân thể lớn nhỏ tất nhiên là dễ dàng như trở bàn tay nhưng vào lúc này đối thủ của hắn một kiếm quét tới vừa vặn hắn thu nhỏ thân thể ngược lại tránh thoát một kiếm này chỉ có điều hắn thu nhỏ lại món trang phục đó cũng thu nhỏ lại theo vẫn siết chặt hắn phá cho ta thân thể hắn tăng lên món trang phục đó lại không tăng lên theo vị ma thần này nhất thời nghe được tiếng xương sườn của mình vỡ nát không chỉ có xương sườn gãy lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hắn cũng gần như đồng thời bị ép vỡ lồng ngực của hắn bị siết thành kích thước bằng ngón cái bên trong trang phục đều là ngân châm đâm khắp toàn thân phá hủy cơ năng thân thể của hắn dưới tình huống này thân thể tăng lên thật sự có thể nói là tìm chết ở trong nháy mắt khi thân thể hắn tăng lên vị thần nhân đại khư đang cùng hắn quyết đấu này đã một kiếm đâm thủng đầu hắn đóng đinh nguyên thần của hắn vị ma thần này trợn tròn hai mắt máu tươi trong miệng ồ ồ chảy ra âm thanh khàn khàn nói nếu không phải ta bị mặc món đồ nhỏ ngươi không thắng được ta dứt lời hắn tắt thở bỏ mạng món trang phục từ trên thi thể của hắn tự động tách ra, bay trở về bên cạnh Tư Bà Bà. Trang phục tự động phân giải hóa thành từng mảnh vải rách, trở lại trong giỏ. Tần Mục nhìn những mảnh vải trong giỏ một chút, thử dò xét nói: Tay nghề làm trang phục của bà bà ngược lại càng thêm xuất chúng, những mảnh vải này là từ đâu tới, vì sao có thể siết được thân thể của ma thần? Vải dùng gân của thần ma dệt lên, còn có mấy cái gân rồng là do ta nhặt được ở trong đại khư. Bởi vì quá ít nên chỉ có thể dệt thành từng mảnh vải mà thôi." Tư bà bà cười nói. "Mấu chốt vẫn là đại dục thiên ma kinh, có thể gắn những mảnh vải rách lại, khiến cho ma thần này không thoát được." Tần Mục chớp chớp mắt, bà bà ngoại trừ làm trang phục ra còn có thể làm cái gì còn có thể làm hai cái giày cho tiểu hài nhi chỗ của ta còn có da mây để giày cho ma thần làm hai cái giày vải vẫn thoải mái tư bà bà lấy ra hai cái đế giày đôi mắt chấp chấp cười nói đi giày nhỏ của ta vào bảo đảm muốn sống không được muốn cởi cũng cởi không ra mục nhi muốn đi giày nhỏ của bà bà sao không đi khi còn bé ngươi được ta cho đi giày nhỏ quá nhiều chân cũng bị ta ép cho nhỏ lại hai người đang nói vị thần nhân đại khư trấn thủ tế đang từ phía xa mời nói vẫn mời hai vị đạo hữu lên tụ họp một chút tần mục cùng tư bà bà leo lên tế đàn vị thần nhân này ngọc thụ lâm phong rất tuấn lãng nhìn thấy diện mạo của tư bà bà đạo tâm có phần không vững vội vàng ổn định tinh thần cuối người cảm ơn nói hóa ra là tầng giáo chủ vị này chính là đạo hữu thái hoàng thiên sao cảm ơn đã ra tay tương trợ tiền bối nhận ra được ta tần mục kinh ngạc vị thần nhân này cười nói thiên sư đã từng nói về giáo chủ tần mục vội vàng nói thiên sư ở đâu bên kia vị thần nhân này giơ tay lên chỉ về phía xa nói lần qua tòa tế đàng thứ sáu chính là nơi thiên sư trấn thủ ta cần phải ở lại chỗ này bảo vệ tế đàn, không thể hộ tống hai vị đi vào, thứ tội. Tần Mục cùng Tư Bà bà từ biệt, đi theo hướng ngón tay của hắn chỉ. Trên đoạn đường đi tới này, bọn họ nhìn thấy được các tế đàn khác cũng bị công kích, hoặc là đại quân ma tộc giống như thủy triều tràn về phía tế đàn, hoặc là ma thần một mình chiến đấu, tranh đoạt quyền khống chế tế đàn. Tần Mục cùng Tư Bà bà có thể giúp thì giúp, không thể giúp lại đi đường vòng qua. Có một tòa tế đàn đã rơi vào trong tay ma tộc, thần chỉ phía trên chắc hẳn đã bị giết, đây cũng là chuyện khó tránh khỏi. Tiêu phu Thánh Nhân lần này nắm lấy vận mệnh của ma tộc, lấy La Phù Thiên ra uy hiếp, ma tộc cũng không thể không liều mạng, muốn đoạt lại một ít làm vốn liếng để đàm phán. La Phù Thiên nguy hiểm như vậy, vẫn còn có ma tộc sống sao? Tần Mục cùng Tư Bà Bà nhìn thấy được rất nhiều thi thể xương cốt của ma thần đứng vững ở trong một ít vùng cấm. Nơi đó khắp nơi đều là những tấm bia đá cao thấp lên xuống, trên bia có khắc văn tự ma tộc, chắc là sử dụng để chống đỡ thiên tai ở đây. Mà người ma tộc lại sinh hoạt ở trong thần tàng của những thi thể xương cốt của ma thần, nghĩ đến sau khi thiên tai phát sinh, có phải ma thần cống hiến thân thể của mình để cho tộc nhân có thể sống sót? Bà Bà, vì sao thế giới ma tộc này sẽ phát sinh thiên tai? thiên tai ở đây từ đâu ra tần mục không giải thích được ngẩng đầu nhìn về phía tinh cầu đổ nát trên bầu trời tinh cầu vô cùng to lớn trong lúc đang di chuyển xuất hiện càng nhiều thiên tai dẫn động tới đất nước phong hỏa trên bầu trời còn có mảnh nhỏ ngôi sao giống như một con rắn lửa từ trên cao hạ xuống không biết đập vào đâu tư bà bà lắc đầu nói ta làm sao biết được có thể nơi này là thiên tai thật sự cũng có thể là thần ma sử dụng đại pháp lực di chuyển những tinh cầu này mượn nó gián kiếp cụ thể là có chuyện gì xảy ra có thể chỉ có tồn tại như phượt nhật la mới có khả năng biết nguyên nhân cuối cùng bọn họ đi tới tòa tế đàng thứ sáu tần mục cùng tư bà bà từ phía xa nhìn lại chỉ thấy khí tức thần ma của tòa tế đàn này chia ra làm một đen một trắng ở trên khoảng không của tế đàn trộn lẫn với nhau giống như hai con cá lớn đầu đuôi liên kết từ từ bơi qua bơi lại phượt nhật la đến trong lòng tần mục nghiêm nghị không biết lục ly có đến đây hay không nếu lục ly cũng đi tới nơi này như vậy tiểu phu thánh nhân sẽ có khả năng bị nguy hiểm hắn nhìn về phía trên tế đàn hắn có thể nhìn thấy được rất nhiều thần tàng khác nhau chỉ có điều trên đỉnh của tế đàn ngoại trừ thần tàng của tiểu phu thánh nhân và phượt nhật la ra hắn không nhìn thấy thần tàng bước vào thiên cung hoặc ma thần cung theo phật nhật la leo lên tế đàn cũng không có lục ly mà một ít đệ tử chưa tu thành ma thần không có bao nhiêu lực uy hiếp ngược lại bên dưới tế đàn có thần tàn của mấy vị thần ma chắc hẳn phật nhật la cũng lo lắng tiểu phu thánh nhân nảy sinh ý định ác độc thật sự huyết tế la phù thiên nên để cho ma thần theo hắn đến đây tần mục yên lòng cùng tư bà bà đi về phía tế đàn thứ sáu đến bên dưới tế đàn tần mục nhìn thấy được hắc hổ thần không khỏi mừng rỡ vẫy tay về phía hắn hắc hổ thần lại làm như không nhìn thấy hắn trong tay cầm hai búa khẩn trương nhìn chằm chằm vào hai vị ma thần đối diện này giọng nói của tiểu phu thánh nhân truyền đến Tần Mục, thần chỉ không được leo lên đàn, mời vị nữ tử bên cạnh ngươi ở lại phía dưới, ngươi ngược lại có thể lên đây. Tần Mục nói vâng. Tư bà bà không nhịn được nói. Thánh sư, ta là thánh nữ của Thiên Thánh giáo trước đây, ngưỡng mộ thánh sư, khẩn cầu thánh sư cho ta thấy mặt một lần. Trên tế đàn, tiêu phu thánh nhân nhô đầu ra, nhìn xuống dưới, không nhịn được hơi ngẩn ra, có chút hoa mắt, từ từ nói. Nữ tử khá lắm, suýt nữa làm loạn đạo tâm của ta. Thiên Thánh giáo không có liên quan gì đến ta, ngươi cũng đã gặp mặt ta một lần, không nên đi lên, bằng không tâm cảnh bất ổn. Tư bà bà chỉ đành phải nói vâng, ở lại bên cạnh Hắc Hổ thần, khẽ nói. Mục Nhi, sau khi ngươi đi tới, không nên phát động phát thể tam đang công. Nếu như cần phải phát động công pháp, cần phải dán lá liễu vàng ở mi tâm. Bà bà yên tâm, ta sẽ để ý tới. Tần Mục sải bước chân lên bậc thang, qua thời gian không lâu cuối cùng hắn leo lên tế đàn, chỉ thấy Phật Nhật La cùng Tiêu Phu Thánh Nhân từng người ngồi trên cao. Phía dưới của Phật Nhật La có mấy người trẻ tuổi. Triết Hoa Lê cũng ở trong đó. Vị Tề công tử Tề Cửu Nghi từ Thiên Đình kia tới không ngờ cũng có mặt. Chỉ có điều, Tề Cửu Nghi có chỗ ngồi của mình, hiển nhiên là thân phận của hắn cho phép, khiến hắn có tư cách ngồi xuống tần mục đi ra phía trước nhìn về phía tiểu phu thánh nhân thi lễ một cái lại nhìn về phía phật nhật la chào phật nhật la ngồi ngay ngắn bất động khẽ gật đầu tỏ vẻ trả lễ tần mục lại nhìn về phía tề cửu nghi và triết hoa lê chào hai người đều trả lễ cũng không vì tần mục là đối thủ của bọn họ mà chậm trễ chút nào tần mục đi tới dưới đầu của tiểu phu thánh nhân lại đứng vững phật nhật la tò mò nhìn hắn chỉ thấy tần mục dùng khăn lụa trắng che đi hai mắt mi tâm lại có một con mắt dựng thẳng mở ra bởi vậy có thể nhìn thấy vật hắn cười nói tần tiểu hữu con mắt ở mi tâm của ngươi rất kỳ lạ đồng tử trong con mắt ở mi tâm của tần mục nhìn xuống không nhìn tới hắn Phượt Nhật La cười ha ha nói. Ngươi không dám nhìn ta, chẳng lẽ là sợ ta sao? Ngươi còn trẻ, con ngé mới sinh không sợ cọp, nếu e ngại ta có tâm, ta lo lắng cho tu vi tiến cảnh và đạo tâm của ngươi trong tương lai. Nào, ngẩng đầu liếc mắt nhìn ta xem. Tần Mục nhắm mắt bịt tai. Tề Cửu Nghi và Triết Hoa Lê cũng đang quan sát Tần Mục, trong lòng cảm thấy không giải thích được. Bọn họ không biết vì sao Tần Mục lại bịt kín đôi mắt của mình, hơn nữa bọn họ rất hiếu kỳ về con mắt thứ ba ở mi tâm của hắn. Tiêu Phu Thánh Nhân nhìn về phía Tần Mục, chỉ thấy hắn gục đầu xuống, có chút ủ rủ, cười nói: "Tần Mục, ngươi tới tìm ta là vì chuyện gì?" vì sao lại bịt kín hai mắt á à, ta biết ngươi lại đối diện cùng phượt nhật la tần mục gật đầu xấu hổ không thôi đệ tử cùng mấy vị đại nhân trong nhà ở thái hoàng thiên cố bày nghi trận ngăn cản mấy trăm vạn đại quân ma thần của phượt nhật la tiền bối vì vậy lại bị phượt nhật la hãm hại mắt của ta cùng hắn từng đối diện qua vì vậy liền bị hắn trọng thần thông ở trong mắt ta nếu soi gương ta lại sẽ bị hắn bắt đi ta không biết nên phá giải loại thần thông này như thế nào vì vậy tới tìm lão sư tiêu phu thánh nhân cười nói phượt nhật la là tiền bối của ngươi chỉ đùa với ngươi thôi hắn lại ở trong này muốn bắt ngươi không cần sử dụng tới những thủ đoạn nhỏ này đâu ngươi cởi khăn lụa ra xem hắn làm thế nào bắt ngươi đi tần mục cởi ra khăn lụa lộ, lộ ra hai mắt tiêu phu thánh nhân cười nói ngươi sử dụng cái gương soi một cái xem thử hắn có thể bắt ngươi đi hay không tần mục lấy ra cái gương ra soi trong gương nhất thời lại một lần nữa hiện ra bóng dáng của phật nhật la càng lúc càng lớn đi về phía bên ngoài cái gương hai tay của tần mục trung rẩy không đỡ nổi cái gương phật nhật la trong gương thật ra là Phượt nhật la trong đôi mắt của hắn giống như bóng ma sắp nuốt lấy hắn đột nhiên tiêu phu thánh nhân vung búa đống củi lên một búa chém vào trên cái gương trong tay của tần mục đối diện Phật nhật la kêu lên một tiếng trên rỉ mi tâm đột nhiên xuất hiện một vết máu tần mục giống như trút được gánh nặng nhất thời áp lực biến mất chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái tiêu phu thánh nhân thu hồi rượu đốn củi cười nói ta đã nói là Phật nhật la nói đùa với ngươi hắn là tiền bối của ngươi làm sao có thể xuống tay với ngươi lẽ nào hắn lại không lo lắng ta tức giận chém đệ tử của hắn sao mi tâm gương mặt chính của Phật nhật la có một dòng máu tươi chảy xuống tới hai bên mũi tách ra chảy xuống ba gương mặt lộ ra vẻ giận dữ bằng hữu cũ ngươi phải biết nếu ngươi tiếp tục giữ vững la phù thiên ngươi có lẽ có thể không chết nhưng hai mươi bốn vị đạo hữu của ngươi lại khó thoát khỏi cái chết hắn chuyển qua một gương mặt khác nghiêm nghị nói cũng không phải là ma tộc ta muốn tiêu diệt các ngươi thật sự muốn diệt các ngươi là người khác lấy trí tuệ của ngươi nên biết lợi hại trong đó cần gì khiến cho bọn họ đi chịu chết bọn họ giống như ta là người hẳn đã chết từ lâu từ hai vạn năm trước chúng ta đã nên chết trên sa trường chỉ là ở dưới tình thế cấp bách không thể không sống tạm tiêu phu thánh nhân để búa sang một bên cảm khái nói phượt nhật la ngươi biết không nếu là thời đại khai hoàng ma thần nho nhỏ giống như ngươi gọi tới gọi lui đã sớm bị đưa đến trên trạm thần đại chém giết chỉ là hiện tại không thể so sánh với trước ta rất kính phục ngươi cũng biết bản lĩnh và thủ đoạn của ngươi ngươi vẫn không mời người của thiên đình đến đây dựa vào lực lượng của chính mình đánh thái hoàng thiên ta lại biết ngươi không muốn ăn nhờ ở đậu ngươi có chí khí và giả tâm của mình muốn thông qua thái hoàng thiên làm ván cầu nhảy đến khai hoàng thiên đình giả tâm của ngươi rất lớn phượng nhật la mỉm cười trượng phu trên đời nếu không có chút lý tưởng cùng bị cá khô phơi nắng có gì khác biệt tiêu phu thánh nhân lắc đầu ngươi có nghĩ tới hay không nếu ngươi chiếm khai hoàng thiên đình ngươi có thể bị tiêu diệt hay không chim hết cung tốt cất, thỏ không chết hầm chó săn ngươi sẽ không thể không hiểu chứ ngươi đánh tới đại khư tiêu diệt duyên khang một khắc kia cũng chính là thời điểm chết của ngươi và tộc nhân của ngươi hòa diệt tộc gần trong gan tất ngươi lấy phật nhật la làm danh người trí tuệ lớn của ma tộc sẽ không thể không hiểu cái cổ của phật nhật la vòng vào một chút đổi thành phía mặt bên phải ung dung nói thánh nhân giỏi về công tâm ngươi xem giống như suy nghĩ cho ta nhưng thật ra là đang công kích tâm đạo ngươi nói đạo lý ta hiểu nhưng ta cũng biết ta nhất định phải tìm được cho tộc nhân một con đường sống về phần thiên đình có tiêu diệt ta hay không vẫn là một trong hai khả năng cùng lắm thì ta nằm đạp người làm chó thiên đình vẫn không đến mức giết một con chó chứ gương mặt bên trái của hắn cười nói trượng phu trên đời phải có được giảng được đạo huynh nếu như ngươi cố ý lấy la phụ thiên tới uy hiếp ta ta không cần giết ngươi tất nhiên sẽ có người giết ngươi đạo huynh ngươi cần gì phải làm như thế tiêu phu thánh nhân lắc đầu nói nếu như ta muốn làm chó hai vạn năm trước đã có thể làm có thể đứng sống ta tình nguyện đứng ánh mắt của phật nhật la chấp động nhưng con người sau khi chết vẫn nằm giống như là một con chó chết tiêu phu thánh nhân cười nói thịt nát xương tan hồn không sợ ta nguyện bị chết nát một ít ngươi yên tâm ta sẽ không nằm chết trước khi bọn tần mục đi tới ngươi nói ra điều kiện bảo ta nhường ra một phần lãnh địa của duyên khang cho ma tộc ngươi hiện tại tần mục tới ta có thể nói cho ngươi biết sắc mặt hắn đột nhiên trở nên u ám lạnh lẽo chỉ cần chúng ta sống sót đất đai khai hoàng không nhận chút nào chân của ngươi đưa đến ta chém đứt chân của ngươi đầu của ngươi thò vào ta chém đứt đầu của ngươi ma tộc ngươi dám cả gan tiến vào duyên khang ta diệt ma tộc ngươi hắn lạnh lùng nói đất đai khai hoàng ngươi cũng đừng có mơ tưởng Phực nhật la nghe được lời của hắn ba gương mặt trong nháy mắt cũng trầm xuống lạnh như băng nói vậy chính là không có chuyện gì để nói nữa đã như vậy ký kết giao ước thổ bá thôi hắn cầm bút nhanh chóng viết lời thề nhẹ nhàng nâng tay trang giấy bay về phía đối diện tiểu phu thánh nhân tiểu phu thánh nhân cũng viết xuống lời thề cùng hắn trao đổi trang giấy hai người suy nghĩ về lời thề của đối phương kiểm tra có chỗ sơ hở hay không sau đó cầm bút sửa chữa một hồi lại đổi lời thề của từng người trở về một lần nữa cẩn thận kiểm tra một hồi sửa lại chỗ mình không có cách nào tiếp nhận cứ như vậy hết lần này đến lần khác bọn họ cuối cùng xác định ra lời thề của hai bên hai người đứng dậy từng người thề phượt nhật la sử dụng chính là ma ngữ tiểu phu thánh nhân sử dụng chính là thần ngữ thần ngữ và ma ngữ đồng thời vang lên hai loại ngôn ngữ từng người có chứa huyền cơ và ảo diệu khác nhau thậm chí công phạt lẫn nhau tần mục tinh thông hai loại ngôn ngữ bất luận là thần ngữ hay ma ngữ hắn đều nghe hiểu được bất giác nghe đến nhập thần đột nhiên không gian chấn động tế đàn cao như núi non dưới chân bọn họ cũng lay động không ngừng mọi người trên tế đàn vội vàng đứng vững bên dưới tế đàn tư bà bà và hắc hổ thần đang cùng hai vị ma thần khác giằng co mặt đất dưới chân bọn họ cũng tự chấn động di chuyển bốn vị thần ma vội vàng ổn định thân hình để tránh bị đối phương nhân cơ hội đánh lén tư bà bà lắc đông lắc tây giống như là tu vi cảnh giới chưa đủ liền lùi mấy bước một cái giày theo bất giác rơi xuống chỉ đành phải dùng một chân ổn định thân hình ma thần cùng nàng dặn có thấy vậy ánh mắt nhất thời sáng lên không để cho nàng kịp phản ứng lại dùng tay nhặt cái giày theo kia lên giày ở trong tay vị ma thần này lại nhìn chằm chằm vào đôi chân trắng nõn của tư bà bà cười hắc hắc đặt giày ở dưới mũi ngửi tư bà bà giận dữ vươn tay ra cười như không cười đưa giày cho ta vị ma thần này cười ha ha bỏ giày vào trong ngực tiểu mỹ nhân khiến ta thấy cũng phải thương xót giày của nàng ta thu tư bà bà giận dữ cũng cởi một cái giày khác ra tay run rẩy đập tới ngươi dù gì cũng là ma thần tồn tại cao cao tại thượng thế nào lại cật nhã như vậy vị ma thần này giơ tay lên nhận lấy một cái giày theo khác hắn nhìn chằm chằm vào đôi chân trắng nõn của nàng cười hì hì nói tốt được một đôi tiểu mỹ nhân thật là trắng khéo ta cũng có vài thiếp thất nhân tộc nếu như nàng theo ta ta có thể cho ngươi làm bà lớn chỉ cần nàng đáp ứng trở lại ta sẽ ăn bà mặt vàng nhà ta tư bà bà cười khanh khách nói ngươi ăn bà mặt vàng nhà ngươi ta cũng lo lắng ngày nào đó ta trở thành bà mặt vàng ngươi cũng ăn ta dù sao giày của ta nhỏ ngươi cũng đi không vừa giày đưa ngươi hắc hổ thần nhíu mày thầm nghĩ nữ tử này có lai lịch gì nói bừa bãi ngược lại còn cùng vị ma thần này liếc mắt đưa tình cũng là một người không đáng tin cậy giống như tần sư đệ xung quanh bị bóng tối dày đặc bao phủ bỗng nhiên trong bóng tối có ánh lửa truyền đến đôi sừng nhọn cực lớn từ trong bóng tối bên dưới tế đàn từ từ dâng lên xung quanh tế đàn tối tăm không có ánh mặt trời hai cái sừng nhọn này chín trẻ mười tám hoặc cao vút như đâm vào trong mây vượt xa tế đàn trong lòng hắc hổ thần hoảng hốt bất giác hai cái chủ y trong tay rơi trên mặt đất hắn vội vàng nhặt lên ngẩng đầu nhìn hai cái sừng nhọn từ trên mặt đất không ngừng từ trong bóng tối đột ngột nhô lên sau một lúc lâu ảo ảnh thổ bá này mới lộ ra cái đầu hai cái sừng nhọn đã cắm đến độ cao của tinh cầu bên ngoài bầu trời gương mặt giống như mảnh hổ của thổ bá ẩn nấp trong bóng đêm ngọn lửa trong đôi mắt khiến gương mặt lúc sáng lúc tối tế đàn cao lớn nguy nga ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của hắn cũng trở nên lúc sáng lúc tối thổ bá đang lặng lặng chờ đợi lời thề của bọn họ đây là ảo ảnh của thổ bá cũng không phải là thổ bá chân chính mà là lực lượng của hắn chiếu hình đến thế giới này chứng kiến hai vị cường giả lập lời thề thổ bá không có cách nào tự mình hạ xuống thân thể của hắn thật sự lớn nếu hạ xuống cái thế giới yếu ớt này cũng không chịu nổi tần mục hưng phấn xông về phía ảo ảnh của thổ bá ra sức vẫy sắc mặt của thổ bá nghiêm nghị xem như không nhìn thấy hắn tần mục tiếp tục hưng phấn ngoắt cao giọng nói ta là ta thổ bá chúng ta đã gặp mặt ta là tần phượng thanh ngài còn phong ấn ta thổ bá tiếp tục làm như không thấy tần mục tiếp tục hưng phấn vẫy khóe mắt của thổ bá rung lên trang nghiêm không cần nói chuyện với ta ta đang làm chính sự Triết Hoa Lê cùng Tề Cửu Nghi đưa mắt nhìn nhau, trong lòng ngưng trọng. Phược Nhật La cùng Tiểu Phu Thánh Nhân đọc xong lời thề, ký kết giao ước thổ bá, vị thổ bá to lớn này liếc mắt nhìn Tần Mục, Tần Mục hưng phấn chờ đợi nói chuyện với hắn. Tề Cửu Nghi do dự một chút, đi lên phía trước, nhìn về phía thổ bá chào. Thổ bá làm như không nhìn thấy hắn, mà nhìn về phía Tần Mục nói: "Ngươi không nên gây chuyện." Hắn ném ra một câu nói, sau đó chậm rãi chìm về phía trong bóng tối, dần dần biến mất, để lại Tần Mục và Tề Cửu Nghi ở trên tế đàn. Đợi cho sừng nhọn hoàn toàn xuống đất, bóng tối cũng dần tản đi, xung quanh lại khôi phục ánh sáng. Tiểu Phu Thánh Nhân nhìn chằm chằm vào Tần Mục, Phước Nhật La cũng nhìn chằm chằm vào tầng Mục. Ánh mắt của Triết Hoa Lê cùng Tề Cửu Nghi cũng rơi vào trên người của hắn. Thổ Bá luôn luôn trang nghiêm, khống chế hình tượng của Tử Vong, từ trước đến nay nói năng thận trọng. Mỗi lần có cường giả lập lời thề, lực lượng của hắn chiếu hình qua chứng kiến, loại khí thế này chính là bóng tối khủng khiếp, ép cho người ta không thở nổi. Mà lần này, ảo ảnh của Thổ Bá không chỉ nói, hơn nữa hình như rất quen thuộc với tầng Mục, không thể không khiến người ta nghi ngờ về phía chuyện lập lời thề với Thổ Bá. Thổ Bá có thể làm việc theo lẽ công bằng, không tồn tại tư tâm hay không? Sở dĩ Thổ Bá trở thành đối tượng lập lời thề, chính bởi vì hắn không có bất kỳ tư tâm nào nếu thổ bá có tư tâm vậy đặc biệt khủng khiếp không nhìn ra tần tiểu hữu cùng thổ bá có quan hệ tốt như vậy phượng nhật la cười hiếp mắt nói ba con mắt của tần mục cùng nhau nhắm lại không nhìn tới hắn kêu lên một tiếng trên rỉ nói nếu quan hệ quả thật tốt hắn cũng sẽ không phong ấn ta phượng nhật la yên lòng đột nhiên nghĩ đến miếng ngọc bội của tần mục trong lòng nghiêm nghị ngọc bội chính là do thổ bá phong ấn ngày ấy ta áp chế phong ấn cho nên mới giải phóng ra ma vương kia trong lòng hắn rộng mở trong sáng trong lòng có một tảng đá lớn rơi xuống đất thổ bá tự mình phong ấn xem ra hắn không thể giải được phong ấn kể từ đó lại có thể yên tâm đối phó với hắn chỉ là tiểu tử này không dám nhìn ta đúng vào lúc này bên dưới tế đàn có một tiếng hét thảm truyền đến trong lòng mọi người trên tế đàn nhất thời kinh sợ vội vàng đi tới sát phía ngoài tế đàn nhìn xuống dưới chỉ thấy bên dưới tế đàn một vị ma thần theo phượt nhật la đến đây ông hai chân đau đến lăn qua lăn lại chân của vị ma thần này đi đôi giày theo nhỏ nhắn giày theo nhỏ chỉ có ba tấc trong giày đều là kim châm đâm tới khiến cho chân của vị ma thần này máu me đầm đìa thân thể của vị ma thần này chật lớn chật nhỏ nỗ lực thoát khỏi chiếc giày theo nhưng giày cũng theo đó thu nhỏ lại mà không biến thành lớn lúc này xương ngón chân của hắn đã nát hết đau không thể nói được bên cạnh hắc hổ thần cùng một vị ma thần khác lộ ra vẻ mặt hoảng sợ nhìn tư bà bà từng người dịch bước không dám đến gần xương hai cái chân này của ngươi đã hoàn toàn bị gãy tư bà bà cười nhỏ nhẹ khẽ nói ông nhu khuyên nhủ vẫn là cắt đi nếu đợi đến khi tú hoa châm di chuyển tới tim phổi của ngươi di chuyển tới trong đầu của ngươi vậy sẽ không kịp vị ma thần này đau đến mức toàn thân run rẩy cắn chặt răng lạc giọng nói ngươi lừa ta gây khó dễ tư bà bà kinh ngạc nói bản thân ngươi muốn đi ta chưa từng lừa gạt ngươi trên tế đàn Phượt nhật la nhíu chân mày nhìn về phía tiểu phu thánh nhân cười lạnh nói đây cũng là đệ tử của ngươi diễn xuất thật sự giống với đạo huynh đâm sau lưng đã thương người tiểu phu thánh nhân cũng có phần kinh ngạc lắc đầu nói không tính là đệ tử của ta chỉ có điều lực thông minh cơ trí có thể so sánh được với ta Phượt nhật la hừ lạnh một tiếng âm thanh truyền tới dưới đàn Mục đồ la thần thông của ngươi không đủ tinh tế không áp chế được kim châm của nàng kéo dài càng lâu tính mạng của ngươi lại càng nguy hiểm chặt hai cái chân đi vị ma thần này đang cố gắng hết khả năng áp chế kim châm từ trong giày theo lao vào trong mạch máu kim châm trong giày thơ vô cùng nhỏ không thể điều tra nhưng lại giống như là thanh kiếm nhỏ vô cùng linh hoạt chui vào trong huyết mạch của hắn hắn lấy nguyên khí hóa thành các loại thần thông ẩn nấp ở trong huyết mạch chặn đường áp chế nhưng bởi vì là trong cơ thể của mình khó có thể thi triển ra uy lực thần thông cường đại không có cách nào ngăn cản được những kim châm cứu hắn nghe được Phượt nhật la nói kêu lên một tiếng trong mắt có lệ rơi xuống chặt hai chân xuống chỉ thấy từ miệng vết thương chỗ chân hắn có rất nhiều ngân châm nho nhỏ giống như nước chảy ra thủ pháp luyện bảo của thiên công thần tộc phượng nhật la từ những ngân châm này nhìn ra được thủ pháp luyện bảo của thiên công thần tộc thời khai hoàng thiên đình trong lòng thầm cả kinh đột nhiên hắn nhớ tới bên cạnh tầng một ngày ấy còn có một lão hán rèn sắt ngân châm của tư bà bà nhất định là từ tay lão hán rèn sắt này rèn sắt theo hoa vẽ tranh bán thuốc giả bên cạnh tầng một này đều là một đám người nào vậy phật nhật la cũng không nhìn được cảm thấy có chút đau đầu ngân châm từ trong vết thương của ma thần mục đồ la chui ra lại chui vào trong chiếc giày theo biến mất căn bản không nhìn ra những ngân châm này giấu ở nơi nào giày theo lại từ hai cái chân bị chém đứt tách ra bay vào trong giỏ của tư bà bà tư bà bà từ trong giỏ lấy ra để giày và vải vóc rất nhanh lại may đôi giày theo mới trên chân lắc đầu nói ngươi làm bẩn giày của người ta còn có mặt mũi lớn tiếng như vậy ma tộc quả nhiên là không nói đạo lý người không cần chân nữa da trên bắp chân còn được có thể làm một đôi giày hoa văn ở phía trên chính hoa văn trang sức tự nhiên người có thể đưa cho ta không con người ngươi thật tốt ma thần mục đồ la đau đến tê tâm liệt phổi gầm rú hai tay run rẩy bịt vết thương ở cái chân gãy của mình để tránh chảy máu nghe nàng nói như thế hắn không khỏi cảm thấy lửa giận tràn vào tim phổi nữ nhân dùng tâm trắng rết ngươi hoa hắn phun ra một ngụm máu tươi phượt nhật la nhíu mày một cái sau đó mặt giãn ra cười nói trên đầu chữ sắc có một cây đau, mục đồ la bị chém không ngoan. Triết Hoa Lê, các ngươi xuống đi, cách nơi này càng xa càng tốt. Nếu đã ký xong giao ước thổ bá, như vậy ta cũng cần cùng thiên sư từ từ nói chuyện một chút. Tiêu Phu Thánh Nhân cười nói, Tần Mục, ngươi cũng xuống, ở đây không phải là nơi các ngươi có thể ở lại. Trong lòng mọi người ngưng trọng, biết sau khi hai người ký kết giao ước thổ bá, không có gánh vác, tất nhiên sẽ ganh đua dài ngắn. Đám người Tần Mục, Triết Hoa Lê, Tề Cửu Nghi đều đi xuống tế đàn. Triết Hoa Lê thản nhiên nói, lần trước bị Tần Huynh và Tề Huynh liên thủ đánh bại, ta rất không cam lòng, rất muốn lại một lần nữa cùng hai vị tranh đua. Làm gì có làm gì có. Tần Mục bước nhanh về phía dưới đàn, cười nói: "Lần trước ta đánh bại các ngươi chỉ là cơ duyên xảo hợp, lần này chỉ sợ lại không có vận khí tốt như vậy." Ánh mắt Tề Cửu Nghi chớp động, nói: "Tần huynh sử dụng tâm cơ tốt, thủ đoạn tốt. Ta quan sát thấy ngươi cùng thổ bá rất thân quen, vừa rồi mới nói phong ấn gì đó, chẳng biết có thể nói kỹ càng tỉ mỉ hay không?" Tần Mục không tự chủ được chọc vào ngọc bội trên ngực, nhưng ngay lập tức lại ung dung thản nhiên thả tay xuống, cười ha ha nói: "Phong ấn gì? Ta chưa nói qua." Tề Cửu Nghi cười lạnh. Ba người cùng đi xuống tế đàn, bọn họ gần như cùng bước chân đồng thời đi xuống cầu thang không dám để cho hai người khác nhìn thấy được phía sau lưng của mình tần mục cảm thấy vướng tay chân sắc mặt không ngừng thay đổi ngã một lần muốn ở sau lưng hai người này đâm một dao có chút khó khăn hai người bọn họ đều từng bị ta ám toán học được rất nhanh hắc hổ thần liếc mắt nhìn sắc mặt của hắn hừ lạnh nói sư đệ sắc mặt ngươi lại thay đổi cẩn thận ảnh hưởng đạo tâm chủ công cùng phượt nhật la đại chiến ở đây không phải nơi chúng ta có thể sống yên ổn chúng ta đi Mục đồ la ngọc la sát các ngươi cũng muốn theo sau chứ trên trán của một đồ la có từng hạt mồ hôi lạnh lớn bằng hạt đậu chật vật đứng dậy dưới chân có ma vân khiến cho hắn đứng ở trong vân khí lạnh lùng nói phụ nhân trắng rất làm hỏng hai chân của ta thù này không báo ta có mặt mũi nào trở lại gặp con dân ma tộc tần mục không nhìn được nói vì tiền bối này ta y thuật tốt nếu tiền bối không chê ta ngược lại có thể giúp ngươi nối hai chân cái này gọi là thầy thuốc có tấm lòng cha mẹ ta là không thể gặp người khác bị thương ngươi xem ở đây chân ai tương đối thích hợp ngươi chặt ra ta giúp ngươi nối vào bảo đảm một lát lại vui vẻ sắc mặt những người khác biến hóa kịch liệt từng người lui về phía sau một bước để tránh bị một đồ la chém đứt hai chân một đầu la nhịn đâu, cười hì hì nói tiểu quỷ ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao ta cho dù chém chân của bọn họ cho ngươi nói ngươi cũng sẽ hạ độc ta tần mục vào đầu thầy thuốc có tấm lòng cha mẹ phi câm miệng tần mục thở dài thần thái tiêu điều ngươi không biết ta là lòng dạ cha mẹ ta biết ngươi tâm địa tốt không muốn chém đứt hai chân tộc nhân của mình chính là tề cửu nghi tề huynh cũng không phải là tộc nhân của ngươi ngươi có thể chém hai chân của hắn tề huynh ta không phải là nhằm vào ngươi chỉ là đang nghĩ cách sắc mặt tề cửu nghi đại biến hai chân căng thẳng thản nhiên nói tần huynh không cần giải thích ta hiểu hắc hổ thần cùng tư bà bà một bước đi về phía xa trước tần mục vội vàng đuổi theo Mục đồ la liếc nhìn hai chân của tề cửu nghi tề cửu nghi lại cảm thấy hai chân căng thẳng thản nhiên nói ta đến từ thượng giới Mục đồ la ngươi đắc tội không nổi đâu hơn nữa người tinh thông y thuật cũng tinh thông độc thuật nếu như ngươi tin lời của hắn ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ Mục đồ la cởi ma vân đuổi theo ngọc la sát cười lạnh nói phụ nhân trắng rít bò cặp kia tôn vương đánh với thiên sư một trận chúng ta cũng đánh một trận ngươi đừng hồng mơ tưởng rời đi tư bà bà quay đầu lại thản nhiên cười Mục Đồ La nhất thời si mê, cười hì hì nói: "Ngươi cười có dễ nhìn mấy cũng là vô dụng, ta nhất định sẽ bắt ngươi, khiến cho ngươi cam tâm tình nguyện làm phu nhân của ta." Bên cạnh hắn, Ngọc La sát nổi giận, hạ thấp giọng nói: "Mục Đồ La, ngươi trong lòng có từ bi, không đành lòng giết nàng, nàng giết ngươi cũng sẽ không có nửa điểm do dự." Mục Đồ La lắc đầu nói: "Nàng sẽ không giết ta, nàng vừa cười với ta, ta từ trong nụ cười của nàng nhìn thấy được một tia ái mộ." Ngọc La sát lạnh như băng nói: "Đạo tâm của ngươi đã bị ma nữ này phá hủy, ngươi tỉnh táo chút đi. Đợi lát nữa ngươi đối phó hắc hổ, ta tới giết nàng." Mục đồ la do dự một chút, chỉ đành phải gật đầu. Hắn cũng nhận thấy được trạng thái của mình có chút không đúng. Mình rõ ràng bị ma nữ này dùng quỷ kế phải chặt mất hai chân, nhưng chẳng biết tại sao hết lần này tới lần khác không hận nàng nổi. Không những không hận nổi, nàng nhăn mày cười một tiếng, hết lần này tới lần khác tác động tới trái tim mình, ảnh hưởng đến phán đoán của mình, là giống như ở bên trong đạo tâm của hắn khiến cho hắn có một loại cảm giác rơi vào tình yêu cuồng nhiệt. Loại tình huống này rất nguy hiểm. Có thể để cho Ngọc La Sát đi đối phó với nàng sẽ là sự chọn lựa tốt nhất. Ngọc La Sát, ngươi không nên giết nàng. Mục Đồ La hoàn toàn nghiêm túc nói ngươi cũng biết ta rất khó động tâm một khi động tâm chính là đến chết không thay đổi ngươi đánh bại nàng phải giữ lại tính mạng của nàng ngọc la sát cắn răng hừ lạnh một tiếng tần mục chấp chấp mắt thầm nghĩ đây chẳng lẽ là chủng ma đạo tâm từ trong đại dục thiên ma kinh hóa ra bà bà trồng vào trong đạo tâm của một đồ la từ khi nào vậy bọn họ chạy vội hơn ngàn dặm hắc hổ thần đột nhiên dừng bước hắn nhìn bốn phía chỉ thấy ở đây là một cảnh tượng ngày diệt vong đất nước phong hỏa điên cuồng phun ra không ngừng ở phía xa còn có một tinh thạch cực lớn rơi xuống từng viên từng đống tối đen như mực địa từ nguyên lực vặn vẹo trên dưới chẳng phân biệt được lại ở trong này đi hắc hổ thần cười ha ha nói ma tộc đạo hữu ta cảm thấy ở đây rất tốt bất luận là chôn thi thể của các ngươi hay chôn thi thể của chúng ta đều là phong thủy bảo địa sư đệ các ngươi qua bên trên quả cầu đen kia để tránh ảnh hưởng đến các ngươi ngọc la sát cùng một đồ la đi lên phía trước ngọc la sát cười lạnh nói trên mảnh đất này đã chôn tất quá nhiều ma tộc ở đây chỉ có thể chôn thi thể của các ngươi tư bà bà dặn tần mục nói con mắt thứ ba của ngươi vẫn lộ ra nhanh chóng dán lá liễu vàng lên không nên tùy ý dùng tới nó nàng suy nghĩ một lát lại phân phó nói nếu thật sự đánh không nổi vậy thì lục ra dùng một chút chắc hẳn cũng không có gì tần mục cười nói ta chỉ là qua bên kia cùng mấy vị sư huynh này tâm sự không có nguy hiểm gì tư bà bà vẫn không yên lòng nói triết hoa lê thì thôi nhưng ngươi phải cẩn thận tề cửu nghi công pháp của hắn đặc biệt lợi hại nhưng tốc độ đại thần thông phát động có hơi chậm người này lòng dạ khó lường nhìn chằm chằm vào ngực của ngươi ngươi có thể nhân lúc hắn không chú ý giết chết hắn trước sau đó đối phó với những người khác lại dễ dàng hơn rất nhiều tần mục trịnh trọng gật đầu vẫy vẫy tay đi về phía tinh thạch bên kia tề cửu nghi sống vai đi cùng hắn thản nhiên nói tần huynh ta đều nghe được ngươi muốn ám toán ta không có dễ dàng như vậy đâu tần mục nghiêm mặt nói tề huynh nói gì vậy tần mổ thuở nhỏ đọc sách đọc thuộc lời thánh nhân nói luôn luôn quan minh lỗi lạc sao có thể lại tập kích bất ngờ lần này chúng ta chỉ nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt không nói chuyện chiến sự lưng triết hoa lê mang yêu đau đi tới bên trái của hắn mỗi một chân bước ra đều giống như là được đo lường trước vậy thản nhiên nói lần trước hai vị liên thủ đánh bại ta trong lòng ta rất không phục khó có được một lần lại tập trung lại một chỗ tất nhiên phải tranh đấu một hồi tần mục cười nói đánh vết đánh còn ra hệ thống gì mấy vị sư huynh bên kia, các ngươi cũng đi cùng đi. Đợi tới khi thần ma khai chiến, chúng ta sẽ bị vạ lây thành những con cá trong chậu mất. Phía sau còn có hai vị thần thông giả ma tộc. Nghe hắn nói vậy, bọn họ đi lên phía trước, mọi người cùng nhau đi về phía tinh thạch hơn phân nửa đã biến mất ở trong mặt đất. Hai vị thần thông giả ma tộc này đi tới gần, lúc này mới cảm giác được không ổn. Tần Mục, Triết Hoa Lê cùng Tề Cửu Nghi khí cơ giao tranh, dẫn dắt lẫn nhau, cũng khiến hai người bọn họ bị liên lụy vào trong đó. Thân pháp bộ pháp của ba người Tần Mục, Triết Hoa Lê, Tề Cửu Nghi không ngừng biến hóa, khí tức cũng đang không ngừng biến hóa, từng hành động cử chỉ của thân thể ngầm chứa huyền cơ công phạt đạo tàng ẩn giấu ở bên trong liên lụy đến thần thông biến hóa khí cơ biến hóa tuy rằng không nhìn ra sát ý nhưng sát ý giấu giếm năm người này đi về phía trước bước chân của tần mục triết hoa lê và tề cửu nghi trầm ổn như cũ không loạn chút nào mà hai vị thần thông giả ma tộc phía sau bước chân lại dần dần loạn cả lên lắc đông lắc tay lão đảo giống như say rượu vậy đợi đi ra được ba năm dặm sắc mặt của hai vị thần thông giả ma tộc đỏ lên lại đi ra thêm ba tới năm dặm nữa hai vị thần thông giả ma tộc đột nhiên mở miệng nôn ra máu lão đảo chạy nhanh theo sau lưng ba người lại đi ra thêm ba dặm, hai vị thần thông giả ma tộc đã nôn sạch máu trong cơ thể, đột nhiên một nhân nguyên thần thiêu đốt, hóa thành một hỏa nhân, khí tuyệt bỏ mình. Thi thể nằm trên mặt đất, trong khoảnh khắc bị thiêu đốt thành một đống than hình người. Lại đi ra thêm mấy chục trượng, một vị thần thông giả ma tộc khác hai chân gãy xương, ngã nhào trên đất, bịch một tiếng đầu nổ tung, nguyên thần văng tung tóe. Tần Mục nhướng nhướng mày lông, mỉm cười nói: "Hiện tại, không có bọn họ làm phiền, chúng ta có thể từ từ nói chuyện." Trên trán của Triết Hoa Lê cùng Tề Cửu Nghi xuất hiện mồ hôi lạnh, khóe mắt giật loạn. Ba người khí tức giao tranh, đều có chút đâm lao phải theo lao tề cửu nghi cùng triết hoa lê cũng không phải là một lòng cũng đấu kỹ với nhau bởi vậy tần mục mới có thể thuận lợi kéo chết hai vị thần thông giả ma tộc kia nhưng nếu bọn họ đồng lòng hợp lực đối phó với tần mục như vậy tần mục căn bản không có khả năng đắc thủ nhưng mà bọn họ hết lần này tới lần khác không có khả năng liên thủ tề cửu nghi cười lạnh nói tần huynh vẫn phải nói một chút vì sao còn muốn bày bố cục kéo chết hai vị sư huynh ma tộc kia trước chỉ có điều kiến thức tầm mắt của ngươi và ta không khác biệt lắm ngươi muốn kéo chết chúng ta cần phải đi hết một năm hai năm Ba người bọn họ đi tới bên cạnh tinh thạch cực lớn kia, ở đây địa tự nguyên lực thay đổi, ba người nhấc chân rơi vào trên quả cầu này, không tốn sức chút nào lại có thể đi lại giống như trên đất bằng, vẫn vững vàng. Ở trên quả cầu lớn này, La Phù Thiên dường như biến thành một bức tường dựng thẳng, đương nhiên tầm cao của nó là không thể đo lường, dài không thể đo lường, dày cũng không thể đo lường. Loại cảnh tượng kỳ lạ này không thể tưởng tượng nổi. Tần Mục ngẩng đầu nhìn về phía La Phù Thiên, từng ngọn tế đàn hình thái chữ kim đứng vững ở nơi cực xa, xuyên qua mây mù mỏng manh, ngờ ngợ có thể nhìn thấy được chỗ tòa tế đàn của tiểu phu thánh nhân cùng Phượt nhập La thiên địa của La Phù Thiên giống như là một bức tranh dựng thẳng, rất nhiều nơi chỉ có màu đen và màu trắng, không có những sắc thái khác. Từng ngọn núi lửa lớn bạo phát giống như là pháo hoa chúc mừng ngày lễ, tô điểm thêm cho bức tranh sơn thủy này, không đến mức quá đơn điệu. Bọn họ còn có thể nhìn thấy được mảnh nhỏ ngôi sao trên bầu trời rơi, từng con rắn lửa hết đợt này tới đợt khác từ trên trời rơi xuống, thoạt nhìn tốc độ rất chậm nhưng trên thực tế lại nhanh đến mức đáng sợ. Chỗ tế đàn của tiểu phu thánh nhân cùng phật nhật là cách chỗ bọn họ tới ngàn dặm xa, cho dù nhìn thấy được cũng chỉ là một điểm nhỏ bé, nhưng mà hắn lại có thể nhìn thấy được tia sáng và vân khí từ nơi đó truyền đến. Tế đàn tuy rằng thoạt nhìn nhỏ nhưng ánh sáng cũng rất mạnh mẽ, giống như là một mặt trời nhỏ đột nhiên dâng lên, nhưng so với ánh mặt trời phải mạnh mẽ hơn rất nhiều, cho dù là ở chỗ này cũng cảm giác chói mắt. Mà ở chỗ của Hắc Hổ Thần và Tư Bà Bà, cục diện chiến đấu lại rất mạnh mẽ, mọi cử động của bốn vị thần ma đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Tần Mục dừng bước lại. Triết Hoa Lê cùng Tề Cửu Nghi cũng không hẹn mà cùng dừng bước lại. Ba vị thiếu niên đứng ở trên một tinh thạch cực lớn này, nhìn ra bốn phía, ở đây trời cao mây nhạt khiến cho người ta cảm giác vui vẻ thoải mái, là một địa phương tốt khó có được, đột nhiên một viên tinh cầu khổng lồ di chuyển về phía bên này viên tinh cầu kia có vẻ vô cùng to lớn hình như bất cứ lúc nào có thể rơi xuống nó đi qua nơi nào bầu trời trở nên vặn vẹo mặt đất không ngừng nhô ra ngàn núi vạn khe nhanh chóng xuất hiện cục diện cực kỳ đáng sợ phía xa hắc hổ thần tư bà bà cùng một độ la ngọc la sát bất chợt xuyên qua dãy núi vừa đột ngột từ mặt đất nhô lên ra tay độc ác về phía đối phương triết hoa lê có biết vì sao la phù thiên lại biến thành tình trạng như vậy hay không tần mục hiếu kỳ nói triết hoa lê do dự một chút nói ta từng nghe phật nhật la sư phụ nhắc qua về nguyên nhân cụ thể trong đó Phượt Nhật La sư phụ nói là có dị tinh đột nhiên tới, dừng lại ở trên không trung của La Phù Thiên, khiến không gian vặn vẹo, tạo thành thiên tai. Từ đó về sau, La Phù Thiên lại biến thành không có cách nào sinh tồn. Hắn nói tới dị tinh, chính là những tinh cầu đổ nát trên bầu trời, từ góc độ của bọn họ nhìn qua, chúng có vẻ đặc biệt khổng lồ, thậm chí có thể thấy rõ ràng sông núi trên tinh cầu. Ta với sư phụ tuy rằng không phải cùng chủng tộc, nhưng là có thể cảm nhận được tâm niệm, tấm lòng son của hắn. Hắn nghiêm nghị nói, nghe Phượt nhật la sư phụ nói hắn vốn cũng không phải là tôn vương của ma tộc lúc đó tôn vương dẫn đầu rất nhiều ma thần đi tới dị tinh trên bầu trời nỗ lực đánh vỡ dị tinh hoặc đẩy chúng trời xa khỏi la phù thiên chỉ có điều trên dị tinh có rất nhiều tồn tại đáng sợ lúc đó tôn vương và những ma thần đó đi tới dị tinh lại không thể trở về Phượt nhật la sư phụ nói sau đó hắn lại đi dị tinh phát hiện tôn vương trước đây cùng tồn tại đáng sợ nơi đó đều chết trận tần mục không giải thích được nói như vậy Phượt nhật la vì sao không có nỗ lực đánh nát những dị tinh đó trái lại phải tiêu tốn hai vạn năm đi đánh thái hoàng thiên khiến cho nhiều ma tộc và nhân tộc phải chết như vậy triết hoa lê lắc đầu nói hắn giữ kín như bưng không có nói tỉ mỉ tần mục nhìn về phía tề cửu nghi dò hỏi tề huynh là khách từ thiên đình đến đối với những vị tinh có biết chút gì hay không tề cửu nghi đang muốn nói viên tinh cầu khổng lồ đã đi tới trên không trung của bọn họ ba người nhất thời chỉ cảm thấy thân thể chật nhẹ bỗng thầm nghĩ một tiếng không xong tần mục vội vàng phát động kiếm hoàng kiếm quang lớn giống như cây cột đâm về phía tinh thạch dưới chân bọn họ nỗ lực cố định bước chân của mình cùng lúc đó triết hoa lê cũng đâm yêu đau về phía tinh thạch hai chân của tề cửu nghi hất văng giày ra hóa thành móng gà răng rắc chụp vào tinh thạch nỗ lực bám vào tinh thạch không để cho mình bị địa từng nguyên lực của tinh hút đi nhưng ngay lập tức trên trán ba người xuất hiện mồ hôi lạnh kiếm quan kiếm hoàng của tần mục bị tinh thạch bắn bay đi yêu đau của triết hoa lê cũng không có cách nào cắm vào tinh thạch được nửa phần móng vuốt của tề cửu nghi tuy rằng lợi hại nhưng tinh thạch thật sự cứng rắn gần như khiến móng vuốt của hắn bị gãy vù địa từng nguyên lực hình thành cơn lốc điện quan giống như là cực quan ở trên băng nguyên phía bắc bộ của duyên khang vậy nhẹ nhàng đảo qua ba người không không chế được bay lên giữa không trung ba người thiếu niên gặp nguy không loạn từng người phát động công pháp thi triển thần thông nỗ lực chạy ra khỏi cơn lốc do nguyên từ điện quan này hình thành tần mục hiện ra hình thái của huỳnh hoặc tinh quân đầu trâu thân người chân đạp hai đường hỏa long cùng dẫn theo hắn gào thét bay ra ngoài triết hoa lê tế đao hàng vạn hàng nghìn đao quan chấp hiện nỗ lực phá vỡ cơn lốc bên kia thân thể của tề cửu nghi lay động hóa thành một con phượng hoàng chín đầu vỗ cánh bay tốc độ cực nhanh thậm chí còn nhanh hơn cả tần mục cùng triết hoa lê chỉ có điều mặc dù bọn họ là cao thủ đứng đầu thế hệ trẻ tuổi cũng không có cách nào thoát khỏi cơn bão nguyên từ này bị cơn lốc cuốn theo càng lúc càng cao hổ sư huynh ra chủ ý xấu bảo chúng ta tới đến trên tinh thạch này ở đây đứng rất cao chúng ta bị địa từ nguyên lực của dị tinh bắt được trên trán của tần mục xuất hiện mồ hôi lạnh hắn đột nhiên hít một hơi thật dài cuốn hết không khí xung quanh vào bên trong lồng ngực nếu không có cách nào chạy ra khỏi cơn bão nguyên tử như vậy chỉ có thể chờ đợi nhìn cơn lốc này có giảm bớt hay không trên không trung không có không khí cho nên cần phải hít một hơi giấu ở trong lồng ngực trước cũng may thực lực của hắn đã không quá kém trong lồng ngực có thể chứa càng nhiều không khí hơn một hơi này chứa ở trong lồng ngực có thể bảo đảm một ngày không cần hít thở cho dù là bị đưa đến trong chân không cũng có thể tạm thời giữ được tính mạng tề cửu nghi cùng triết hoa lê cũng hít sâu hai người bọn họ cũng là kẻ thông minh hơn người giống như tần mục rất nhanh đã nghĩ đến chỗ máu chốt cơn bão lốc nguyên từ cuốn bọn họ càng bay càng cao tinh thạch cùng la phù thiên phía dưới trở nên càng lúc càng xa trên đầu tầng mục xuất hiện mồ hôi lạnh bởi vì ở trên đỉnh đầu bọn họ chính là vô số sấm sét đang di chuyển tự do răng rắc một đạo sấm sét thoáng động bổ về phía hắn nhất thời giống như là chọc vào tổ ong vò vẽ vậy vô số sấm sét đột nhiên xuất hiện hình thành một mảnh đại dương sấm sét mênh mông tầng mục ném kiếm hoàng lên từng thanh phi kiếm bay lượn xoay quanh toàn thân đột nhiên hóa thành một quả cầu kim loại với phạm vi hơn trượng bao quanh tầng mục ở bên trong ngăn cản lôi quang từng đợt sấm sét đánh vào trên kiếm hoàng kiếm hoàng phát ra âm thanh xèo xèo bị thiêu đốt đến đỏ bừng bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị dung hòa bên kia hai người tề cửu nghi cùng triết hoa lê cũng không tốt hơn sấm sét cuồn cuộn nhấn chìm ba người sau một lúc lâu lôi quan tản đi tần mục vội vàng thu kiếm hoàng chỉ thấy cơn bão lốc nguyên từ vẫn còn đang tồn tại vẫn cuốn bọn họ giống như là con rắn bơi qua bơi lại ánh sáng chói mắt cực trọng trong thời gian ngắn lại biến đổi ra nhiều loại màu sắc nhưng mà tần mục ngẩng đầu nhìn lên trái tim dần dần trầm xuống chỉ thấy bọn họ đã cách xa la phù thiên tiến vào trên bầu trời của dị tinh nguy rồi tần mục cảm thấy da đầu tê dại đột nhiên nhìn thấy được màu xanh sông núi trên dị tinh chợt hắn thoáng yên lòng một chút nơi này có cây cối hoa cỏ nói rõ phải có không khí chỉ là không biết không khí có thích hợp cho nhân tộc hít thở hay không vù bọn họ bị ném ra khỏi cơn bão lốc nguyên từ ba người lăn một hồi bay ra rất xa lúc này thân hình mới ổn định ở trên không trung ba người thiếu niên đứng trên không trung đưa mắt nhìn nhau chính cái đầu của tề cửu nghi lay động dần dần thu về phía trong lòng ngực chỉ còn lại có một cái đầu hóa thành hình người chúng ta làm thế nào mới có khả năng trở lại la phù thiên ba người nhìn lại về phía la phù thiên không nhìn được cảm thấy da đầu tê dại đã không nhìn thấy La Phù Thiên nữa. Không sai, La Phù Thiên biến mất, chỉ còn lại có tinh không tối tăm. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra từ trong mắt đối phương sự kinh hoàng và bất an. Dị tinh vận hành ở bên ngoài bầu trời của La Phù Thiên, không ai biết được ngôi sao này khi nào mới có thể lại một lần nữa vận hành đến trên không trung của La Phù Thiên. Tần Mục nhanh chóng lấy ra linh binh tính toán, chuẩn bị tính toán chu thiên tinh đấu, suy tính viên dị tinh này khi nào mới có thể lại một lần nữa đi tới La Phù Thiên. Đột nhiên hắn giật mình. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài bầu trời. Ngôi sao bên ngoài cùng duyên khang hoàn toàn khác biệt nói cách khác, hắn từ trong đạo môn học được chu thiên tinh đấu thuật số trận liệt hoàn toàn vô dụng. hắn ngược lại có thể dựa vào quan sát tin tưởng vận hành, suy tính ra tất cả quỷ tích vận hành vì sao trên bầu trời của viên dị tinh này tính ra tinh thuật số trận liệt, nhưng cần thời gian ít nhất là một năm mới có khả năng tính ra. trong lòng tần mục hoàn toàn lạnh lẽo. một năm của viên dị tinh này rốt cuộc là thời gian bao lâu? là mấy tháng của duyên khang, hay mấy năm mấy trăm năm, hoặc là mấy nghìn năm? tề cửu nghi nhìn lại xung quanh, đột nhiên ánh mắt nhất thời sáng lên, đi về phía xa, nói: bên kia có dấu vết chiến đấu lưu lại hai vị chúng ta tốt nhất đi qua xem thử nói không chừng có thể tìm được biện pháp rời đi tần mục cùng triết hoa lê bước nhanh đuổi theo quả nhiên thấy di tích chiến đấu kinh người đây thuần túy là thần ma đại chiến có đỉnh núi bị cắt đứt có mặt đất xuất hiện trưởng ấn năm ngón tay hóa thành hồ nước có thi thể ma thần to lớn nằm ở trong chiến trường máu thịt đã hóa đi chỉ còn lại có xương trắng phía xa một tòa thần điện cực lớn đứng sừng sững ở trên núi thần cao lớn nguy nga tráng lệ hình như không có bị phá hủy tần mục hơi ngẩn ra đột nhiên dừng bước thân hình phóng lên cao triết hoa lê cùng tề cửu nghi thấy thế cũng vội vàng bay lên trên không trung cảnh giác hết nhìn đông tới nhìn tây tần huynh phát hiện ra cái gì nguy hiểm sao tề cửu nghi liếc mắt nhìn dò hỏi tần mục không trả lời từ trên cao nhìn xuống sông núi địa lý xung quanh trong lòng hắn thoáng chấn động thế sông núi của vị tinh này nhìn rất quen mắt hắn không khỏi nhớ tới đại điện thung lúc bên ngoài hai thuyền biển ngạn cái đỉnh lớn chảy ra các vạn của khai sơn tổ sư thiên thánh giáo huyển hóa ra rất nhiều địa lý đồ sông núi địa lý của vị tinh này chính là một bức địa lý đồ trong đó trên địa lý đồ có dấu hiệu của một ngôi thần điện chắc hẳn chính là thần điện trên núi thần phía trước này đại sư huynh đã tới ở đây hắn có thể lại ở trong này hay không tần mục lấy lại bình tĩnh khai sơn tổ sư sử dụng đỉnh lớn vẽ ra rất nhiều bức địa lý đồ bản vẽ thứ nhất khiến cho tần mục tìm được nơi thanh hoang lão nhân ẩn cư ở trong đại khư hoàn toàn giải quyết được vấn đề phức tạp của văn tự của long tộc một bức địa lý đồ này lại sẽ khiến hắn có phát hiện gì vừa rồi ta khả năng nhìn nhầm tần mục thẹn thùng nhìn về phía hai người nói ta còn tưởng rằng là thần thông thần ma còn sót lại không sao chúng ta tiếp tục đi tề cửu nghi cùng triết hoa lê nửa ngờ nửa tin tề cửu nghi ho khan một tiếng nói nơi này là gì tinh ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì nếu tề huynh có phát hiện tốt nhất nói thẳng mọi người đồng tâm hiệp lực mới có khả năng sống sót rời khỏi nơi đây a à, tề cửu nghi nhìn núi thần càng lúc càng gần kinh ngạc không hiểu ánh mắt triết hoa lê chấp động tề huynh lại phát hiện ra cái gì ngọn núi này ngươi không cảm thấy rất quen thuộc sao tề cửu nghi khẽ nói triết hoa lê nhìn về phía núi thần này trong lòng đột nhiên thoáng động gật đầu rất giống với ngọn núi thần trong thiên đình chỉ có điều ngọn núi này chắc hẳn không phải là thật tề cửu nghi nhìn về phía tầng một trước mặt lộ ra vẻ tươi cười khẽ nói không cần nói cho hắn biết chúng ta nắm chắc phần thắng ba người tần mục tề cửu nghi và triết hoa lê hạ xuống trước ngọn núi thần núi thần trang nghiêm tràn ngập một cảm giác bất phàm từng hào quang màu kim hoàng vây quanh ngọn núi nhẹ nhàng gột rửa khiến người ta có cảm giác ngước mắt nhìn núi cao không dám trực tiếp bay tới bọn họ lựa chọn đi bộ núi thần này có bậc thang chạy thẳng tới đại điện kim đỉnh chắc hẳn là phát sinh qua chiến đấu cực kỳ thảm khốc trên thềm đá loang lỗ đầy những vết máu máu là từ phía trên chảy xuống máu của thần ma rất khó khô cạn cho dù là từng trải một hai vạn năm cũng sẽ tản ra chấn động kinh người nhưng mà máu của thần ma ở đây lại xói mỏng tinh khí biến thành từng mảnh vết máu màu nâu nhìn thấy mà giật mình kỳ là chính là ở đây cũng không có dấu vết chiến đấu lưu lại tần mục phát động vô ưu kiếm hung hăng đánh về phía núi thần ánh lửa văng ra khắp nơi hai tay của hắn bị chấn động tới mức tê dại nhưng lại không có để lại bất cứ dấu vết gì ngọn núi thần này hình như có một lực lượng vô danh chuyển động ở bên trong thân núi bảo vệ núi thần tôn vương của la phù thiên trước đây và rất nhiều ma thần xông đến nơi đây cũng không thể lưu lại vết tích ở trên núi thần ngọn núi thần này có lai lịch thế nào tần mục không hiểu chút nào triết hoa lê cùng tề cửu nghi liếc mắt nhìn nhau hai người ngầm hiểu không nói gì ánh mắt của triết hoa lê chấp động thầm nghĩ ngay cả tôn vương cũng không có cách nào lưu lại vết tích ở trên ngọn núi thần này ngọn núi thần này thật sự là giả sao có chút không giống lắm bọn họ tiếp tục đi về phía trước phía trước xuất hiện một thi thể xương cốt thần ma ngã xuống máu thịt không còn tần mục bước nhanh đi tới trước mặt quần áo trên thân bộ hài cốt này đã mục nát máu thịt cũng đã rửa nát thi thể xương cốt có ba xương gáy ba cái đầu hướng về ba phương hướng khác nhau hắn có sáu cánh tay trong tay từng người cầm lấy một thanh thần binh một vị thần chết trận mắt tần mục sáng như tuyết lập tức chụp vào một thanh hổ tôn tử oanh chỉ có điều bàn tay của hắn vừa chạm vào thanh tử oanh này thần binh đột nhiên hóa thành tro bụi tần mục ngẩn người ra chỉ thấy thi thể xương cốt cầm tử oanh đã hóa thành bụi bặm không ngừng tan rã rất nhanh bộ hài cốt này hoàn toàn nát bấy kể cả vài thanh thần binh khác cũng vỡ nát đầy đất triết hoa lê đi lên phía trước nghi ngờ nói chẳng lẽ là bị đối thủ của hắn chấn động thành bột tề cửu nghi lắc đầu đột nhiên cắt đầu ngón tay một giọt máu màu kim hoàng chảy xuống rời ở trên thềm đá chỉ thấy giọt máu này của hắn đang nhanh chóng khô cạn hình như bị thềm đá hấp thu tất cả tinh khí sắc mặt của tề cửu nghi nghiêm trọng nghiêm nghị nói là ngọn núi thần này hút đi tất cả tinh khí của hắn ngay cả tinh khí trong thần binh cũng không thể giữ lại được tần mục hoàn toàn nghiêm túc nói Tề huynh, chúng ta hiện tại cùng bị cuốn vào dị tinh, các ngươi nếu như biết cái gì, không ngại nói ra. Mọi người liên hệ một chút, nói không chừng lại có thể tìm ra cách rời khỏi đây. Vết thương ở đầu ngón tay Tề Cửu Nghi tự động khép lại, hắn lắc đầu cười nói: "Ta là lần đầu tiên hạ giới, đối với thế giới này làm sao biết được cái gì?" Tần huynh không nên nói đùa. Tần Mục nhìn vết thương ở đầu ngón tay của hắn, trong lòng rét lạnh. Vết thương tự động khép lại, không cần đang dược trị liệu, đây là tác dụng từ công pháp của hắn hay tác dụng đặc biệt của thể chất hắn. Trong lòng Triết Hoa Lê cũng thầm cả kinh ba người bọn họ ở trước bức tranh thần thành đánh một trận tề cửu nghi thương thế nặng nhất bị tần mục cùng hắn đánh thành trọng thương lại bị tần mục đâm một kiếm suýt nửa thân chết đạo tiêu nhưng mà lúc này mới mấy ngày tề cửu nghi lại khôi phục lại giống như lúc ban đầu tu vi không có suy giảm chút nào hơn nữa còn có phần hơn trước ba người theo đuổi tâm tư của mình tiếp tục đi về phía trước trên thềm đá đầy những thi thể xương cốt thần ma lớn nhỏ có vài thi thể là đến từ ma thần của ma tộc có vài thi thể lại là thần chỉ phàm là thần chỉ đều là ba đầu sáu tay hình thái thi thể xương cốt gần giống như vậy chắc là cùng một chủng tộc thi thế xương cốt của bọn họ và binh tinh khí thần binh của ma thần đều bị ngọn núi thần này hút đi hoàn toàn không tồn tại vừa chạm nhẹ lại sẽ hóa thành tro bụi triết hoa lê quan sát những thi thế xương cốt của thần chỉ ba đầu sáu tay khẽ nhíu mày hắn nhìn về phía tề cửu nghi khẽ nói những hai cốt này là thần tộc trong thiên đình sao tề cửu nghi lắc đầu hạ thấp giọng nói ta cũng không biết trong thiên đình ngược lại có vài thần ma ba đầu sáu tay nhưng cũng không phải là một chủng tộc hơn nữa số lượng thần chỉ ba đầu ở đây chết trận nhiều như vậy chắc hẳn không phải là xuất phát từ thiên đình ngọn núi thần này hắn lắc đầu trong thiên đình mới là thật ngọn núi thần này chắc là giả nhưng mà vì sao ngọn núi thần này lại mạnh như vậy trong lòng hắn có chút không hiểu yêu nhãn trên yêu đao phía sau triết hoa lê chợt mở ra quan sát khắp nơi nhưng cho dù là yêu nhãn cũng nhìn không ra cái gì theo ý của ngươi ngọn núi thần này cũng là thật sao làm sao có thể triết hoa lê không hiểu nói tề cửu nghi nhìn lên chỉ thấy tần mục đi rất nhanh sắp tới đỉnh núi hắn vội vàng nói ngọn núi thần này có cổ quái chúng ta cũng đi tới đi nếu có bảo bối gì chỉ sợ sẽ bị hắn nhanh chân lấy trước hai người vội vàng chạy về phía lên đã thấy tần mục đứng ở thềm đá cuối cùng vẫn không nhúc nhích hai người vội vàng đi tới bên cạnh hắn chỉ thấy ở trước mặt tần mục là một vị ma thần đứng sừng sững ở nơi đó lông mày dài lộ vẻ tức giận một tay chống thanh đao uy phong lẫm liệt hai người ngẩng đầu nhìn lên đã thấy mặt vị ma thần này không giận tự uy đang nhìn bọn họ hình như thanh đao trong tay hắn khả năng đánh về phía bọn họ bất cứ lúc nào thân thể của tề cửu nghi cùng triết hoa lê cứng đờ cũng không dám có bất kỳ cử động nào tần mục thở hắt ra một hơi bước chân đi vòng qua mặt bên của vị ma thần này lại nhìn thấy được một gương mặt hắn đi quanh vị ma thần này một vòng vị ma thần này trước sau trái phải lại có bốn gương mặt hắn cười nói hai vị sư huynh các ngươi không cần lo lắng hắn cũng đã chết từ lâu ta vừa leo đến nơi đây thấy hai mắt hắn nhìn ta chằm chằm ta cũng khiếp sợ đến mức cứng người còn cho rằng mình sẽ phải chết ở trong tay hắn tề cửu nghi cùng triết hoa lê phục hồi lại tinh thần từng người thở phào nhẹ nhõm toàn thân có mồ hồi lạnh tuôn ra triết hoa lê đi vòng một vòng kinh ngạc nói ma thần bốn mặt chẳng lẽ là tôn vương trước đây hắn vì sao lại đứng ở chỗ này không đi vào đại điện tần mục cẩn thận quan sát nói bốn gương mặt nhiều hơn so với phượt nhật la một gương mặt lẽ nào công pháp cũng giống như phượt nhật la phượt nhật la còn chưa tu luyện tới trình độ như hắn sao Tề Cửu Nghi cũng đi theo hắn chuyển động vòng quanh vị Tôn Vương này, cẩn thận quan sát, nói: "Không có khả năng như vậy." Phần gáy của Phật Nhật La mọc ra lỗ tai, hắn không có gương mặt thứ tư. Bọn họ chắc là dị chủng trong cùng tộc. Tu vi thực lực của Phật Nhật La sẽ không kém hơn so hắn. Vết thương ở chỗ này, hắn có phát hiện, chỉ về phía cổ của Tôn Vương bốn mặt. Tần Mục nhìn lại, chỉ thấy trên cổ của vị Tôn Vương bốn mặt này có một đường nhỏ màu đỏ không dễ nhận ra. Chắc là vị Tôn Vương này xông đến nơi đây, đột nhiên trúng chiêu, bị cắt qua cổ. Tần Mục mở miệng, thở ra một hơi hóa thành gió to, thổi về phía đầu của vị Tôn Vương bốn mặt. Đầu của vị Tôn Vương này đột nhiên từ trên cổ lăn xuống, rơi xuống trên thềm đá, giống như là đồ sứ bể nát. Tiếp theo, thân thể cao lớn của vị Tôn Vương này giống như là bức tượng ma thần làm bằng gốm sứ, nhanh chóng sụp đổ. Thân thể của hắn đã trống rỗng, máu thịt không tồn tại, chỉ còn lại có da. Thanh đao trong tay hắn cũng rơi vỡ đầy đất. Tần Mục Trùng mình một cái, quay đầu lại nhìn về phía tòa đại điện này. Chính là thời điểm Tôn Vương bốn mặt tiến gần tới ngôi thần điện trước mặt bọn họ mới bị trúng chiêu, bị chém rơi đầu, chém rơi nguyên thần. Lúc này ngôi thần điện này lại ở phía trước bọn họ, cửa đang mở ra, bên trong u ám không nhìn thấy rõ, thỉnh thoảng có ánh sáng lưu chuyển đập vào mi mắt ánh mắt của tề cửu nghi chấp hiện không ngừng nhẹ giọng nói tần huynh muốn đi vào sao bên trong có thể sẽ có nguy hiểm tần mục cắn răng đi thẳng về phía trước trầm giọng nói hai vị sư huynh ta đi vào trước thăm dò đường nếu chẳng may có nguy hiểm ta thông báo cho các ngươi lập tức chạy trốn tề cửu nghi kinh ngạc nhìn về phía triết hoa lê triết hoa lê cũng lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía hắn hai vị thiếu niên đều không hiểu nổi lẽ nào tần mục thật sự xem bọn họ trở thành bằng hữu cùng sinh cùng tử chủ động liều mình thám hiểm bọn họ cùng tần mục tiếp xúc không nhiều nhưng cũng có thể thấy được tần mục không giống với loại người như thế phía trước tần mục đi vào ngôi thần điện kia bóng người biến mất trong điện ánh sáng u ám còn đang lưu chuyển tề cửu nghi cùng triết hoa lê khẩn trương nhìn chằm chằm vào cửa điện cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong đột nhiên một tiếng kêu vô cùng thê lương thảm thiết truyền đến khiến cho hai người sẩn tóc gáy tiếng kêu thê thảm của tần mục truyền đến bên trong có âm thanh hơi ngừng lại vù tề cửu nghi cùng triết hoa lê quyết định thật nhanh giống như gió bão lao về phía dưới chân núi hai bóng người hóa thành hai đạo lưu quang nhanh chóng vô cùng bọn họ leo núi sử dụng thời gian gần nửa canh giờ xuống núi chỉ cần thời gian mấy lần hít thở lại đi tới giữa sườn núi đột nhiên triết hoa lê dừng bước trầm giọng nói tề huynh dừng lại có cổ quái tề cửu nghi vội vàng dừng bước xoay người lại lộ ra vẻ nghi hoặc triết hoa lê cười lạnh nói trong tiếng kêu gào thê thảm của hắn vừa rồi trung khí 10 phần làm gì giống như là người sắp chết hơn nữa ngươi cảm thấy thứ có thể giết chết tôn vương trước đây tới giết hắn hắn có cơ hội nói chuyện đưa ra lời cảnh báo chúng ta sao tề cửu nghi trận tròn hai mắt thất thanh nói vậy ý của ngươi là chúng ta nhanh lên đó hai người vội vàng chạy lên núi đi tới trước điện trên đỉnh núi, Triết Hoa Lê hít vào một hơi thật dài, nắm lấy chui đao của Thanh Yêu đau phía sau lưng, từng bước từng bước đi về phía cửa điện. Tề Cửu Nghi đi ở phía sau hắn, từng cái đầu từ dưới cổ chui ra ngoài, khẩn trương hết nhìn đông tới nhìn tây. Hai người cuối cùng đi tới cửa. Tề Cửu Nghi thò một cái đầu tới trên vai của Triết Hoa Lê, những cái đầu khác lại trốn ở sau lưng Triết Hoa Lê, nhìn về phía trong điện, không khỏi ngẩn ra. Chỉ thấy Tần Mục đang ở trong điện, lấy ra một đống lớn công cụ bàn tính linh tinh, đang tổ hợp, tạo ra một linh binh tính toán cỡ lớn. Tề Cửu Nghi cắn răng, thu hồi chín cái đầu, hợp chín cái làm một, từ phía sau lưng của Triết Hoa Lê đi ra, bước chân vào đại điện. Triết Hoa Lê cũng theo hắn đi vào. Hai vị thiếu niên cười lạnh. Tần Mục ngẩng đầu lên, lộ vẻ kinh ngạc, mặt lập tức giãn ra mỉm cười. Hai vị sư huynh tới thật đúng lúc. Ta đang muốn nói cho các ngươi biết, trong điện có một vấn đề thuật số khó khăn. Tề Cửu Nghi không ngừng cười lạnh, nhìn về phía trong điện. Chỉ thấy trung tâm của tòa đại điện này là một vương tòa sắt thép cực lớn do đao kiếm ghép thành, một vị thần ma ba đầu sáu tay cầm kim đao đại mã ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Năm cánh tay của hắn đỡ lấy tay vịn của vương tọa sắt thép, tay kia chỉ vào một phương hướng ba cái đầu của hắn hướng về ba phương hướng khác nhau há hốc miệng mở rất lớn mắt trợn tròn hình như đang phát ra tiếng gào thét tê tâm liệt phổi càng quỷ dị hơn là máu và thịt toàn thân của hắn đều khô quắc xuống giống như là một bộ thi thể khô quắc gầy trơ cả xương máu thịt toàn thân đều khô cạn chỉ còn lại có lớp da khô dán thật chặt ở trên khối xương thậm chí ngay cả mắt trong hốc mắt của hắn cũng khô cạn ở trong hốc mắt chỉ có thể nhìn được con ngươi màu đen khô quắc phía trước vị thần ma ba đầu sáu tay này còn có một cái hộp nhỏ đang lơ lửng hộp ngọc không lớn lẳng lặng bồng bềnh từ trong hộp nhỏ tràn ra từng tia hào quang xoay quanh hộp nhỏ mà ở xung quanh hộp nhỏ này còn có từng hạt cát với hình ngôi sao lớn nhỏ đang xoay quanh hộp nhỏ ngón tay của vị thần ma ba đầu sáu tay này chỉ về phía một bức tranh vẽ trên tường trên bức tranh trên tường vẽ hình các ngôi sao chiếm cả mặt tường tề cửu nghi và triết hoa lê theo ngón tay hắn chỉ nhìn lại phát hiện ngón tay hắn chỉ chính là một cái tinh hệ trong tinh đồ chính giữa của mảnh tinh hệ này có một mảnh đại lục trên đại lục còn có từng tầng trời sao các xoay quanh hộp nhỏ thật sự là một câu đố về đạo thuật tề cửu nghi cẩn thận quan sát lộ vẻ kinh hãi thất thanh nói thiên đình đại chu thiên tinh đấu thuật số triết hoa lê ngươi ở trong thiên đình linh tú quân có học qua hay không Triết Hoa Lê gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói: "Thật sự là quỷ tích Chu Thiên Tinh đấu của Thiên Đình, bên trong cất giấu một vấn đề đạo thuật số khó khăn, cùng Chu Thiên Tinh đấu trên vách tường có phần tương ứng, tạo thành một tòa sát trận. Chỉ cần giải được vấn đề khó khăn này, lại có thể tiến vào sát trận, lấy ra cái hộp nhỏ này." Hai người lập tức lấy ra các loại linh binh tính toán, bắt đầu nhanh chóng tính toán theo công thức. Nhưng vào lúc này, Tần Mục đứng dậy, linh binh tính toán cỡ lớn ở bên cạnh hắn tách ra, vụ 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 bay vào trong túi thao thiết của hắn. Hai vị sư huynh không cần tính nữa, là 33 vạn năm. Tần Mục đi lên phía trước, quan sát sát trận Chu Thiên Tinh đấu bao phủ hộp nhỏ, nói: là tinh độ 33 vạn năm trước, cùng duyên khang thiên tượng có khác biệt rất nhỏ. Nói ra thật xấu hổ, ta vừa giải xong, không ngờ từ bên trong tìm hiểu ra kiếm thứ 14 thật sự của đạo môn. Hắn mặt mày hớn hở, xoay người lại chạy đến trước bức tranh trên tường, cười nói: "Hơn nữa ta còn có một phát hiện kỳ diệu, tinh đồ trên vách tường này là đến từ phía Nam Đại Khư 33 vạn năm trước. Địa điểm quan sát đánh giá ở gần Nam Hải, các ngươi nói có kỳ quái hay không? Vị thần ma ba đầu sáu tay này đến từ Nam Hải của Đại Khư 33 vạn năm trước." Tề Cửu Nghi cùng Triết Hoa lê liếc mắt nhìn nhau, lập tức bước vào trong xác trận Chu Thiên Tinh đấu xung quanh hộp nhỏ, phóng về phía cái hộp nhỏ kia phóng đi. Tần Mục giải ra đáp án, như vậy bọn họ lại có thể căn cứ vào đáp án này, dễ dàng tiến vào sát trận đoạt được học nhỏ. Nguy rồi, ta hình như tính sai. Đức trước tinh độ của bức tranh vẽ trên tường, Tần Mục chật vỗ gáy mấy lần, dậm chân nói: "Chắc là 35 vạn năm." Hai vị sư huynh, các ngươi, các ngươi tiến vào thế nào? Vậy phải làm thế nào cho phải? Trong sát trận Chu Thiên tinh đấu, Tề Cửu Nghi cùng Triết Hoa Lê nghe được giọng nói của Tần Mục truyền đến, đồng thời đổ máu. Bọn họ ngược lại cũng không phải là bị Tần Mục chọc cho tức giận đến mức nôn ra máu, mà Chu Thiên tinh đấu sát trận đột nhiên biến hóa, biến thành một giải ngân hà chói lòa tinh quang dẫn dắt lẫn nhau, từng tinh quang liên kết, dây tinh quang là do vô số thần thông phù văn phức tạp tạo thành, hóa thành sát trận khởi động, trong nháy mắt lại khiến hai người bị tổn thương nặng nề. Mà từ cái góc độ này của bọn họ nhìn lại, cái hộp ngọc nhỏ kia ở trung tâm tinh hà lại biến thành một hộp vuông cực lớn nằm ngay ngắn treo ở trung tâm tinh hà, ở trong biển sao nặng nề di động. Từng hào quang cũng biến thành lớn vô cùng, cùng quần tinh cuốn quyết với nhau. Bọn họ căn bản không có khả năng chống đỡ được tòa sát trận này. 35 vạn năm, mấy chữ này rốt cuộc là thật hay giả? Hai người nôn ra từng ngụm máu, từng người thi triển ra thủ đoạn liều mạng chống đỡ, cắn răng nói, không quan tâm tới hắn, người chết chữa thành ngựa sống. Hai người toàn lực vận chuyển, tính toán quỷ tích ngôi sao tinh quang, tránh dây tinh quang, thân hình nhanh chóng di chuyển, quả nhiên sát trận dần dần dừng lại. Từng ngôi sao xung quanh khôi phục lại kích thước bình thường, biến thành từng ngôi sao cát từ từ chuyển động. Trên trán Tề Cửu Nghi cùng Triết Hoa Lê có mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đang muốn nhảy vào trung tâm của sát trận lấy đi hộp nhỏ thì đã thấy từng Mục đi tới trung tâm của sát trận, đứng ở đó trước mặt cái hộp nhỏ. Trong lòng Tề Cửu Nghi khẩn trương, đang muốn tiến lên, đột nhiên khí huyết cuồn cuộn, hắn thầm cả kinh. Vừa rồi hắn bị thương, bị dây tinh quang lướt qua đầu vai, đầu vai lộ ra một lỗ thủng lớn, nhưng mà miệng vết thương này lại không chủ động khép lại, trái lại máu tươi không ngừng chảy ra. Mỗi một giọt máu tròn đang bay lên, lướt về phía bộ thi thể khô quắc trên vương tỏa sắt thép. Hắn vội vàng nhìn về phía Triết Hoa Lê. Triết Hoa Lê cũng bị thương giống như hắn, không khống chế được khí huyết, máu tươi đang bay về phía bộ thi thể khô quắc này. Giọt máu đầu tiên rơi vào trong miệng của thi thể khô quắc. Xung quanh đột nhiên yên lặng, yên tĩnh có chút quỷ dị. Á. À. Trong miệng của bộ thi thể khô quắc này đột nhiên truyền đến tiếng gào thét thật dài, tiếp theo phát ra âm thanh lách cách xèo xèo hai người sẩn tóc gáy vội vàng bịt lại vết thương của bản thân nhưng vẫn cảm giác được tinh khí đang sói mòn có quỷ gì triết hoa lê quyết định thật nhanh lập tức phi thân lui về phía sau phóng về phía ngoài điện tề cửu nghi do dự một chút nhìn tầng một trăm trận nhưng hắn chợt cắn răng cũng tự mình rời khỏi thần điện trong chớp mắt khi tề cửu nghi lao ra khỏi thần điện hắn vung ống tay áo lên nhất thời có một gốc cây ngô đồng xanh biết tràn ngập ngọn lửa màu kim hoàng che cửa điện lại triết hoa lê xoay người lại giơ yêu đau lên cao một đau đánh xuống nhất thời đau quang tách ra che khuất cây ngô đồng xanh biết hai người vội vàng một trước một sau đi xuống núi giống như hai con rồng tức giận lưu lại một chuỗi ảo ảnh tần mục cũng thấy tóc gáy dựng ngược vội vàng cầm hộp nhỏ lên phóng về phía bên ngoài sát trận vừa rồi khí huyết trong cơ thể của triết hoa lê và tề cửu nghi bay ra bay thẳng về phía thi thể khô quắc rơi vào trong miệng hai cái đầu khác nhau của thi thể khô quắc trong miệng hai cái đầu của thi thể khô quắc này đều truyền đến tiếng lách cách ba cái đầu đang chậm rãi chuyển động nhìn về phía hắn trong hốc mắt ba cái đầu khô quắc kia con mắt khô quắc đang chậm rãi tràn đầy huyết dần dần nhô lên tần mục tất nhiên lao ra khỏi chu thiên tinh đấu sát trận đi tới trước cửa đại điện trước mặt lại thấy cây ngô đồng xanh biết quét dưới Họ tê. Một tay từng mục kẹp cái hộp nhỏ ở dưới nách, tay kia nắm lấy kiếm hoàng, bàn tay chấn động. Vô số phi kiếm thật nhỏ bay ra, hóa thành kiếm lý sơn hà, ầm ầm va chạm vào gốc cây ngô đồng xanh biếc này. Trong lúc vội vàng tề cửu nghi thi triển ra một chiêu đại thần thông này, uy lực của cây ngô đồng xanh biếc cũng không quá cường đại, chỉ với ý định ngăn cản hắn một chút. Nếu như là đại thần thông hoàn chỉnh, cho dù là tầng mục cũng cần phải thi triển ra kiếp kiếm tới ứng phó. Một chiêu kiếm lý sơn hà này của tầng mục công kích qua, chặt đứt cây ngô đồng xanh biếc, phá thần thông đạo pháp của tề cửu nghi, nhưng mà đao quan đập vào mặt cũng phá nát kiếm lý sơn hà của hắn. Triết hoa lê, tần mục giận dữ tránh phong quan một chiêu này của triết hoa lê hắn xoay người vung kiếm đạo kiếm thức thứ hai ngũ khí tam nguyên kết tú bạo phát ra kiếm quan hóa thành ngũ khí tam nguyên cuối cùng phá được một chiêu này của triết hoa lê cửa đại điện đã không còn thần thông ngăn cản hai chân tần mục hơi gặp lại bỗng nhiên phát lực thân thể bắn về phía trước chỉ nghe những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên không khí trước mặt hắn bị nén thành bức tường mặt tường lập tức đột một nổ tung thân thể của tần mục bay lên không lao ra khỏi cửa của thần điện vẻ tươi cười chậm rãi hiện ra trên gương mặt nhưng mà thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ ở trên không trung Nụ cười trên mặt của Tần Mục còn chưa hoàn toàn hiện ra, lập tức biến mất, chậm rãi biến thành kinh hoàng. Chân hắn còn chưa chạm đất đã bị thổi ngược về phía sau, mặc cho hắn phát động thần thông thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Tần Mục ở trên không trung sửa sang lại trang phục một chút, hai tay cung kính dâng lên hộp nhỏ. Cuối cùng hai chân hắn rơi xuống đất, Tần Mục lập tức xoay người hai tay giơ cao hộp ngọc lên quá đỉnh đầu, trầm giọng nói: "Tiền bối tha mạng." Hai tay hắn nhẹ bỗng, hộp nhỏ trong tay hắn bay lên, Tần Mục lặng lẽ nâng mắt nhìn, chỉ thấy hộp ngọc này rơi vào trước mặt của bộ thi thể khô quắc ba đầu sáu tay. Á! À bộ thi thể khô quắc này chắc hẳn không phải là thi thể khô quắc mà khí huyết khô cạn máu tươi khô cạn nên rơi vào trạng thái không sống không chết ba người tầng mục đến tề cửu nghi và triết hoa lê bị thương máu tươi bay vào trong miệng của hắn miễn cưỡng thiêu đốt một tia ngọn lửa sinh mệnh trong cổ họng của hắn phát ra tiếng động khiến cho người ta sẩn tóc gáy giống như là đang điều động cơ năng của thân thể mình trong cơ thể hắn cũng truyền đến âm thanh lách cách giống như là âm thanh xương cốt va chạm phát ra ách nước hoặc máu tần mục vội vàng lấy nước từ trong túi thao thiết ra túi rất cung kính dâng lên sau khi hắn trải qua chuyện ngọn lửa sa mạc ở tây thổ trong túi thao thiết của hắn luôn đặt một ít túi nước nước sạch thi thể khô quắc này vô cùng gian nan giơ tay lên rất thông thả tiền bối hay là để ta tới đi tần mục tiến lên ân cần mở túi nước đặt ở bên miệng của bộ thi thể khô quắc này bộ thi thể khô quắc này uống hết một túi nước đầu phía bên phải phát ra âm thanh khô khốc nước tần mục lại lấy ra một túi nước đưa đến bên miệng phía bên phải của hắn chờ hắn uống xong sau đó lấy ra túi thứ ba đặt ở bên miệng của cái đầu bên trái đầu của bộ thi thể khô quắc bên trái này chật vật uống nước tần mục nhìn lén qua trong lòng thầm cả kinh chỉ thấy hai cái đầu khô quắc vừa uống xong nước đã có máu thịt đang chậm rãi phồng lên trong cơ thể hình như lại có khí huyết lưu chuyển không chỉ có như vậy huyết quản của hắn cũng giống là đất đai khô nước lâu hạn gặp trời mưa rất nhanh trong huyết quản có âm thanh máu lưu chuyển cái thi thể khô quắc này không đúng không phải là thi thể khô quắc chắc là cường giả ba mươi lăm vạn năm trước hắn tu luyện một loại pháp môn kỳ diệu khiến cho mình rơi vào trạng thái bị ngất đi không đến mức bị ngọn núi thần này cắn nuốt môn công pháp này ngược lại huyền diệu khác thường tần mục thầm nghĩ mặt của thi thể khô quắc này chậm rãi phồng lên dần dần có thể nhìn thấy được một ít đường nét trên gương mặt không giống vừa chỉ là da bọc xương chỉ có điều thân thể hắn chắc hẳn là thiếu hụt quá lớn dựa vào nước uống không có cách nào khiến cho mình khôi phục lại tướng mạo sẵn có nhưng vẫn có thể ngờ ngợi nhìn ra được hắn chắc là một vị nam tử trung niên tiền bối tần mục đang muốn nói thì đã thấy nam tử ba đầu sáu tay này nâng mí mắt lên trong hốc mắt khô cạn con mắt đang chậm rãi tăng lên trong trắng của con ngươi dần dần rõ ràng bây giờ là năm nào nam tử kia nâng một tay lên cầm cái hộp nhỏ trong tay đặt ở trên đầu gối hữu khí vô lực nói tần mục do dự một chút nói hiện tại là năm tháng trong duyên khang về phần là năm nào ta cũng không rõ duyên khang nam tử ba đầu sáu tay này muốn đứng dậy nhưng không có cách nào đứng lên thở hổn hển nói không phải là khai hoàng sao lẽ nào thời đại khai hoàng cũng diệt vong rồi sao tần mục đàng hoàng nói diệt vong hai vạn năm tiền bối ngươi chắc hẳn là rơi vào trong yên tĩnh từ hai vạn năm trước tỉnh dậy đã hai vạn năm sau tiền bối tại sao lại đi tới lãnh địa ma tộc nơi này là la phù thiên của ma tộc ma tộc bởi vì gặp nguy hiểm hủy diệt vì vậy xâm lớn thái hoàng thiên tinh cầu của tiền bối nam tử ba đầu sáu tay này thở hổn hển ta là thời đại xích minh trốn đông trốn tây không biết bao nhiêu vạn năm bởi vì muốn về quê nên từ nơi ẩn thân chạy tới dự định trở lại tổ địa của xích minh ở trên đường đi ta nghe được hiện tại là thời đại khai hoàng lại gặp phải kẻ địch bị buộc không thể không trốn vào nơi đây kẻ địch tần mục đương nhiên giật mình kinh sợ nam tử ba đầu sáu tay này thản nhiên nói kẻ địch phá hủy thời đại xích minh ta thời đại khai hoàng cũng diệt vong chắc là do cùng một nhóm kẻ địch đã hạ thủ hắc hắc ta nghe nói trước thời đại khai hoàng còn có thời đại thượng hoàng hắn lắc đầu ta là thần tộc thời đại xích minh là xích khê vốn là giám trảm quan thiên đình của thời đại xích minh khống chế quyền lớn sinh sát phạm là thần ma phạm tội trên trảm thần đài khó thoát khỏi cái chết tần mục thất thanh nói như vậy ngọn núi thần này núi này không phải núi mà là trảm thần đài nam tử ba đầu sáu tay xích khê này dừng lại một lát hơi thở đều đặn nói trên trảm thần đài chém thần ma trảm thần đài này đã hấp thu không biết bao nhiêu máu của thần ma phạm tội lâu ngày dưỡng thành đại hung ngay cả ta cũng sẽ gặp phải cắn trả ta với ma tộc khai chiến bản thân mình cũng bị thương bị trảm thần đài cắn trả nên không thể không phong ấn mình yên lặng xuống người đỡ ta đứng lên tần mục tiến lên nâng hắn bàn tay của xích khê khoác lên đầu vai hắn tới gần cổ lão đảo đứng dậy tần mục nhìn đau nói tiền bối người bóp đau ta xích khê hình như không có nghe thấy đè nặng vai và cái cổ của hắn đi tới trước bức tranh vẽ trên tường quan sát tin không trên bức tranh lẩm bẩm nói tổ địa tổ địa lại ở trong này ta còn chưa có chết còn có thể trở lại tổ địa bọn họ nhất định còn đang chờ ta trở lại báo tin người biết không trảm thần đài sở dĩ yêu tài như vậy thật ra là sử dụng trảm thần đài trong thần tàng thiên cung chế tạo thành là trảm thần đài của một cường giả đế tọa trong lòng tần mục hoảng sợ lẩm bẩm nói cường giả đế tọa bả vai hắn đau đớn móng tay xích khê đã cắm vào trong lớp da của hắn tần mục cảm giác được máu của mình đang chảy ra tinh khí và máu của bản thân đang chảy về phía trong cơ thể xích khê khuôn mặt của xích khê dần dần khôi phục một tia hồng nhuận khí tức cũng ổn định hơn một ít cười ha hả nói đúng vậy khống chế trảm thần đài chính là cái hộp nhỏ này hộp nhỏ này vừa ra hắc hắc ngươi thiếu chút nữa lại đoạt đi cái hộp nhỏ này tần mục có chút mê muội là dấu hiệu do mất máu quá nhiều ánh mắt hắn chớp động nói tiền bối ta thật sự rất đau ta chảy máu trảm thần đài bắt đầu hấp thu khí huyết của ta một gương mặt của xích khê chậm rãi phòng lên máu thịt sinh sôi cười nói ngươi thật sự là chảy máu chỉ có điều cũng không phải là trảm thần đại hấp thu máu của ngươi ta vừa rồi uống nước cũng không thể bổ sung khí huyết của ta ta thiếu hụt quá nhiều càng cần máu người hơn khụ khụ hắn đột nhiên lớn tiếng ho khan tiền bối thế nào tần mục ân cần nói tiền bối ngươi có nặng lắm không ngươi có phải cảm giác được đầu óc có chút choáng váng cổ họng có hơi ngứa ngáy xích khê bất giác buông hắn ra giơ bốn cánh tay lên dùng sức vỗ nhẹ vào đầu của mình thân thể lảo đảo hai tay khác của hắn lại đang cầm hộp nhỏ vẻ mặt của tần mục quan tâm thân thiết khẩn trương nói tiền bối ngươi là mất nước sao chỗ của ta còn có một chút nước tiền bối có muốn uống hay không ai nhà ta quên trong túi nước của ta có bỏ thêm một vài thứ nguyên liệu tần mục dậm chân nói vậy phải làm thế nào cho phải hắn xoay người đi tới đi lui xích khê giơ tay ra bắt hắn lại bắt hụt ở phía sau hắn bản thân mình thịt một tiếng quỳ trên mặt đất có vài túi nước bị ta bỏ thêm hóa huyết phấn tần mục bắp cổ tay thở dài loại chất độc này gặp máu lại sẽ khiến cho máu giảm xuống là ta dùng để hủy thi diệt tích ta thế nào lại quên mất điều này tiền bối ngươi không sao chứ Xích Khê quỳ ngồi ở chỗ đó, vẫn không nhúc nhích, con người đang chậm rãi chuyển hướng về phía hắn. Tần Mục tránh né ánh mắt hắn, kéo cái hộp nhỏ hắn cầm trong ngực ra. Tiền bối có tu vi cao cường, nhất định có thể luyện hóa loại chất độc này đúng không? Đã như vậy, tiểu tử lại không quấy rầy nữa. Từ biệt. Dứt lời, hắn nhanh như chớp rời đi. Trong mắt của Xích Khê di chuyển tới, con mắt bắn ra thần quang khiến cho ngôi thần điện này bị bắn thủng hai cái lỗ lớn. Tần Mục lao ra thần điện, gào thét đi tới trên bậc thang của núi thần, thân lập tức nằm xuống, nấp ở dưới thềm đá. Hai đạo thần quang lớn đảo qua phía trên thân thể sát mặt đất của hắn, phiến đá của núi thần sớm bị đỏ ngầu một mảnh. Tần Mục đợi đến khi hai đạo thần quan này đảo qua sau lập đó tức lăn hai vòng, rơi xuống trên mấy bậc thang phía dưới. Lúc này mới đứng dậy, giống như một con rồng giận dữ, với sương mù cùng cùng phía sau, đi xuống núi. Hắn vừa chạy như điên, vừa phát động nguyên khí ở sau người tạo ra sương mù, quả nhiên là sương mù khóa chặt khắp núi. Chỉ có điều, trong vết thương trên cổ của hắn, khí huyết lộ ra ngoài, bị dẫn dắt chảy ra bên ngoài cơ thể, vọt về phía bên trong thân núi. Vết thương là do móng của Xích Khê Bắp ở sát cổ của hắn tạo ra, ở trên trảm thần đài này, bất kỳ vết thương nho nhỏ nào cũng không có cách nào tự lành, cũng không có cách nào dùng thuốc trị hết, vết thương tồn tại lại sẽ bị cảm thần đài hấp thu cướp đoạt khí huyết đường tắt duy nhất chính là nhân lúc mình còn sống rời khỏi ngọn núi này khí huyết trong cơ thể của tần mục tổn thất cực nhanh hắn không dám quay đầu nhìn lại khí huyết của mình đang bị cảm thần đài hấp thu hay bị xích khê hấp thu hắn chỉ có thể cắn chặt trăng chạy như điên xuống phía dưới cuối cùng hắn vọt tới dưới chân núi trong đầu đã trống rỗng bởi vì thiếu máu hai lỗ tai ù ù âm thanh giống như tiếng sấm hai con mắt tối đen một mảnh nguyên thần của tần mục xuất khiếu lấy nguyên thần nhìn xung quanh tay phải nhanh chóng lấy từ trong túi thao thiết ra nước miếng rồng rót vào chỗ vết thương trên cổ lập tức lại lấy ra linh phật đang bổ huyết nhanh chóng ăn vào hắn xoa xoa thân thể trong lòng hoảng sợ trong giây lát ngắn mũi này bản thân hắn lại gầy như que củi chỉ sợ cần phải tỉnh dưỡng một khoảng thời gian mới có khả năng khôi phục Cảm thần đài và xích khê cùng nhau cướp đoạt khí huyết của hắn bản thân không bị ép khô đã coi như là thành tựu không biết vừa rồi khí huyết của ta sói mòn nhanh như vậy có xích khê ở trong đó phá rối hay không tần mục gầy đến giống như cây gậy trúc kẹp cái hộp nhỏ ở dưới nách lão đảo đi về phía trước rời xa cái núi thần quỷ dị này thầm nghĩ hóa huyết phấn của ta bỏ vào trong nước hắn hấp thu máu của triết hoa lê cùng tề cửu nghi trước đó lợi dụng máu của hai người bọn họ thức tỉnh chính mình sau đó lợi dụng ba túi nước của ta xoa dịu thân thể, hóa huyết phấn sẽ phải theo ba túi nước này thẩm thấu đến các ngõ ngách trong thân thể của hắn. hắn hấp thu máu của ta, lại sẽ bị hóa huyết phấn giảm đi số máu hắn đoạt được. hắn là dựa vào máu thức tỉnh, máu bị giảm xuống, lại sẽ rơi vào yên lặng. chỉ có điều, nếu như Xích Khê xem thời cơ tốt, ngược lại có khả năng giữ lại một phần máu sạch. hắn là chuyên gia y đạo độc đạo, biết nên làm thế nào giữ lại một phần máu sạch sẽ, cũng biết Xích Khê sẽ giữ máu sạch sẽ ở nơi nào. đó chính là mắt của Siphe, vừa rồi phát ra thần quan chính là cặp mắt kia. hắn chắc hẳn chỉ có trong đôi mắt có máu sạch sẽ cho nên xích khê có lại một lần nữa rơi vào giấc ngủ say hay không tần mục cũng không biết bởi vậy hắn nhất định phải rời xa ngọn núi thần này hắn nếu như thông minh lại ép ra lượng nước trong thân thể khiến cho mình hoàn toàn khô quắt xuống sau đó vận dụng máu duy nhất trong mắt khiến mình có thể đứng lên tần mục phát động nguyên khí còn sót lại khiến linh phật đang trong cơ thể mình tan ra thầm nghĩ chỉ mong hắn sẽ không thông minh như vậy bên trong thần điện xích khê quỳ ở nơi đó giống như tượng gỗ vẫn không nhúc nhích đầu ngón tay của sáu bàn tay hắn đang chảy ra từng giọt nước dòng nước rất nhỏ rất đục bên trong xen lẫn màu trắng sữa và máu hóa huyết phấn của tần mục không có cách nào giảm thần huyết của hắn giảm xuống chính là máu hắn hấp thu từ tề cửu nghi triết hoa lê máu của tầng một cũng bị hắn hấp thu một phần cũng bị giảm xuống qua một lúc lâu lượng nước trong thân thể của xích khê sắp cạn toàn thân biến thành thi thể khô quắc ba đầu sáu tay với da bọc xương cực kỳ đáng sợ nhưng trong ánh mắt của cái đầu phía mặt chính lại có một tia ánh sáng lưu chuyển ở trong con ngươi xích khê thận trọng tách một phần máu trong mắt ra khiến cho chút máu này kích hoạt một phần cơ năng của thân thể lão đảo đứng lên hai cái đầu khác của hắn cúi xuống sáu cánh tay không có lực trụ xuống trong mắt hắn còn quá ít máu chỉ có thể gắn bó một phần cơ năng rất ít trong thân thể mình những bộ phận khác của thân thể chỉ có thể tạm thời yên lặng hắn chật vật hoạt động đi về phía ngoài điện một lát mới đi ra khỏi ngôi thần điện này tới bên thềm đá hai chân mềm nhũng từ trên núi thần lăn xuống tốc độ hắn lăn xuống dù sao cũng kém hơn tốc độ đám người tầng mục triết hoa lê chạy trốn lần này hắn lăn xuống núi tốn mất hơn nửa canh giờ mới từ đỉnh núi lăn đến chân núi xích khê nghỉ ngơi một lúc lâu lúc này mới bò dậy chật vật hoạt động thân thể đi xung quanh tìm nước tần mục đang ở bên hồ nước phía xa lấy ra túi hóa huyết phấn hạ độc vào trong hồ khi thoáng nhìn thấy hắn lão đảo đi tới tầm mục vội vàng cắt hóa huyết phấn vào trong hồ phát động thần thông trên mặt hồ trống rỗng hiện một đoàn vân khí trong vân khí có một con thần long thò đuôi vào trong hồ ra sức quấy tần mục phất tay nhanh chân chạy như điên suy trong mắt xích khê bắn ra hai đạo thần quang lại không bắn trúng hắn chỉ đành phải trơ mắt nhìn hắn nên ngang rời đi nước xích khê tức giận sốt ruột công tâm lão đảo thân thể cũng nhìn không được nữa ngã xuống đất nhìn núi chạy ngựa chết bên hồ trâu mệt chết hắn thật vất vả mới di chuyển đến nơi đây hồ nước lại bị tần mục hạ độc hắn muốn di chuyển đến nguồn nước khác chỉ sợ phải tiêu tốn một hai tháng thậm chí vận khí không tốt còn có thể tốn một hai năm nhưng vào lúc này trên bầu trời chợt có tiếng sấm sét vang lên sấm sét cùng cũng khiến xích khê giật mình tỉnh giấc hắn chật vật lật người ngửa đầu hướng lên trời ba cái đầu há hốc miệng mừng rỡ chờ đợi mưa trên bầu trời đổ xuống trên bầu trời u ám sấm sét đang xen mây đen càng lúc càng dày đặc càng lúc càng thấp trên một ngọn núi phía xa đột nhiên có từng con rồng lửa bay lên nhảy vào trong tầng mây xua tan nước mưa sau một lúc lâu bầu trời xanh thẳm mây đen hóa thành từng đám mây trắng lướt qua xích khê chật vật quay đầu trong mắt có hai đạo thần quang bắn ra bắn cho ngọn núi kia hiện ra hai lỗ lớn nếu như để ta tìm được ngươi Bên kia, sau khi tầng một xua tan mây đen trên trời lập tức xuống núi, ngọn núi phía sau kia đã vô cớ gặp tai ương, đỉnh núi bị bắn ra hai lỗ thủng lớn. Hiện tại hắn đã khôi phục rất nhiều, chỉ có điều thân thể vẫn không khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hiện tại nhất thời sẽ không có mưa xuống nữa, ta chắc hẳn có thể an toàn một khoảng thời gian, cẩn thận điều dưỡng thân thể, nghiên cứu cái hộp nhỏ này rốt cuộc có tác dụng gì. Hắn hóa thành một bóng đen ép sát đất, giấu kín hành tung, rời xa khỏi nơi đây, cố gắng hết sức khiến mình không để lại dấu vết nào. Như vậy cho dù sau này trời mưa xích khê tỉnh lại, cũng nhất thời không tìm được nơi hắn ẩn thân. Qua một lúc lâu, Tần Mục từ trạng thái bóng ma tiếp xúc, lộ rõ thân hình, nâng hộp nhỏ lên chậm rãi nghiên cứu. Cái hộp nhỏ này là chi tiết quan trọng của Trảm Thần Đài, phía trên hộp nhỏ có in hoa văn các màu, phong cách cực kỳ cổ xưa, chắc hẳn là ấn ký phù văn của thời đại Xích Minh, rất khác với ấn ký phù văn hiện tại. Đạo pháp thần thông của thời đại Xích Minh chắc hẳn là khác với đạo pháp thần thông hiện tại. Tần Mục cẩn thận quan sát, nỗ lực giải ra ảo diệu của những ấn ký phù văn này, nhưng hắn vẫn chưa tiếp xúc qua phù văn của thời đại Xích Minh, đối với điều này một chữ cũng không biết, chỉ đành phải thôi. Xung quanh hộp nhỏ còn có một chút hào quang như có như không xoay quanh hộp nhỏ những hào quang này vô hại trước khi tần mục lấy được hộp nhỏ đã sử dụng linh binh thử qua hào quang không có uy lực chắc hẳn chỉ là bảo quang của bảo vật trong hộp tản ra cái hộp này không có khóa nhưng lại khép chặt lại không tìm được bất kỳ chỗ nào có thể cậy ra bất luận tần mục thử thế nào cũng không có cách nào mở được hộp nhỏ thậm chí sử dụng vô ưu kiếm chém máy kiếm cũng không có cách nào lưu lại bất kỳ vết thương nào đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến một âm thanh quen thuộc truyền vào trong tai của tần mục ung dung nói tần huynh quả nhiên thần thông quảng đại cho dù là ở dưới tình huống nguy hiểm như vậy cũng có thể chạy ra tề mổ bội phục tần mục kẹp cái hộp nhỏ ở dưới nách xoay người sang chỗ khác vẻ mặt tươi cười nhìn tề cửu nghi đang đi về phía hắn tề cửu nghi tuy rằng vẫn phong độ phiêu giật nhưng cũng bị núi thần và xích khê cướp đi một phần khí huyết gầy hơn rất nhiều chỉ có điều so sánh với tần mục hiện tại gầy trơ cả xương hắn vẫn có vẻ có máu có thịt tần mục trước đó bị xích khê cướp đi khí huyết lại bị núi thần cướp đoạt khí huyết thân thể thiếu hụt quá nhiều thời điểm tề cửu nghi và triết hoa lê nhốt hắn ở trong thần điện suýt nửa hại chết hắn hắn hao tổn khí huyết cũng nhiều hơn so với tề cửu nghi và triết hoa lê lần này tề cửu nghi đi tới hiển nhiên là sớm có sự chuẩn bị phía sau lưng hắn có một gốc cây ngô đồng xanh biết đứng vững ánh lửa tràn ngập trên cây tổ phượng là do rơm rạ màu vàng và cành ngô đồng tạo thành trong tổ có kim quan sáng ngời một con phượng hoàng chính đầu sống ở bên trong tổ phượng chính cái đầu phượng phun lửa luyện bản thân đại thần thông của hắn đại thế đã thành triết hoa lê sư huynh ở đâu tần mục liếc mắt nhìn ra xung quanh hỏi tề cửu nghi thản nhiên nói hắn khiêu chiến với ta bị ta tổn thương nặng nề không thể không chạy trốn tần huynh ngươi đại khái không nhận ra cái học nhỏ này đi không bằng để ta tới giải thích cho ngươi sắc mặt tần mục nghiêm nghị nguyện nghe nói rõ ràng Ta không biết 35 vạn năm trước Xích Minh Thiên Đình gọi cái hộp nhỏ này là gì, mà ở Thiên Đình của chúng ta, cái hộp nhỏ này có một hung danh rất vang dội, là Trảm Thần Huyền Đao. Tề Cửu Nghi đứng vững bước chân, con chim phượng chín đầu trong tổ phượng trên cây ngô đồng xanh biết sau lưng hắn cũng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào tầng Mục. Ánh mắt của Tề Cửu Nghi lại rơi vào trên chiếc hộp nhỏ, nói: "Hộp nhỏ dùng để đặt cái gì? Tần huynh không làm quan ở Thiên Đình có khả năng không rõ, loại hộp nhỏ này chỉ dùng để đặt đầu người." Đầu người? Tần Mục kinh ngạc, lắc lắc cái hộp, bên trong cũng không có tiếng đầu người chuyển động. Tề Cửu Nghi nhíu chân mày, cười nói: đặt đầu của cường giả đế tọa làm trảm thần huyền đao tần huynh không biết phương pháp mở hộp ra nếu không đề phòng ta ta có thể mở cái hộp này để cho tần huynh nhìn một chút hai tay tần mục dân cái hộp đưa qua chân thành nói ngươi cầm đi ánh mắt của tề cửu nghi rơi vào hộp nhỏ hít một hơi thật dài cây ngô đồng xanh biết phía sau hắn cũng đột nhiên bay lên công pháp đế tọa phát động hai tay của tần mục nhẹ buông cái hộp rơi xuống mặt đất cái hộp đã được một kiếm hoàng đang xoay tròn dưới tay hắn đỡ lấy tề cửu nghi lui về phía sau thân thể từ trong cây ngô đồng xanh biết đi qua cây ngô đồng xanh biết điên cùng tăng vọt cây cao 16 trượng trong tổ phượng trên cây chính phượng kêu gào vỗ cánh rời đi một đạo lưu quan lao thẳng đến chỗ của tần mục ông trong lúc bất chợt kiếm quan trở nên vô cùng sáng ngời khai kiếp kiếm đột nhiên bạo phát nhìn đón chính phượng trong nháy mắt ánh lửa và kiếm quan che khuất ánh sáng trên bầu trời kiếm và lửa bạo phát ở trong dãy núi quả cầu ánh sáng giống như là mặt trời nhỏ gần trong gang tất vô cùng sáng ngời điên cùng lao ra ngoài tay cửu nghi trở nên hung bạo tay bắp phượng ấn đánh về phía trước cây ngô đồng xanh biết theo sát phía sau chính phượng ầm ầm quét xuống bẻ gãy nghiền nát khai kiếp kiếm của tầng mục cùng chính phượng va chạm quy lực của hai loại đại thần thông gần như tương đương chính phượng bị kiếm quan đâm thủng từng kiếm trong khai kiếp kiếm nhất thời bạo phát tám nghìn thanh kiếm đánh với vô số thần thông trong cơ thể chính phượng nhưng vào lúc này cây ngô đồng xanh biết ầm ầm quét tới cành bay lượn hào quang bắn ra bốn phía dưới va chạm quy năng của khai kiếp kiếm khô cạn Tầng mục lui về phía sau rút kiếm phát thể tam đang công phát động trong cơ thể hắn truyền đến tám tiếng rồng ngâm tổ long bát âm chấn động dính dết đoạt hút dẫn kéo xoáy chú y luyện khiến cho khí huyết của hắn có chút khô cạn trong nháy mắt trở nên vô cùng nồng đậm mạnh mẽ trong cơ thể của tần mục từng ngọn thần tàn đột nhiên nghịch chuyển từ thần đạo thần tàn hóa thành ma đạo thần tàn linh thai ngũ diệu lục hợp thất tinh trong nháy mắt đảo ngược thần đạo thần tàng ở dưới ma đạo thần tàn ở trên linh thai hồn phách của hắn kết hợp do nguyên thần biến ra hạ xuống trong linh thai thần tàn của ma đạo sừng sững ở trên ma thổ dưới chân ma thổ chính là linh đại ma đạo của hắn biến thành đại lục lục hợp bầu trời lập loài chính là ma nhật ma nguyệt ngũ diệu ngôi sao sừng sững trên ma cung chính là ma thần ngũ diệu tần mục chút kiếm trở về trong nháy mắt lại một lần nữa đâm ra một kiếm vẫn là kiếp kiếm thức thứ nhất khai kiếp vừa rồi khi thần thông của bọn họ va chạm tạo thành ánh sáng hình cầu ở trong sơn cốc lại một lần nữa tăng lên chỉ có điều lần này là kiếm quan màu đen hỗn loạn ở trong đó từng kiếm quan tối tăm như mực từ trung tâm của ánh sáng hình cầu bắn ra ngoài trong khoảnh khắc lại nhụm đen quả cầu ánh sáng thần thông của hai người gần như hoàn toàn bị phai mờ ánh sáng bốn phía xung quanh bạo phát ra uy năng còn chưa kịp hoàn toàn bộc phát ra nhưng cây cối trong sơn cốc đã đổ rạp hết lấy quả cầu ánh sáng làm tâm điểm ngã xuống bốn phương tám hướng từng khối núi đá di chuyển trên không trung đang lấy tốc độ nhanh tới mức kinh người bắn ra bốn phương tám hướng trong ánh sáng từng mục lui về phía sau hai lần rút kiếm tay cửu nghi lại một lần nữa bước chậm tiến lên, hai tay chụp lại với nhau, tổ phượng trên cây lúc bất chợt bay ra, từng rơm rạ màu vàng và cành ngô đồng đánh về phía tầng mục. Tầng mục chút kiếm tay run rẩy, 000 thanh kiếm đột nhiên sát nhập, hòa làm một thể, biến thành vô ưu kiếm trong tay hắn. Kiếm lóng lánh, nên đón rơm rạ màu vàng và cành ngô đồng bay tới. Trên người hắn hiện ra một loại đạo gần như là đạo vận, kiếm trong tay hắn giống như là từng chữ số ký hiệu chấp động, không ngừng diễn biến. trang mười 14 của đạo kiếm. Đạo nuôi chư thiên mặt đất, giúp vạn pháp trong thiên hạ quy về làm một trang thứ 14 của đạo kiếm, ngay cả lão đạo chủ của đạo môn cũng chưa từng hoàn toàn tìm hiểu ra, chỉ luyện thành nửa thức, nhưng cho dù là nửa thức cũng đã được xem là kiếm pháp thần trang có 102 trong duyên khang. Lão đạo chủ không phải là không có tư chất và ngộ tính này, chỉ là bởi vì đạo kiếm liên lụy đến tính toán biến hóa vạn vật trong thiên địa. Tính toán sai, lại không có cách nào luyện thành đạo kiếm. Mà nhật nguyệt ngôi sao của duyên khang đều là giả, trong chu thiên tinh đấu thuật số có chút sai lầm vô cùng nhỏ, sử dụng sai lầm đi tìm hiểu trang thứ 14 của đạo kiếm, tất nhiên tìm hiểu không ra. Tần Mục cũng học qua trang thứ 14 của đạo kiếm, thành tựu của hắn ở trên thuật số đã đến cực cao. Mặc dù có thể dễ dàng tìm hiểu ra trang thứ 14 của Đạo kiếm như vậy không phải bởi vì tư chất ngộ tính của hắn tốt hơn so với lão đạo chủ, mà hắn nhìn thấy được tinh độ của 35 vạn năm trước, lại tham dự nghiên cứu trận pháp đao tinh do Khai Sơn Tổ sư lưu lại bảo vệ Trảm Thần Huyền. Có cái này, hắn có khả năng tính ra cách phá giải Chu Thiên Tinh đấu sát trận, đồng thời lĩnh ngộ ra ảo diệu của trang thứ 14 của Đạo kiếm. Thiên hạ quy về làm một, một kiếm này thi triển ra, gần như không cần hắn vận dụng tu vi gì, không cần thiết hao tổn bất kỳ nguyên khí nào của hắn. Lực lượng trong thiên địa bị kiếm pháp mượn tới, kiếm lấp lánh, phá giải rơm rạ màu vàng và cành ngô đồng bay tới hắn liên tục thi triển ra hai lần kiếp kiếm, lúc này mới phá giải được đại thần thông của Tề Cửu Nghi, nguyên khí của bản thân tổn hao cũng đặc biệt đáng sợ. Trang thứ 14 của đạo kiếm có uy lực không cần thiết cao hơn so với thức thứ nhất của kiếp kiếm, thậm chí còn có phần không bằng. Nhưng đối với tầng Mục mà nói, trang thứ 14 của đạo kiếm chính là lựa chọn tốt nhất. Kiếm cùng rơm rạ màu vàng và cành ngô động bạo phát ra uy lực, tầng một không lùi mà tiến tới, nên đón về phía Tề Cửu Nghi. Thân thể của hắn đột nhiên tăng vọt, trên người cơ bắp nổi lên. Vô ưu kiếm trong tay hắn có vô số kiếm quan thật nhỏ bay ra, hóa thành một thanh đao heo đao dài năm thước, chiều rộng hai thước, thanh đao ở trong tay tầng mục giống như một cánh cửa nhỏ. Thanh đao vết theo này phân ra thành hai nửa, bị hắn cầm một cái tay trái một cái tay phải, giống như là hai cánh cửa. tay Cửu Nghi lui về phía sau, không tới gần hắn, phía sau lưng đột nhiên hiện ra một đôi cánh phượng hoàng, hai cánh từ phía sau lưng mở ra, vung cánh chém liên tục. Pháp lực của hắn cũng không còn dư lại nhiều, đại thần thông của hắn một chiêu cửu phượng tê thương ngô này đã sớm chuẩn bị từ lâu. Chỉ có điều phát động một chiêu này cần thời gian khá lâu, hơn nữa tiêu hao quá lớn, liên tục chống đỡ hai chiêu khai kiếp của tầng mục, lại vừa cứng trắng hao tổn kiếm đạo trang thứ 14 tầng mục đã là đặc biệt không chịu nổi hiện nay trong thế hệ trẻ tuổi trên đời có thể làm cho tần mục đánh đến bước này hắn tuyệt đối là đứng đầu một đôi cánh phượng hoàng của hắn có uy lực không thể coi thường được tần mục giống như gió xoáy nhào tới đao vết heo lớn như cánh cửa tung bay trên dưới đao quang cuốn toàn thân hắn thi triển là đao pháp của đồ tể bộ pháp thi triển ra chính là thâu thiên thần thối của người què di chuyển qua lại khó lường tuyệt học của hai vị đại cao thủ người què đồ tể áp dụng ở trên người hắn hoàng mỹ hòa làm một thể mà tề cửu nghi vừa giang hai cánh ra đã thu lại chính là vô số lông chim bay tới giống như kiếm đinh đinh đang đang va chạm chỗ nào cũng xuất hiện trùng kích đao pháp của tần mục hắn thi triển long chim phượng là kiếm pháp hai cánh của hắn thi triển lại là đao pháp có thể nói là đao kiếm song tuyệt thành tựu của hắn ở trên chiến kỷ lưu phái hoàn toàn không nhất định yếu hơn tầng mục bao nhiêu hai người lấy nhanh đánh nhanh hai cái đao của tầng mục chật trước chật sau chật trái chật phải đao giống như gió xoáy khi thì đao quan dường như sóng lớn ngập trời đập vào mặt mặt trời trong sóng lớn chiếu xuống biến đông khi thì giống như trường đao huyền nguyệt phách trường đao lao đi nhanh như lưu tinh một đường đè nặng tề cửu nghi khiến cho tề cửu nghi không ngừng lui về phía sau xôn xao hai cái đao dết heo trong tay hắn đột nhiên co lại trong thân đao có từng thanh phi kiếm giống như là cá bạc nhỏ bơi ra bay trên không trung qua lại sáng như điện hàng trăm phi kiếm này giống như là có từng cao thủ kiếm pháp vô hình cầm bảo kiếm công kích tới các vị trí trên toàn thân của tề cửu nghi kiếm pháp của thông trường cũng bị tần mục thi triển ra tề cửu nghi hét dài đầu trên cổ đột nhiên nổ tung chia ra làm chín linh vũ trên đỉnh đầu chín cái đầu phượng đỉnh đầu lay động nhất thời từng ánh sáng chiếu rọi xuống đinh 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 đánh rơi từng thanh phi kiếm ở trong không trung bay tới chín cái đầu của tề cửu nghi mổ xuống tầng mục đưa hai thanh đao một ngang một dọc đang muốn chém đầu phượng xuống đột nhiên hai cánh của tề cửu Nghi nghênh đón đau vết heo của tần mục chém ở trên cánh chim chém vào tới xương tủy không có cách nào rút ra một đầu phượng của tề cửu nghi mổ xuống lao thẳng đến ngực của tần mục mỏ phượng mở ra trong miệng một đám ánh sáng nổi lên tần mục đột nhiên rút đau một đau cắt qua cổ họng một đau chém vào miệng phượng hai thanh đau vết heo của hắn chém ở trong hai cánh của tề cửu nghi lại biến thành hai thanh phi kiếm vẫn bị gắn chặt ở nơi nào hai thanh đau vết heo này của hắn đều là do tám nghìn phi kiếm tạo thành vốn chính là từng cá thể hai cái bị giữ chặt ở trong hai cánh của tề cửu nghi chỉ là hai mũi kiếm trong đó lưu lại hai thanh kiếm này các phi kiếm khác vẫn có thể tạo thành hai thanh đao dết heo cái đầu phượng trên cổ của tề cửu nghi bị trúng đau cái cổ chật thu về phía sau ngăn chặn thân đau khiến cho thanh đau này không có cách nào chặt đứt xương cổ của mình đồng thời mỏ phượng khép lại cắn thân của một thanh đau khác tần mục lại một lần nữa rút đao tề cửu nghi chỉ có thể cắn một thanh phi kiếm cổ họng cũng khóa lại một thanh phi kiếm đã thấy hai cái đau của tần mục chọc về phía cái cổ và chém về phía cái đầu khác của mình đơn giản là bào chế đúng cách không có sai biệt trước sau chém ở chỗ cổ họng và miệng cái đầu thứ hai của hắn Tây cửu nghi không thể không mở miệng nằm đau cổ bị trúng đau tần mục chút đau ra lại lưu lại hai thanh phi kiếm ở trong vết thương của hắn vẫn là hai cái đau dết heo chém về phía cái đầu và cổ thứ ba của hắn Tây cửu nghi giận tiếng mặt xong chưa tuy nói như vậy hắn cũng không thể không lại một lần nữa ngậm đau lại một lần nữa sử dụng cổ mình kẹp chặt đau dết heo tần mục lại một lần nữa rút đau lại một lần nữa lưu kiếm lại một lần nữa chém về phía cái đầu và cổ thứ tư của hắn Tây cửu nghi hận đến lời trảo ngứa ngáy bốn cái đầu đều bị tần mục chém tới máu chảy đầm đìa nói không đau chính là giả bốn cái đầu đồng thời truyền đến đau đớn đau tới mức thấu xương tần một chút đau lần thứ năm cắt ngang lời của hắn đau vết theo một đau cắt cổ họng một đau vào miệng tề cửu nghi giận không kiềm chế được lại một lần nữa cắn đau kẹp đau tần một chút đau lại hồi sinh tề cửu nghi không nhẫn nại được tức giận chỉ đành phải lại một lần nữa nằm đau lại một lần nữa kẹp đau tần một lại rút đau trong khoảnh khắc chính cái đầu phượng của tề cửu nghi đã có tám cái cổ kẹp kiếm trong miệng nằm kiếm họ tần ngươi chọc giận ta không nên khinh thường đạo pháp thần thông của thiên đình phượng khiếu cửu thiên cái đầu phượng cuối cùng của tề cửu nghi kêu gào tiếng phượng hót vọng thẳng tới vòng trời trên bầu trời tiếng phượng hót qua lại nhộn nhạo hóa thành một đoàn vân khí tiếp theo thần âm trong vân khí chấn động giống như hàng vạn hàng nghìn đại thần đang nặng nề tụng niệm vạn thần gia tăng từng ánh sáng từ trong đám mây khí này chấn động chiếu xuống soi sáng trên người ở tề cửu nghi tề cửu nghi người khoác ánh sáng màu vàng cái đầu phượng còn lại mổ xuống tầng mục bào chế đúng cách tề cửu nghi không tránh không né nên đón đao quan của hắn đến mỏ phượng bị bổ ra tách ra một lỗ thủng lớn khí quản trên cổ bị chém đứt nhưng thần thông phượng khiếu cửu thiên chiếu vào trên người hắn ánh sáng màu vàng lại làm cho hắn cứng rắn ngăn cản đau của tần mục mỏ phượng hung hăng mổ ở trên ngực của tần mục tần mục bay ngược rời đi ngã nhào trên mặt đất hai tay chống đau ổn định thân hình toàn thân tề cửu nghi có ánh sáng màu vàng sáng ngời vỗ cánh bay tới chín cái đầu lay động phi kiếm rơi xuống đất chín cái đầu phượng chậm rãi thu hồi hóa thành hình thái cơ thể người cánh phượng với ánh sáng màu vàng chói lòa phía sau lưng hắn cũng biến mất tần phượng thanh định tề cửu nghi cười lạnh giơ một cái gương trong tay lên chiếu về phía tần mục thản nhiên nói thần tử u đô bị thổ bá phong ấn ngươi nghĩ rằng ta thật sự không phải là đối thủ của ngươi sao ta chỉ là nhận lệnh hạ giới bắt ngươi mà thôi mục đích của ta cũng không phải là lấy tính mạng của ngươi mà đánh nát phong ấn của ngươi thật sự phóng thích ngươi ra cái gương này chính là hắc đế quản lý chư thiên phía bắc trong thiên đình luyện ra chuyên môn dùng để khống chế những thần tử u đô như ngươi ngươi thật sự không tệ có thể làm cho ta bị thương khống chế ta ta xem một chút tần mục đưa tay nắm lấy cái mặt gương này tề cửu nghi kinh hãi cái gương bị tần mục cướp từ trong tay hắn xông tới trước mặt hắn chính là một thanh đại đao trắng một đao chém vào trên đầu của hắn tề cửu nghi bị đau đầu gần như bị một đao chấn nát không thể làm theo ý mình lắc mình thoáng một cái hiện ra chân thân lại là một con phượng hoàng chín đầu chính cái đầu đều lộ vẻ một thanh đao vết theo chỉ sợ đã chém vào trong óc Tề Cửu Nghi vỗ cánh lao lên, đang muốn bay rời đi, Tần Mục tự nhiên một bước nhảy qua đến trên lưng của hắn, một quyền lại một quyền đánh về phía đầu Phượng Hoàng dưới thân. Tần quyền đến thịt, đánh cho lông chim phượng tung bay, máu thịt mơ hồ. Phía dưới, toàn thân triết Hoa Lê đầy vết thương bước nhanh tới, nhặt cái hộp nhỏ trên mặt đất lên, lộ ra sắc mặt vui mừng nhưng ngay lập tức hắn ngẩng đầu nhìn thấy được Tần Mục cưỡi Phượng Đại Chiến, không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Tần huynh quả nhiên lợi hại, có thể ngăn chặn được Tây Cửu Nghi, thực lực quả thật cao hơn ta một đường. Bọ ngựa bắt con ve, ta mới là con hoàng trước kia. Cái hộp đã tới Tây, cảm thần huyền đau là của ta, có thể trợ giúp cho Đạo Pháp nhập đạo của ta tiến thêm một bước ánh mắt của triết hoa lê chấp động quan sát cái hộp nỗ lực mở cái hộp nhỏ ra chỉ có điều cái hộp nhỏ này đóng kín không có bất kỳ nơi nào có thể cậy ra cho dù hắn dùng yêu đao tới bổ cũng không có cách nào lưu lại bất kỳ ấn ký nào trên trán của triết hoa lê xuất hiện mồ hôi lạnh thử các loại thần thông phá giải phong ấn thậm chí ngay cả thần thông ma đạo phượt nhật la truyền thụ cho hắn hắn cũng sử dụng một lần trước sau không có cách nào khiến cho cái hộp mở ra hắn ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy giữa không trung long chim phượng nhẹ nhàng trôi giạt giống như lá rụng trong gió thu chỉ có điều không phải là lá cây khô vàng mà là lá phong máu đỏ tần mục đang ở giữa không trung cưỡi trên đầu tề cửu nghi nhổ lông đánh búa đánh cho trên thân của con phượng hoàng chính đầu khắp nơi đều là máu tề cửu nghi cũng cực kỳ hung hãn chính đầu tuy rằng trúng đau nhưng vặn từng cái cổ chính đầu mở mỏ phượng phun ra từng huyền quang về phía tần mục tần mục vẫn chẳng quan tâm hung hăng đánh búa về phía hắn Đao vết theo trên chính cái đầu phượng của tề cửu nghi bất chợt bay ra chỉ để lại chính thanh phi kiếm vẫn cắm ở trong đầu phượng các phi kiếm khác thi triển ra kiếm lý sơn hà ở trước người của tần mục hình thành một mảnh hình vẽ sơn hà mặc cho chính đầu công kích hình vẽ sơn hà trước sau không phá mà tần mục đánh búa thật sự quá hung dữ công kích thân thể của tề cửu nghi hắn sử dụng thần thông cũng không phải là thần thông thân thể đơn thuần mà vận dụng các loại thần thông âm dương phiên thiên thủ ngũ lôi kình thiên chung khi thì phía sau hiện ra hàng vạn hàng nghìn ngôi sao thi triển ra đại la thiên tinh trưởng lực quy lực của bất kỳ một loại thần thông nào cũng như giống như mở núi vỡ đá hơn nữa không chỉ là thần đạo thần thông tầng mục thỉnh thoảng còn thi triển ra thần thông ma đạo quỷ dị âm trầm tuy rằng trên quy lực không cường đại bằng thần đạo thần thông chắc là hắn không có tốn nhiều tinh lực ở trên thần thông ma đạo nhưng thần thông ma đạo lại vừa vặn nhằm vào thân thể của tề cửu nghi ăn mòn thân thể của hắn ăn mòn nguyên thần của hắn khiến cho sức chống cự của thân thể hắn suy giảm rất lớn đây mới là điểm đáng sợ nhất Triết Hoa Lê nhìn thấy vậy, không khỏi rùng mình một cái. Nếu những thần thông này của Tần Mục đánh vào trên người mình, chỉ sợ mình cũng sẽ da tróc thịt bong, không chịu nổi bao nhiêu đạo công kích nguyên thần lại sẽ bị đánh nát, thân thể bị đánh thành một bãi bùn. Tề Cửu Nghi có thể bị đánh thành như vậy cũng chưa chết, thật sự mạnh hơn ta. Thân thể của hắn có một loại năng lực chữa trị kỳ lạ, có thể chống đỡ lâu hơn, nhưng không chống đỡ được bao lâu lại sẽ bị Tần Mục đánh chết. Nếu Tề Cửu Nghi chết, ta lại không có cách nào mở hộp nhỏ, thu được Trảm Thần Huyền Đao, như vậy người kế tiếp Tần Mục muốn đánh chết chính là. Triết Hoa Lê hít vào một hơi thật dài, bay lên trời, rút ra yêu đao phía sau lưng, buông tay ném ra thanh yêu đao này lướt ngang qua không trung thoáng lắc một cái phía sau yêu đao xuất hiện một con mắt yêu dị cực lớn con yêu nhãn này xuất hiện đao quan đập vào trong mắt nhất thời khắp bầu trời có đao quan bay lượn còn vọt về phía tận một cùng tề cửu nghi trường đao mênh mông cùng cùng đao pháp của triết hoa lê không giống với thiên đao cửu pháp của đồ tể thiên đao cửu pháp chính là đi con đường 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 chính chính không tính toán kỹ càng nhưng cầu một đại thế chính khí cương trực mạnh mẽ khiến hào quan quang minh trong lòng ngực của văn nhân hóa thành đao quan thi triển ra mà đau pháp của triết hoa lê hơn phân nửa là kế thừa từ thần đao lạc vô song đao pháp của thần đao lạc vô song lại tính toán kỹ càng cùng đạo môn đạo kiếm lại có chút tương tự nhưng mà đạo kiếm bởi vì dùng thuật số tới thôi diễn ra đại đạo, đao pháp của thần đao lạc vô song lại lấy quy định tới xác lập đại đạo. Đây là khác nhau lớn nhất của hai người. Triết Hoa Lê một đao vung lên, cười ha ha nói: "Hai vị sư huynh, chuyện hôm nay tạm thời dừng lại đây, ta tới cùng hai vị hóa giải phân tranh. Mọi người cùng ở trên vị tinh nên ở chung hòa thuận, cùng nhau nghĩ ra cách rời khỏi đây, cần gì phải tự giết lẫn nhau." Tuy nói như vậy, đao pháp của hắn lại hoàn toàn không có ý tứ hóa giải phân tranh, hơn phân nửa lực lượng trong đao pháp là đặt ở trên người tầng mục, đao quang rơi vào trên người Tề Cửu Nghi lại điểm đến đã dừng dù sao tề cửu nghi bị thương rất nặng nếu cho hắn thêm một đau hắn chưa chắc có thể chịu được tần mục thoạt nhìn vẫn long tinh hổ mảnh cần phải đánh một trận ép xuống dáng vẻ ngang tàn của tần mục khiến cho hắn biết khó mà lui đao quan của hắn nhào tới tần mục lập tức giơ tay chọc một cái kiếm lý sơn hạ biến thành sơn hà đồ thiên sơn vạn thủy lập tức lao thẳng về phía trong tay hắn hóa thành kiếm hoàng tần mục vung kiếm trong kiếm hoàng có một đường kiếm quan lớn giống như cái đấu cột kiếm nên đón yêu đau thân thể bị chấn động tới mức trung rẩy bay về phía sau rời khỏi lưng của tề cửu nghi hắn luân phiên vận dụng các loại đại thần thông thần thông rơi xuống như mưa nguyên khí trong người không còn dư lại bao nhiêu không có cách nào trực tiếp chống lại triết hoa lê triết hoa lê không thể một đao chém giết hắn thầm than một tiếng thu lại đao quang khắp bầu trời chỉ thấy trong không trung có mấy vạn đao quang sát nhập hóa thành một thanh yêu đao gào thét bay trở về cắm vào vỏ đao phía sau lưng hắn dù sao vừa rồi triết hoa lê mới bị tề cửu nghi đánh bại đánh cho toàn thân đều là vết thương tuy rằng nguyên khí tu vi còn lại thâm hậu hơn so với tần mục nhưng nếu thật sự đánh nhau hắn tự nghĩ mình chưa chắc có thể bắt được tần mục hơn nữa nếu như hắn giết tần mục hắn lại cần phải một mình đối mặt với tề cửu nghi thực lực của tề cửu nghi đã ở trên hắn bằng không cũng sẽ không đánh bại hắn triết hoa lê thu đau vào vỏ cười nói hai vị sư huynh ở trên dị tinh này mọi người có thể nói là ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy sao mỗi người không lui một bước trời cao biển rộng chân thân của tề cửu nghi rơi xuống đất thân thể lay động đau đớn kêu lên một tiếng hắn chậm rãi biến thành thân người trên chín cái đầu của hắn vẫn cắm chín thanh kiếm lúc chín cái đầu hợp lại làm một chín thanh phi kiếm lại không hợp nhất thiếu chút nữa xé vết thương của hắn ra Tề Cửu Nghi vội vàng rút kiếm, trên lưng hắn máu me đầm đìa, gãy xương đứt gân, không biết gãy bao nhiêu xương sườn, thân thể chỉ có thể còng xuống. Hắn vốn là thiếu niên phong độ phiêu dật mỹ, bị Tần Mục đánh một trận như vậy, so sánh với lần bị Tần Mục và Triết Hoa Lê vây đánh còn muốn thê thảm hơn, mỹ thiếu niên là chưa nói tới. Cũng may năng lực khôi phục của bản thân hắn kinh người, chỉ cần không chết lại không có gì đáng ngại. Tần Mục đã đi tới, ba người đứng ở thế chân vạc. Tần Mục nhìn chính thanh phi kiếm của mình một lát, vẻ mặt ôn hòa nói: Tề huynh có bản lĩnh cao cường, nếu không phải nhất định sử dụng cái mặt gương này khống chế ta, cũng chưa chắc sẽ bị thua chúng ta xin tử đỏ sức với nhau thật ra là năm với năm tề huynh có thể đưa chính thanh phi kiếm này cho ta hay không tề cửu nghi hừ lạnh một tiếng nắm thật chặt chính thanh kiếm năm với năm ngươi quá coi thường thần thông của thiên đình tần huynh ngươi lại sẽ đưa cái gương cho ta chứ không trả tần mục phất tay nói vậy ngươi tạm thời giữ lại chính thanh kiếm chờ ta giết ngươi sẽ thu hồi lại là được lê sư huynh như vậy có thể đưa ta cái nhỏ hộp này hay không đây là ta phục vụ quên mình đổi lấy hai vị dùng thần thông bịt cánh cửa nếu không phải ta thông minh cơ trí thiếu chút nữa lại chết rồi triết hoa lê cười gượng hai tiếng nghiêm mặt nói tần huynh vẫn chờ sau khi giết ta rồi thu hồi lại không biết xấu hổ như vậy sao tần mục lộ ra vẻ mặt tươi cười tề cửu nghi cũng đang ngó chừng học nhỏ trong tay triết hoa lê ánh mắt triết hoa lê chấp động thử dò xét nói tề huynh có thân phận tôn quý sư phụ của ngươi ở thiên định có địa vị cực cao ta nghĩ hẳn hiểu được làm thế nào mở ra cái hộp này không biết có thể nói cho tại hạ biết hay không tề cửu nghi ho khan kịch liệt ho ra từng cục xương vỡ thân thể còng xuống lúc này mới thẳng lên một chút vết kiếm tần mục lưu lại trên trán của hắn cũng đang chậm rãi thu nhỏ lại nhìn thấy điều này khiến cho trong lòng hai người triết hoa lê và tần mục căng thẳng tốc độ khôi phục của tề cửu nghi khó tránh khỏi quá mạnh mẽ đơn giản là đánh không chết thân thể bất diệt dưới tình huống thương thế nặng như vậy còn có thể lấy tốc độ nhanh phục hồi như cũ hắn sở dĩ phun ra xương vỡ chắc là trong lòng ngực của hắn đã có xương sườn mới đang sinh trưởng tần mục vô cùng hâm mộ loại thân thể bất diệt này thật sự dùng tốt chỉ là không biết đây là tác dụng công pháp cấp bậc đế tọa của tề cửu nghi hay là thiên phú của chủng tộc cửu phượng tộc tề cửu nghi ho khan một hồi sau đó dễ chịu hơn một ít thở hổn hển nói học nhỏ đưa cho ta ta giúp ngươi mở ra hiển nhiên hắn mặc dù có thể làm cho vết thương nhanh chóng tự lành xương gãy tái sinh nhưng mà gánh nặng đối với thân thể lại rất lớn bằng không cũng sẽ không có vẻ mệt nhọc như vậy triết hoa lê lắc đầu nói hộp nhỏ rơi vào tay của ngươi ngươi mở cái hộp lấy ra trảm thần huyền đao ta với tần huynh lập tức lại đầu thân tách trời tần mục đề nghị không bằng như vậy đi lê sư huynh hai chúng ta tạm thời giết chết tề huynh trước sau đó cùng nhau nghiên cứu xem làm thế nào mở hộp nhỏ một người trí ngắn hai người trí dài kết hợp trí tuệ của chúng ta nhất định có thể mở nó ra triết hoa lê mỉm cười nói nếu ta tin ngươi không phải là hai người trí dài mà một mình ta trí ngắn ba người dặn co không thôi đột nhiên một giọng nói khàn khàn từ phía sau bọn họ truyền đến các ngươi dặn co đã hỏi qua chính chủ ta đây một tiếng chưa học nhỏ vẫn phải trở về nguyên chủ sắc mặt ba người tầng một biến hóa kịch liệt vội vàng theo tiếng nói nhìn lại chỉ thấy xích khê gầy như que củi bước hai cái chân giống như là khúc củi đi về phía bọn họ khoảng cách đã không xa ba cái đầu của vị giám trảm quan thời đại xích minh này giống như là cả tiếng khô quắc đen xì hốc mắt sâu trong mắt giống như là trái táo bị phơi nắng khô lại cái cổ phía dưới ba cái đầu của hắn cũng vặn vẹo hình như chống đỡ không nổi cái đầu của mình hắn giống như là ba cái đầu tôm lớn ba cánh tay bên trái chống một cây gậy chắc là gậy khó nhọc đi đến đây tần mục cùng tề cửu nghi ở chỗ này ác chiến mấy ngày liền đồng tỉnh cực lớn xích khê muốn tìm được không khó chỉ có điều nhìn bộ dạng hắn chống gậy rất gian khổ cũng không biết đoạn đường này hắn đi tới như thế nào dù sao tần mục đã chạy rất xa lúc này mới gặp phải tề cửu nghi nghĩ đến xích khê nhất định là thần thông cực lớn tuy rằng khó có thể đi được nhưng lại có thể vận dụng một phần pháp lực trên trán tần mục xuất hiện từng sợi gân xanh nghĩ tới một chuyện khác lẩm bẩm nói trời mưa không sai trời mưa bộ dạng của xích khê giống bị mất mạng bất cứ lúc nào hữu khí vô lực nói sau khi ngươi đi không bao lâu trời lại mưa trời có mắt ta cuối cùng cũng uống được một chút nước không độc tần mục chấp chấp mắt đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích tề cửu nghi cùng triết hoa lê đang chậm rãi lui về phía sau đột nhiên hai người đồng thời xoay người lại trốn âm âm hai người đập vào một bức tường vô hình bị bắn trở lại xích khê thản nhiên nói trên đời này còn chưa có người nào có thể chạy trốn được ở dưới tay của ta ừ ngươi là người đầu tiên ngươi chạy trốn được ngươi chắc hẳn là cảm thấy tự hào hắn chỉ chính là tần mục tần mục lộ ra dáng vẻ tươi cười thuần phát đột nhiên triết hoa lê trực tiếp ném cái hộp nhỏ đến trong tay của tần mục cao giọng nói tần huynh bảo bối của ngươi trả lại ngươi núi xanh còn đó nước biết chảy dài tiền bối từ biệt hắn vừa dứt lời liền xoay người kết quả lại đập vào trên vách bức tường vô hình triết hoa lê chỉ đành phải quay lại ngoan ngoãn đứng ngay ngắn bên kia dáng vẻ tươi cười chất phát trên mặt của tần mục cứng đờ hắn đón lấy hộp nhỏ tay lập tức trung chảy ném ra vứt cho tề cửu nghi cười nói tề huynh ngươi có thể mở cái hộp ra cái hộp này thuộc về ngươi chính là một thi thể khô quát của thời đại xích minh dám cả gan đối nghịch cùng thiên đình để cho ta giết hắn tề cửu nghi cười nhạt mười ngón tung bay phù văn không ngừng từ mười đầu ngón tay của hắn chảy ra nỗ lực mở ra cái hộp một lát sau sắc mặt hắn tái xanh hắn căn bản không mở được cái hộp này cái hộp của thiên đình chứa trảm thần huyền đao cũng có phong ấn hắn biết phù văn mở ra chỉ có điều cái hộp này đến từ thời đại xích minh phải dùng đến phù văn trận liệt hiển nhiên là khác với thiên đình khóe mắt của tề cửu nghi giật loạn tuyệt vọng nhìn về phía tầng mục tầng mục ngẩng đầu nhìn trời lắc đầu ngón chân chọc chọc xuống mặt đất giả vờ thưởng thức những đám mây trên trời Tề Cửu Nghi đỏ mắt mong chờ nhìn về phía Triết Hoa Lê. Triết Hoa Lê hoàn toàn nghiêm túc giơ ngón tay, sau đó đặt ở bên miệng cắn móng tay của mình. Tề Cửu Nghi run rẩy nhìn về phía vị thi thể khô quắc ba đầu sáu tay đang đi về phía mình. Đột nhiên lòng hắn cũng sáng ra, bịch một tiếng quỳ xuống giơ hộp nhỏ lên cao. Tiền bối tha mạng. Xích Khê cười lạnh, chống gậy run rẩy đi tới. Cái hộp này tất nhiên là sử dụng phù văn phong ấn của thời đại Xích Minh, ngươi sử dụng cái gọi là phù văn thiên đình giải, chẳng phải là đàn gãy tay trâu sao? Cái hộp này, ba người các ngươi không tranh nữa sao? Dặn co rất náo nhiệt, tiếp tục tranh đi. Tần Mục chớp chớp mắt, nhìn về phía Triết Hoa Lê. Triết Hoa Lê đã nhìn về phía hắn, thầm nghĩ, hắn nhất định là đang suy nghĩ giống như ta, tính toán xem có nên quỳ xuống cầu tha mạng hay không. Rốt cuộc có nên quỳ hay không? Trong lòng hắn rầu rĩ vạn phần. Tần Mục thầm nghĩ, xem ra Triết Hoa Lê quả nhiên là kình địch của ta, suy nghĩ giống như ta. Bất kể như thế nào Xích Khê đều phải lấy tính mạng ba người, sử dụng máu của chúng ta xoa dịu thân thể của hắn, hắn nhất định duy trì khí tiết giống như ta. Cái hộp này không ai tranh sao? Xích Khê cười lạnh chống cung tiến lên, đi về phía Tề Cửu Nghi. Không ai muốn nói, ta lại. Đột nhiên một âm thanh truyền đến. Ta muốn, một bàn tay duỗi tới nhẹ nhàng cầm lấy cái hộp nhỏ ở trên tay của tề cửu nghi trong lòng tần mục triết hoa lê thoáng chấn động vội vàng theo tiếng nói nhìn lại chỉ thấy cái bàn tay cầm cái hộp nhỏ này chủ nhân của bàn tay lại là một nam tử cổng một cái búa lớn đầu đội nón lá rộng vành cánh tay lớn lưng tròn lông mày rậm mắt to hắn giống như là một tiều phu vừa dở gánh củi trên lưng xuống nhưng trên mặt lại có khí chất của người đọc sách trang phục và khí chất hoàn toàn khác biệt hộp nhỏ bị hắn nâng ở trong tay có vẻ rất nhỏ nhắn tiều phu thánh sư trong lòng tần mục thầm vui mừng triết hoa lê vô cùng kinh ngạc thiên sư Tề Cửu Nghi ở bên kia vẫn quỳ nơi đó, lén lén nâng mắt lên, thầm giật mình. Quyết tế La Phù Thiên làm khiến cho Phật Nhật La không thể không cùng hắn ký kết giao hẹn thổ bá chính là người kia. Hắn lặng lẽ đứng dậy, lui về phía sau, muốn rời khỏi lại không dám. Xích Khê ba đầu sáu tay, thân thể khô gầy, miễn cưỡng ngẩng đầu lên quan sát tiểu phu này, hắn cười lạnh nói: "Ngươi muốn? Ngươi dám muốn sao?" Tiểu phu thánh nhân nâng cái hộp này nhìn xung quanh, quan sát cái hộp nhỏ này từ trên xuống dưới, nói: "Có gì không dám? Tu vi của ngươi không có khôi phục, thân thể cũng không có, nếu như ngươi ở trạng thái đỉnh phong ta nhường ngươi ba phần ngươi không ở trạng thái đỉnh phong ta ngay cả dục vòng đánh ngươi cũng không có lấy đi hắn cắt cổ tay chỗ cổ tay có thần huyết chảy ra xích khê nhìn chằm chằm vào thần huyết của hắn chảy ra không thể kiềm được lập tức mở miệng thần huyết từ cổ tay của tiều phu chảy về phía ba cái miệng mở ra của hắn nhận được thần huyết của tiều phu thân thể khô quắc gầy gò của hắn với tốc độ mắt thường có thể thấy được dần dần phồng lên huyết mạch lưu chuyển tốc độ tim đập cũng càng lúc càng vang dội các khí quan khô quắc trong cơ thể đều khôi phục tinh khí thần của hắn càng lúc càng no đủ khuôn mặt chậm rãi trở nên hồng nhuận dần dần khôi phục lại tướng mạo sẵn có Xích Khê cũng có thể xem như là một nam tử trung niên rất có mùi vị. Ba cái đầu với ba gương mặt tướng mạo giống nhau, đều là mày kiếm, giữa trán có khí sát phạt rất nặng, có thể bởi vì đã từng là giám trạm quan Xích Minh Thiên Đình. Khí thế của hắn cũng dần dần tăng cường, rất nhanh khiến cho thân thể của ba người tần mục, Triết Hoa Lê và Tề Cửu Nghi lay động, không thể không lui về phía sau. Đợi đến khi hắn khôi phục lại, vết thương chỗ cổ tay của Tiêu Phu Thánh Nhân chậm rãi khép lại, không chảy máu nữa. Nguyên thần của ngươi khô cạn hai vạn năm, tự mình chậm rãi tu dưỡng đi. Ánh mắt của Tiêu Phu Thánh Nhân vẫn rơi vào trên cái hộp nhỏ, trước sau không có nhìn lên, sau một lúc lâu, hắn nói: Tần Mục, cái hộp nhỏ này từ đâu tới? Tần Mục nói. Đại sư Huynh tìm được. Hắn. Tiêu phu thánh nhân kinh ngạc, hỏi. Hắn ở nơi nào? Đại sư Huynh vẫn không có xuất hiện. Ta ở trong một chỗ di tích của đại khư phát hiện ra hắn trấn áp ác long, ta chém ác long. Đại sư Huynh ở trong đỉnh sau các trấn áp ác long lại để lộ ra rất nhiều địa lý đồ, chỉ là hắn cũng không có hiện thân. Tần Mục nhanh chóng nói ra tiền căn hậu của chuyện này, nói. Địa lý gần trảm thần đài trong vị tinh này chính là một bức đồ trong đó. Ta máy móc tiền được hộp nhỏ, đại sư huynh sử dụng chu thiên tinh đấu sát trận tới vây khốn học nhỏ lưu lại một vấn đề khó khăn về đạo thuật số ta giải đề phát hiện là ba mươi lăm vạn năm ba mươi lăm vạn năm tiêu phu thánh nhân trầm ngâm lẩm bẩm nói tên ngu ngốc này vì sao còn muốn lưu lại một câu đố đây là muốn gợi ý cho ta cái gì đó sao hắn lưu lại nhiều địa lý đồ như vậy là có ý gì những địa lý đồ này không phải để lại cho ngươi mà là để lại cho ta hắn là muốn ta dựa theo địa lý đồ tìm kiếm manh mối hắn lưu lại ngươi có thể tìm được địa lý đồ hắn lưu lại là cơ duyên xảo hợp tần mục nói ba mươi lăm vạn năm trước là thời đại xích minh vì tiền bối xích khê này lại đến từ 35 vạn năm trước. Tiêu phu thánh nhân gật đầu. Ta biết. Ta thấy hình thái ba đầu sáu tay của hắn là biết hắn đến từ thời đại xích khê. Ta đã từng tìm được một ít di tích của thời đại kia, phát hiện người thời đại kia lấy thân thể ba đầu sáu tay là mạnh nhất, thần thông quảng đại, dời núi lấp biển, đuổi sao đuổi trăng. Cái hộp nhỏ này cũng là đến từ thời đại kia, có hình thái tương tự với trảm thần huyền đao của thiên đình, không biết là ai bắt chước theo ai. Tề Cửu Nghi không dám nói lời nào, trong lòng thầm cười lạnh. Nhất định là Xích Minh Thiên Đình bắt chước theo Thiên Đình chúng ta sáng tạo ra Trảm Thần Huyền Đao. Tần Mục suy nghĩ một lát, lại lấy ra khối binh phù Thanh Hoang lão nhân giao cho hắn, nói: "Thánh sư, đại sư huynh ở chỗ Thanh Hoang lão nhân lưu lại vật ấy." Thanh Hoang lão nhân cũng không biết là binh phù của thời đại nào. Tiêu Phú thánh nhân tiếp nhận binh phù, quan sát một hồi, cười nói: "Thanh Hoang lão nhân, là Thanh Hoang. Lão gia hỏa này tính tình không tốt, đối với người nào cũng lạnh lùng, nhưng dụng tâm lại rất tốt, rất nóng nảy. Hắn có ở sau lưng nói xấu ta hay không?" Tần Mục liền vội vàng lắc đầu, nghiêm mặt nói: "Không có, tuyệt đối không có." thanh hoang lão nhân nói rất hòa khí mặt mũi hiền lành đối với ta ân cần khoản đãi còn cho người đưa tiễn ai cũng không mắng không có mới là lạ hắn khẳng định nói không ngừng mắng ta còn có thể mắng khai hoàng tuyệt đối là đuổi ngươi đi tiêu phu thánh nhân ném khối binh phù kia cho hắn cười nói tính tình của hắn ta đã sớm hiểu rất rõ ràng khối binh phù này ta cũng nhìn không ra là lai lịch ra sao không biết là từ năm nào tháng nào lưu lại ngươi tạm thời thu lấy hãy khoan đã ánh mắt của xích khê rơi vào binh phù trong tay của tần mục trầm giọng nói để cho ta xem binh phù này một chút nói không chừng ta nhận ra được tần mục nhìn về phía tiều phu tiều phu khẽ gật đầu tần mục tiến lên đưa binh phù giao cho xích khê xích khê quan sát nhiều lần nói đây là binh phù thời đại long hán thời đại xích minh vẫn có rất nhiều di tích của thời đại long hán ta đã thấy loại vật này đứa bé kia binh phù trả lại ngươi tần mục tiếp nhận binh phù nghi ngờ nói đại sư huynh giao binh phù của thời đại long hán cho thanh hoang lão nhân bảo quản là có dụng ý gì thanh hoang lão nhân là người đứng đầu phía đông thời đại khai hoàng đại sư huynh nhờ hắn bảo quản nói rõ đại sư huynh không phải cực kỳ coi trọng binh phù này binh phù trong thời đại long hán lại che giấu bí mật gì sao tiều phu thánh nhân cười nói nếu như hắn lưu lại rất nhiều địa lý đồ như vậy theo địa đồ tìm kiếm là được tiểu tử này sớm muộn có ngày giải ra được bí mật đó tần mục nói vâng xích khê thẳng nhiên nói vì đạo hữu này học nhỏ là vật của xích minh thiên đình ta vẫn mong đưa lại ta nếu như ngươi đã tặng máu cho ta mâu thuẫn giữa ta với vị tiểu hài tử này lại xóa bỏ tiêu phu thánh nhân cuối cùng xoay đầu lại nhìn hắn hoàn toàn nghiêm túc nói lão đạo bằng hữu cái học nhỏ này là đại đệ tử của ta để lại cho ta chính là ta không có khả năng cho ngươi ta tặng máu cho ngươi là sợ ngươi sẽ rách da mặt ta không tiện đánh ngươi nên ta cho ngươi khôi phục vài phần tu vi nếu như ngươi xé rách mặt, ta lại đánh ngươi. Ta vừa khiến cho vực Nhật La Tôn Vương biết khó mà lui, lúc này mới tìm tới. Ta lại thấy ngươi khi dễ đệ tử của ta và hai vị vãn bối này, có phần giảm phong độ của tiền bối, đối với ngươi vốn đã có chút khó chịu. Xích Khê cười lạnh, thân thể và nguyên thần của hắn cũng chưa hoàn toàn khôi phục, đối với tiểu phu này hắn cũng rất kiên kỵ, nói: "Ngươi nhận được học nhỏ của ta cũng vô ích, không có phụ văn trận liệt của Xích Minh Thiên Đình ta, ngươi không mở được khóa." Tiểu phu thánh nhân lộ ra vẻ tươi cười, học nhỏ từ trên bàn tay thô ráp của hắn bay lên, mười ngón tay của hắn chấp động, mỗi một phù văn ký hiệu kỳ dị từ đầu ngón tay hắn bắn ra lần lượt biến mất vào bên trong hộp nhỏ hắn ung dung nói ta đọc lướt qua quá nhiều thứ làm chậm trễ tu hành di tích của thời đại xích minh ta đã đi qua vài lần đối với phù văn của thời đại các ngươi cũng có chút hiểu biết bên trong hộp nhỏ truyền đến từng tiếng răng rắc răng rắc tiếng động càng lúc càng dày đặc hình như bên trong có từng cái khóa được mở ra từng tâm khóa đang lui về phía sau sắc mặt của xích khê đại biến tiến lên trước một bước khí tức tăng vọt lại muốn ra tay nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống mà bên kia sắc mặt của triết hoa lê và tề cửu nghi như đất thầm nghĩ một tiếng không xong tiêu phu thánh nhân là phía đối địch với thiên đình và ma tộc hắn mở ra trảm thần huyền đao chỉ sợ là phải tế đao mỗi lần thiên đình trảm thần huyền đao mở ra đều cần tế đao dùng máu người tới tưới cho đao quan nhìn khí độ của tên đốn củi này rất tốt chỉ mong không phải tế chúng ta mà tế tên ba đầu sáu tay này trong lòng bọn họ đã cảm thấy khủng hoảng lại có chút chờ mong rất muốn nhìn thấy được hung binh chấn áp thần ma giấu ở bên trong cái hộp này đột nhiên hộp nhỏ phát ra một tiếng động nhỏ mở ra một đường nhất thời trong cái hộp phun ra huyết quang khắp bầu trời chiếu vào mọi người xung quanh khiến mi mắt bọn họ đỏ ngầu tóc đã biến thành màu đỏ mà ở trên trời, mây máu điên cuồng phun ra, giống như vết máu đang xoay tròn, vân khí màu đỏ thẫm này ở chính giữa vòng xoáy, tương ứng chính là cái hộp nhỏ này. Tuy rằng trong cái hộp phát ra chính là màu máu, thoạt nhìn ấm áp, nhưng mọi người lại giống như rơi vào trong hầm băng. Từ trong cái hộp tản ra khí thế hung ác khiến cho nguyên thần bọn họ cứng đờ, không có cách nào nhúc nhích. Hồng phách cũng hoàn toàn đóng băng, hình như nhúc nhích lại sẽ có một đạo đao quang chém tới, chém giết bọn họ. Binh khí thật hung dữ. Tiêu Phu Thánh Nhân lộ ra sắc mặt nghiêm trọng, nâng hộp nhỏ lên, tay kia cầm nắp cái hộp, trầm giọng nói: "Các ngươi vì cái hộp nhỏ này tranh đấu rất lâu." hôm nay ta lại mở ra cho ngươi xem thử xích khê lộ ra vẻ sợ hãi bay nhanh về phía sau trốn đi thật xa tề cửu nghi và triết hoa lê còn muốn chạy nhưng không đi được chỉ có thể trơ mắt nhìn tiều phu thánh nhân mở cái hộp ra cái hộp từ từ mở ra sắc mặt của tiều phu thánh nhân cũng càng thêm nghiêm trọng hai tay có chút run rẩy hiển nhiên cũng cực kỳ tốn sức hắn đang áp chế uy lực mạnh mẽ dữ dội bên trong cái hộp nhỏ này đột nhiên hắn chợt quát một tiếng toàn lực bạo phát áp chế khí thế hung ác mở cái hộp nhỏ ra tần mục triết hoa lê và tề cửu nghi không tự chủ được nhìn về phía cái hộp chỉ thấy trong cái hộp nhỏ này thật sự có một đầu người đầu của người này không có lớp da bên ngoài giống như là bị người lột lớp da mặt và da đầu vậy nhưng mà lại không lộ ra màu máu dưới da hắn là máu thịt tinh trắng giống như là do ánh sáng tạo thành ở phía sau đầu hắn có từng sợi giống như là huyết quản cũng giống là xúc tô máu thịt liên kết cùng vách bên trong của cái hộp dường như cùng cái hộp này sinh trưởng không biết xích minh thiên đình sử dụng pháp thuật gì khiến đầu của một vị cường giả đế tọa hòa làm một thể cùng cái hộp cái đầu giống như thủy tinh kia vẫn chưa chết mở mắt trong ánh mắt là ánh sáng trắng dày đặc ẩn chứa bên trong không phóng ra không có bất kỳ con ngươi đen nào chỉ có màu trắng dường như không phải là thực chất ánh sáng từ trong ánh mắt bắn ra chợt dài chợt ngắn mà từng xúc tua ở phía sau cái đầu này đang không ngừng chấn động phát ra âm thanh xôn xao dường như côn trùng vỗ màng cánh hình như cái đầu rất hưng phấn rất muốn giết người uống máu tần mục nhìn thấy được nơi những xúc tua đó tiếp xúc với cái đầu thật sự có chút màng cánh cực kỳ mỏng âm tiêu phu thánh nhân đậy nắp cái hộp lại miệng mở lớn thở hổn hển mở cái hộp ra khống chế uy lực mạnh mẽ dữ dội khát máu của cái hộp so với hắn cùng phượt nhật la ác đấu một hồi còn mệt nhọc hơn thánh sư không thấy đau sao tần mục liếc mắt nhìn tề cửu nghi và triết hoa lê hỏi nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Tiêu Phu Thánh Nhân đập một cái thật mạnh ở trên đầu hắn, cả giận. Khí độ ở đâu? Ta làm sao có thể xuống tay với tiểu bối như vậy được? Nếu như ta động thủ, người khác có thể tới giết ngươi, sau đó thế hệ trước của bọn họ tới giết đệ tử của ta, ta giết đệ tử của bọn họ, tuần hoàn như vậy, thế hệ trẻ tuổi sẽ chết hết. Quy định không thể phá. Triết Hoa Lê cùng Tề Cửu Nghi nghe hắn nói như thế, đều thở phào một cái, nhìn về phía Tần Mục bị đập đầu, trong lòng tràn ngập sảng khoái. Bị đánh đáng đời. Tần Mục xoa xoa trên đầu, gật đầu nói. Cũng đúng, chỉ có điều phật nhật la lại xuống tay với ta, vừa rồi xích khê kia cũng muốn xuống tay với chúng ta, cho nên ta đập một búa ở trên trán của phật nhật la, hắn cũng không có làm gì quá đáng, chỉ là sử dụng thần thông muốn bắt ngươi đi, vẫn chưa thật sự hạ sát thủ, bằng không ngươi không sống tới hiện tại. tiêu phu thánh nhân thờ ơ nói, ta vốn dự định cho ngươi giết chết hai tiểu tử này, chắc hẳn ngươi bây giờ cũng đánh không thắng hai người bọn họ, nên ta lại để cho xích khê chạy. xích khê làm việc không nói quy định, ta cho hắn máu, hắn cũng không ăn no uống đủ, hắn không dám tới chọc ta, lại sẽ đi uống máu của hai tiểu tử này. triết hoa lê cùng tây cửu nghi nghe vậy, sắc mặt vàng như đất. tần mục cười nói thánh sư không cần hù dọa bọn họ vẫn để cho bọn họ rời khỏi dị tinh này đi. tiêu phu thánh nhân kinh ngạc nói, ngươi mới vừa rồi còn muốn mượn tay ta giết bọn họ tới đâu, vì sao hiện tại lại muốn để cho ta đưa bọn họ rời đi? xích khê là người lưu vong trên lưng gánh trách nhiệm nặng nề nên không từ thủ đoạn nhất định sẽ tới tìm bọn họ uống máu của bọn họ. bọn họ cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ mượn tay của xích khê giết bọn họ, vừa không trái với quy củ của ta cũng như ý của ngươi, tại sao lại không làm? tần mục nghiêm mặt nói, ta vừa mới rồi chỉ là hù dọa bọn họ nói phải tới đâu, nhưng ta biết thánh sư tuyệt đối sẽ không bắt bọn họ tới đâu thánh sư có khí độ của thánh sư ta làm nhân hoàng làm thiên thánh giáo chủ cũng có khí độ của ta tề huynh lê sư huynh đều là đối thủ của ta cũng không phải là đối thủ của thánh sư ta muốn giết bọn họ tất nhiên là do ta tự mình đồng thủ cầm đao thánh sư mượn tay của xích khê giết bọn họ có vi phạm đạo tâm của ta tiêu phu thánh nhân lộ ra vẻ tán thưởng khen ta nói mượn tay xích khê giết bọn họ cũng là một thử thách nho nhỏ đối với ngươi nếu như ngươi đáp ứng ta coi thường ngươi được ta đưa bọn họ trở lại la phù thiên tần mục nhìn về phía triết hoa lê tề chủ nghi thi lễ nói ta lại không tiễn hai vị sư huynh ta với hai vị tuy rằng tranh đấu chém giết nhưng bội phục bản lĩnh của hai vị sư huynh hôm nay ta không muốn mượn tay người nào giết các ngươi ngày khác tự mình cầm đao đưa hai vị sư huynh ra đi triết hoa lê và tề cửu nghi trước sau hoàng lễ triết hoa lê nghiêm nghị nói tần huynh có khí độ ngươi giết bản thân của ta ta phải giết ngươi nếu ngươi chết ở dưới đau của ta ta sẽ bẻ đau khóc cho ngươi một hồi tề cửu nghi suy nghĩ một lát ném chính thanh phi kiếm tới nói cái mặt gương này không cần đưa ta ngày khác ta đường đường chính chính quyết đấu một trận đòi về lần này ngươi thắng ta bó tay bó chân không dám lấy tính mạng của ngươi chỉ muốn khống chế ngươi lần sau quyết đấu ta tất nhiên sẽ không nương tay tần mục thu kiếm từng thanh phi kiếm đinh 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 cắm ở trong kiếm hoàng hắn giơ tay lên nói hai vị lúc này từ biệt khi gặp mặt lại xin không cần lưu tình sẽ không hai người đồng thời nói tiểu phu thánh nhân vung tay áo vô số phù văn tung bay hóa thành một đạo thần thông truyền tống cũng lấy hai người hóa thành một đạo lưu quan từ dị tinh này phóng lên cao tần mục ngẩng đầu nhìn lên lưu quan ở trên trời bên ngoài bẻ gập lao đi thật xa không biết bay vào tinh không nơi nào chắc hẳn lúc lưu quan rơi xuống đất lại sẽ là la phù thiên tiểu phu ném cái hộp nhỏ qua nói chúng ta đi xem đại sư huynh của ngươi còn để lại cái gì tần mục bị dọa cho giật mình lúng cuống tay chân rất sợ ném rơi cái hộp tới trên mặt đất khiến cho trảm thần huyền đau bên trong chạy ra hắn vừa ôm chắc cái hộp đột nhiên xung quanh có vô số phụ văn bay lượn tiều phu phát động thần thông truyền tống dẫn theo hắn cùng nhau biến mất thần thông truyền tống của thiên thánh giáo bắt đầu từ tiều phu truyền ra tiều phu tuy rằng không phải là người cường đại nhất nhưng là người tài hoa tuyệt đại hắn có thể khai sáng ra rất nhiều thần thông đạo thuật kỳ quái đơn thuần từ những pháp thuật kỳ lạ cổ quái trong đại dục thiên ma kinh đó lại có thể biến thành thành tựu trên đạo pháp thần thông của hắn chỉ có điều thành cũng thu bại cũng thua hắn quá bác học nên thuật nghiệp khó tin ở trên phương diện thực lực tu vi vẫn chưa đạt được cảnh giới cực cao đợi đến khi tần mục chân chạm đất lại thấy mình đã trở về trước ngôi thần điện của trảm thần đài lúc trước hắn chạy thật lâu mới trốn khỏi đó nhưng mà trở về lại chỉ là chuyện trong nháy mắt tiều phu thánh nhân đi vào trong điện tần mục cũng vội vàng qua theo chỉ thấy tiều phu đang quan sát chu thiên tinh đấu sát trận do khai sơn tổ sư lưu lại sau một lúc lâu tiều phu gật đầu nói hắn lưu lại tin tức thật sự là từ ba mươi lăm vạn năm trước ba mươi lăm vạn năm trước đã xảy ra chuyện gì tần mục chỉ về phía bức tranh vẽ trên tường nói thánh sư, nơi này là tinh đồ 35 vạn năm trước. Tiêu Phu thánh nhân đi lên phía trước, quan sát tinh đồ, trầm ngâm một chút, nói: "Đây là ở trong Nam Hải phía Nam của đại hư, quan sát tinh không 35 vạn năm trước, sau đó vẽ ra tinh đồ. Bức tinh đồ này chắc hẳn là do người sống sót từ thời đại Xích Minh vẽ lại, để tương lai dựa theo tinh đồ chỉ dẫn, trở về cố hương." Tần Mục gật đầu. Đệ tử cũng suy đoán như vậy. Người tiêu diệt thời đại Xích Minh chắc hẳn chính là Thiên Đình hiện tại. Ta cảm thấy đại sư huynh đang không ngừng ngược dòng, tìm kiếm lịch sử lúc trước, tìm kiếm chân tướng của Thiên Đình này nên mới phải lưu lại cho chúng ta những manh mối này. Hắn muốn lập công thành thánh, tiêu phu lắc đầu nói nhưng hắn không biết mình đang làm một chuyện ngu xuẩn tới mức nào hắn càng tiếp cận chân tướng lại càng nguy hiểm đẩy mình rơi vào chỗ hiểm yếu thật sự không không ngoan còn làm thánh nhân như thế nào hắn càng nói càng giận giọng điệu không khỏi nặng thêm tuy nói hắn thoạt nhìn thờ ơ với đệ tử nhưng trên thực tế quan tâm của hắn lại được che giấu ở trong lời nói và việc làm thông thường chỉ là hắn rất ít khi nói ra mà thôi ngươi nói hắn còn có một vài địa lý đồ những địa lý đồ đó ở đâu tiêu phu hỏi tần mục tìm kiếm túi thao thiết lấy từ bên trong ra một ít bản vẽ nói đại sư huynh thể hiện ra địa lý đồ cực kỳ phức tạp ta sợ mình quên mất cho nên sau đó đã vẽ xuống bản vẽ này là địa lý đồ đại khư nơi đánh dấu phía trên là chỗ long thôn của thanh hoang lão nhân một bức địa đồ này chính là viên dị tinh này ở đây đánh dấu chính là trảm thần đài tiều phu nhìn hai bức địa lý đồ sau đó mở các địa lý đồ khác ra kiểm tra một hồi sau một lúc lâu sắc mặt của hắn càng lúc càng nghiêm trọng vô liêm sĩ vô liêm sĩ vì sao phải đi những nơi nguy hiểm này những chỗ này ngay cả ta cũng không dám đi hắn giận tím mặt đứng dậy đi tới đi lui trong điện khắp nơi đều bị gió từ tay áo của hắn dâng lên thổi bay ánh mắt của tần mục gần như không nắm bắt được bóng dáng của hắn ta không có cách nào đi vào tìm hắn ta bị vướng chân vướng tay chuyện ở thái hoàng thiên ngươi lại hết lần này tới lần khác gặp phải chuyện như vậy ngươi bảo ta làm thế nào phân thân đi cứu ngươi hắn lẩm bẩm tần mục đột nhiên nói thánh sư nếu đại sư huynh đã sử dụng sao các vẽ ra những địa lý đồ này hơn nữa đều đánh dấu những địa điểm quan trọng như vậy hắn nhất định là đã đi qua những nơi nguy hiểm đó lưu lại một chút manh mối chờ đợi chúng ta qua lấy ta cảm thấy đại sư huynh khẳng định còn sống tiêu phu thánh nhân hơi ngẩn ra dừng bước lại lẩm bẩm nói ngươi nói có đạo lý có đạo lý ta quan tâm quá sẽ bị loạn không nghĩ tới điều này hắn nhất định còn sống còn có thể sử dụng sao các vẽ ra địa lý đồ nói rõ hắn còn sống trên đời cái người không khiến cho người ta bớt lo này trong lòng tần mục ấm áp cười nói sư phụ lo lắng cho đệ tử như vậy đệ tử chẳng phải nên báo đáp ơn lão sư sao đại sư huynh khiến cho thánh sư lo lắng như vậy tương lai nếu như ta cũng mất tích thánh sư nhất định cũng sẽ lo lắng cho ta như vậy ngươi suy nghĩ quá nhiều đừng có tự mình đa tình tiều phu thánh nhân trừng hắn liếc mắt lắc đầu nói ngươi chết ta cũng sẽ không đi tìm ngươi lại không nhớ tới ngươi ngươi giống như đại sư huynh của ngươi làm loạn như vậy vậy có thể chết xa bao nhiêu thì chết xa bấy nhiêu tần mục cười nói nói năng chu hoa tâm đậu hủ đại sư huynh rốt cuộc thăm dò tra được một bước kia vì sao chưa trở về thánh sư đối với chuyện thiên đình tiêu diệt khai hoàng thượng hoàng xích minh long hán này đã biết được bao nhiêu biết không nhiều tiêu phu thánh nhân lắc đầu nếu biết được nhiều hơn lại không đến mức bị đánh cho trở tay không kịp cho nên ngay cả khai hoàng cũng trốn ở trong vô ưu hương không ra các triều đại hoàng triều ở thời điểm huy hoàng nhất đột nhiên đổ nát hủy diệt phương diện này nhất định có rất nhiều bí mật chờ đợi khai quật hắn thở dài nói Ta muốn đi vô ưu hương tự mình hỏi khai hoàng một câu, vì sao không muốn đông sơn tái khởi, vì sao không muốn tái chiến. Nhưng ta cũng không biết vô ưu hương đi đường nào. Nếu tương lai ngươi trở lại vô ưu hương, thay ta hỏi hắn một câu." Tần Mục gật đầu, đệ tử nhất định hỏi hắn. Tiêu Phu Thánh Nhân nói: "Những địa lý đồ này ngươi hủy diệt đi. Đại sư huynh của ngươi không biết nặng nhẹ, xông loạn xung quanh, nếu như ngươi theo hắn đi tìm chân tướng, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười. Những địa lý đồ này, đệ tử đã nhớ ở trong đầu. Tiêu Phu trừng mắt với hắn, Tần Mục mỉm cười không nói. Tiêu Phu Thánh Nhân hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đi ra khỏi thần điện, quan sát khắp nơi, chỉ thấy trên thềm đá cũng không thiếu bộ thi thế xương cốt của thần ma, nói: Trảm thần đài này là trảm thần đài trong thần tàn cường giả đế tọa thiên cung, đã dưỡng thành đại hung, so với trảm thần huyền đao trong hộp kia còn muốn hung dữ hơn. Ngọn núi thần này không lành, vẫn nên hủy diệt thì tốt hơn. Để cho ta tới bổ cho một búa, xem nó nuốt bao nhiêu máu của thần ma. Phía sau hắn, cái búa lớn ông một tiếng xoay tròn, từ sau lưng của hắn dâng lên. Búa đống củi càng lúc càng lớn, thần uy cùng không ngừng treo ở giữa không trung. Tiêu Phu Thánh Nhân thản nhiên nói: Ngươi xuống núi trước, ta tới bổ núi này ra tần mục không dám chậm trễ vội vàng đi xuống núi nhưng trong nháy mắt khi hắn vừa mới đi tới trên thềm đá chỉ nghe những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên tần mục vội vàng quay đầu lại chỉ thấy xích khê ba đầu sáu tay điên cuồng công kích về phía tiểu phu thánh nhân tiểu phu thánh nhân hình như không cảm thấy đợi tới khi hắn xông đến trước mặt đột nhiên mở năm ngón tay nên đón công kích của xích khê trong bàn tay của hắn có vô số phù văn bạo phát gào thét xoay tròn công kích của xích khê mạnh mẽ đến cực điểm còn chưa rơi xuống trên người của hắn trong lúc bất chợt cả người biến mất không thấy bóng dáng tiểu phu thánh nhân giơ tay lên nắm lấy cái búa lớn vẫn treo ở sau lưng đi tới bên cạnh tần mục đang trận mắt há hốc mồm nói ngay người ra làm cái gì cảm thần đài của cường giả đế tọa ta bổ không ra ta chỉ là muốn dụ hắn đi ra tần mục vội vàng đuổi theo bước chân của hắn thử dò xét nói như vậy xích khê bị thánh sư đưa đi đâu tiêu phu thánh nhân lộ ra vẻ tươi cười thái hoàng thiên lãnh địa ma tộc ma tộc cùng hắn có huyết hải thâm cừu thần sắc của tần mục dài ra đột nhiên lại dài thật lòng nói đệ tử tiếp nhận giáo huấn ta nhất định sẽ học tập cho giỏi không phụ giáo huấn của thánh sư cố gắng làm một thiên thánh giáo chủ xuất sắc giống như thánh sư vậy tiêu phu thánh nhân thản nhiên nhận cái cúi đầu của hắn nói ta không thu nhiều đệ tử, trước kia là giáo dục hoàng tử thái tử, hoàng tử thái tử không cần bái ta làm thầy nên đệ tử chính thức của ta hiện nay chỉ có hai người, ngươi và đại sư huynh của ngươi mà thôi. So với đại sư huynh của ngươi, ngươi lại có vẻ hơi ngây ngô, ngươi thật sự phải cố gắng học một ít. Ta không phải dạy ngươi học cái xấu, chỉ là dạy ngươi không chịu thiệt. Tần Mục chớp chớp mắt, có chút không giống thánh sư, ngược lại giống như là các lão nhân trong tàng lão thôn. Thánh sư, thánh nhân là gì? Tần Mục hỏi. Thánh nhân là một loại tâm cảnh. Bọn họ đi tới dưới tòa Trảm thần đài, Tiêu Phu thánh nhân quan sát ngọn núi thần này, không nhanh không chậm nói: ta đã từng nói cho đại sư huynh của ngươi biết thành thánh có ba lập lập ngôn lập giáo lập công ba lập thành thánh làm được ba lập này tâm cảnh lại sẽ đạt tới cảnh giới cao xa đơn thuần từ trên phương diện tâm cảnh mà nói không người nào địch nổi thánh nhân có đạo có đạo mới có thể lập giáo hóa giáo hóa chúng sinh truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc phá bụi gai mở đường bằng phẳng tần mục giật mình thất thanh nói lập giáo hóa không phải sáng lập truyền đạo thiên thánh giáo sao tiêu phu thánh nhân lắc đầu nói không phải lập giáo là lập giáo hóa lập giáo là khai sáng một môn phái quá nông cạn khai sáng môn phái, lại có tranh chấp của môn phái, có tranh chấp của môn phái, lại có ngôn ngữ tranh cãi, lập ngôn cũng lại không tồn tại. Chẳng phải là hỏng căn cơ của bản thân mình sao? Cho nên, ngươi nói ngươi là giáo chủ của Thiên Thánh giáo, ta lại biết con đường đại sư huynh của ngươi đi hơn phân nửa đã sai. Trong đầu tầng một giống như có tiếng nổ lớn. Hắn đột nhiên nhớ tới những Thiên Thánh giáo chủ các triều đại ở trong phong đô, bất giác tưởng tượng ra tình hình của bọn họ lại lệ rơi đầy mặt. Bọn họ tự hào cao ngạo về thân phận Thiên Thánh giáo chủ này, không biết ở trong suy nghĩ của Tiêu Phu, tất cả đều sai. Tiêu Phu thánh nhân đi dọc theo ngọn núi thần này, thỉnh thoảng cầm từng cục đá lớn lên đá lớn trực tiếp bị pháp lực của hắn dung hòa, hóa thành từng cây cột đá đầy những hoa văn, lấy trận thế kỳ diệu cắm ở dưới chân núi của ngọn núi thần này. Lập giáo, là lập giáo hóa. Thế nào là lập giáo hóa? Mở trường, chấn hưng viện giáo dục, mở rộng tài năng, làm chuyện thật, nghiên cứu đạo pháp thần thông cho bách tính dùng. Hắn khẽ nói, vừa luyện cục đá truyền tống, vừa nói với tầng mục. Nước yếu, lại cải cách mưu đồ mạnh lên, khiến nước trở nên mạnh mẽ. Thủ pháp chế luyện của hắn cũng không cao minh bằng tâm biết, nhưng cực kỳ nhanh chóng, biến phù văn thần thông truyền tống hóa thành ấn ký, in vào trên từng cây cột đá. Dân yếu, lại truyền đạo làm lợi dân, khiến dân mạnh binh yếu lại cải cách binh khí để binh mạnh quân mê mùi lại một lần khuyên giải kể ra lợi và hại khuyên quân sửa đổi quân không thay đổi hai lần khuyên giải lại không sửa phản lại lập tân quân thiên không đạo lại một lần biến pháp đổi thiên pháp thuận theo thiên hạ thiên không thay đổi lại lấy biến pháp cầu biến đạo lại không sửa phạt thiên lập đạo hắn khẽ nói trong lúc vô tình đã dọc qua hơn nửa chân núi tần mục dùng tâm linh ghi nhớ đợi đến khi tiều phu thánh nhân nói xong lý niệm của mình tần mục đột nhiên nói thánh sư vậy thánh nhân yêu cầu quá cao ta cẩn thận hồi tưởng tất cả mọi người mình đã gặp được đã nghe nói được không người nào có thể đạt được yêu cầu của thánh nhân những cái này bản thân ngươi có thể làm được sao tiêu phu thánh nhân dừng bước giữa không trung núi đá đang dung hòa hình thành cột đá tiêu phu thánh nhân vẫn không nhúc nhích hoa văn trên cột đá cũng dừng diễn biến tần mục lo sợ bất an có chút quán giận mình lắm miệng hắn lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy nam tử trung niên mặt trang phục tiêu phu này bất giác đang lệ rơi đầy mặt ta đã từng cho rằng mình có thể làm được tiêu phu thánh nhân có chút khang giọng buồn bã thảm thương Ta cho rằng mình có thể làm được thánh nhân, người khác cũng lấy danh hiệu thánh nhân gọi ta. Ta cho rằng mình có thể lập giáo hóa, cải cách mưu đồ mạnh lên khiến khai hoàng quốc lớn mạnh, biến đổi tình trạng dân yếu hiện nay khiến cho dân có thần thông quảng đại, thay đổi binh yếu khiến cho binh có uy lực chấn áp mang di bốn phương. Ta còn tưởng rằng mình có thể khiến cho quân không ngu ngốc, khiến cho thiên có chút ít đạo, còn tưởng rằng mình có thể lập công chiến thắng thối nát. Ba điểm cuối cùng, ta thất bại. Đông. Cây cột đá này còn chưa luyện được đã rơi xuống đất, cắm ở trong bùn đất. Cánh tay phải của tiểu phu thánh nhân khoác lên trên cây cột, vùi đầu ở trong khuỷu tay gặp lại, nước mắt giàn giụa, không để cho tần mục nhìn thấy được thất thố của hắn, ta thất bại ta không thể ngăn cản khai hoàng đi vô ưu hương ta khiến cho quân mê muội ta thất bại ta cho rằng mình có thể cải cách thay đổi đạo để thay đổi thiên đạo nhưng mà thiên lại diệt khai hoàng quốc chung vùi thời đại khai hoàng ta thất bại trận chiến cuối cùng ấy ta cũng không thể lập công ta thất bại tần mục ta cũng không phải là thánh nhân ngươi muốn tìm ta cũng dạy không được ngươi ta chỉ là một người thất bại tần mục kinh ngạc nhìn hắn có một loại cảm giác giống như bản thân mình trải qua những điều đó ở thời điểm tiều phu cải cách với khí thế mạnh mẽ khai hoàng đột nhiên lui lại thành lập vô ưu hương không có tự chiến đến cùng bởi vậy ý chí tinh thần của tiều phu sa sút hắn nhìn khai hoàng rút đi nhìn thời đại khai hoàng cực cực khổ khổ tạo dựng lên lại tan thành mây khói nhìn các chiến hữu cùng một một lý niệm chiến đấu mà chết nhìn đầu của bọn họ bị chặt máu nóng phun ở trên mặt đất quen thuộc nhìn những chiến hữu kiển chân đó nóng trong chờ đợi khai hoàng một lần nữa hạ xuống một lần nữa dẫn đầu bọn họ chiến đấu lại đang già đi đã chết đi nhìn lê dân bách tính thời đại kia từng đời một tiêu vong thế hệ mới đổi thành khuôn mặt quen thuộc trong lòng hắn có cản trở và đau khổ người khác không cách nào tưởng tượng được tần mục đột nhiên lớn tiếng nói thánh sư ngươi có thể truyền đạo thánh nhân của ngươi cho ta không Tiểu phu thánh nhân dùng phần áo ở khuỷu tay lau đi dòng nước mắt, quay đầu lại nhìn về phía hắn. Tần Mục kích động nói: "Ta muốn kế thừa y bát của ngươi, tiếp tục đi xuống, tiếp tục thay đổi. Quân mê muội lại phạt quân, thiên không đạo lại phạt thiên." Sắc mặt của Tiểu phu thánh nhân hờ hững, lắc đầu nói: "Ngươi không làm được." Một bầu nhiệt huyết của Tần Mục bị tưới lạnh tới thấu tim, hắn nắm chặt nắm đấm, cả giận nói: "Ta tại sao lại không được? Đại sư huynh có năng lực lý giải, năng lực lĩnh ngộ có chút sai, xem lập giáo lĩnh thành lập thiên thánh giáo, ta cũng không có đựng như vậy." Tiểu phu thánh nhân lắc đầu nói: đại sư huynh của ngươi đúng là hơi đần hơi ngu xuẩn nhưng ngươi cũng không có tốt hơn chỗ nào ngươi dễ dàng bị nhiệt huyết che lấp vùi đầu khinh suất mặc dù có lúc rất giảo hoạt nhưng không có sự chuyên tâm tính tình của ngươi hoạt bát đối chuyện gì cũng đều cảm giác rất mới mẻ rất muốn đi nghiên cứu ngươi tuy có lòng nhưng tâm không đủ sâu ngươi tuy có niềm tin nhưng niềm tin không đủ ổn định đạo tâm còn chưa vững chắc đến mức trình độ xem nhẹ sơn hà tâm không thay đổi ngươi cũng không phải là nguyên liệu tốt để làm thánh nhân quá thấp ngươi bây giờ là không đủ tần mục lớn tiếng nói ta có thể sửa ta có thể học ta không chờ được Tiêu Phu lộ ra dáng vẻ tươi cười ấm áp, giọng điệu ôn hòa xuống, nói: "Đồ nhi tốt, ta thật sự không chờ được lâu như vậy." Tần Mục suy nghĩ xuất thần. Tiêu Phu thánh nhân tiếp tục luyện cây cột đá này, xong lại đi về phía trước. Tần Mục lặng lẽ đi theo hắn, nhìn hắn luyện từng cây cột truyền tống. Qua hồi lâu, Tiêu Phu thánh nhân cuối cùng bố trí xong, liếc nhìn về phía Tần Mục có chút chán nản, cười nói: "Không cần lộ ra vẻ mặt buồn bã giống như đưa đám vậy, nếu không phải ta hiểu rõ về ngươi, ta còn thật sự sẽ giống như hắc hổ gia hỏa kia vậy, cho rằng đạo tâm của ngươi kém đến mức độ này." Đi thôi, chúng ta lên núi vẻ chán nản trên mặt của tần mục biến mất theo hắn một lần nữa trở lại đỉnh của trạm thần đài này tiêu phu thánh nhân phát động trận pháp truyền tống từng cây cột đá phóng ra ánh sáng cường đại phù văn in vào trong cột đá phát ra ánh sáng soi sáng ấn ký phù văn ở giữa không trung hóa thành mỗi một văn tự ký hiệu kỳ lạ tuyệt đẹp những ký hiệu này ở giữa không trung liên kết với nhau gào thét xoay tròn tốc độ chuyển động càng lúc càng nhanh cho dù là tồn tại như tiêu phu vậy muốn di chuyển trạm thần đài này trước cũng cần biến thần thông truyền tống của mình hóa thành trận pháp mượn uy lực của trận pháp mới có khả năng truyền tống trạm thần đài ánh sáng bạo phát trong những tiếng ầm âm, âm trạm thần đài gào thét lao lên theo ánh sáng xoay tròn bay đi Tần Mục đứng ở trên ngọn núi thần này, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dị tinh này càng lúc càng xa, rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Xung quanh là tinh không tối tăm mịt mờ vô bờ, hoang vắng cô quạnh, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy được ngôi sao vô cùng nhỏ bé. Tần Mục đột nhiên nói: "Thánh sư, ta cảm thấy có một người tư chất ngộ tính đều tốt hơn so với ta, hơn nữa phù hợp điều kiện của ngươi. Ta muốn tiến cử hắn tới gặp ngươi." Tiêu Phu thánh nhân hơi ngẩn ra, mặt giãn ra cười nói: "Được, chỉ có điều ngươi không cần lại gọi ta là thánh sư, xưng ta lão sư là được." "Lão sư?" ánh sáng dòng nước lũ từ trên bầu trời la phù thiên ầm ầm chiếu xuống soi sáng ở trên mặt đất phía trước một tòa tế đàn của la phù thiên nhất thời ở dưới ánh sáng chiếu xuống mặt đất này hiện ra rất nhiều ấn ký phù văn vô cùng phức tạp không ngừng biến hóa tiếp theo ánh sáng tuôn chảy biến mất trảm thần đài cực lớn cực trọng đột nhiên xuất hiện tiều phu đi xuống khỏi trảm thần đài phía sau có cái búa lớn bay lên bổ ra một cánh cửa chạy thẳng tới thái hoàng thiên ngươi dẫn hắn tới gặp ta tần mục cuối người vâng lão sư thái hoàng thiên ly thành duyên khang quốc sư cùng các sĩ tử của các học viện học cung duyên khang đang thiết kế linh binh để chuẩn bị cho chiến dịch công thành quy mô lớn tần mục đi tới nhìn về phía duyên khang quốc sư nói quốc sư tiểu phu thánh nhân muốn gặp ngươi thân thể của duyên khang quốc sư chấn động mạnh ngẩng đầu nhìn về phía hắn vừa mừng vừa sợ hai người tới la phù thiên duyên khang quốc sư ngẩng đầu nhìn về phía tế đàn cao lớn nguyên nga trên tế đàn một vị nam tử trung niên mặc trang phục tiểu phu đang đứng ở nơi đó tâm thần duyên khang quốc sư kích động sửa sang lại quần áo lại phải leo đàn cầu kiến đột nhiên trên tế đàn truyền đến giọng nói giống như tiếng chuông lớn của tiểu phu thánh nhân duyên khang quốc sư ta có ba câu hỏi đáp được ba câu hỏi này ngươi có thể lên đàn tới gặp ta ngươi lại leo lên đàn Duyên Khang quốc sư đi lên thềm đá, đi tới một phần ba, đột nhiên giọng nói của tiểu phu thánh nhân truyền xuống. Câu hỏi đầu tiên, tâm ban đầu của ngươi. Đáp. Duyên Khang quốc sư dừng bước, cất cao giọng nói. Vì thiên địa lập tâm, vì dân sống lập mạng, hướng tới kế thừa tuyệt học của thánh, vì muôn đời mở ra thái bình, cho ta cái tâm ban đầu. Trên đỉnh của tế đàn, tiểu phu thánh nhân im lặng một lát, nói. Lên đàn. Duyên Khang quốc sư tiếp tục leo lên phía trước, đợi đi tới hai phần ba, giọng nói của tiểu phu thánh nhân lại một lần nữa truyền xuống. Câu hỏi thứ hai là về đạo tâm của ngươi. Duyên Khang quốc sư dừng bước, thần sắc sâu sắc, thần thái phấn chấn. Tâm ban đầu không thay đổi, đạo tâm vĩnh viễn vững chắc. Lên đàn. Duyên Khang quốc sư tiếp tục leo lên, lại lập tức tới đỉnh đàn, tiêu phu thánh nhân dò hỏi. Câu hỏi thứ ba, ngươi biết ngươi sẽ vì vậy mà chết, vì vậy mà thân bại danh liệt, vì vậy mà người hậu thế sẽ quên ngươi thậm chí căm hận ngươi sao? Sự nghiệp này, con đường này, không chỉ có khả năng hủy diệt sinh mạng của ngươi, còn có thể hủy diệt thanh danh của ngươi, khiến cho ngươi sau này vô danh. Biết. Duyên Khang quốc sư cúi người, cam tâm tình nguyện, chỉ cần không thẹn với lòng, không oán không hối hận. Tiêu Phu Thánh Nhân lộ ra vẻ tươi cười ta dạy vô số người nhưng chỉ thu hai người đệ tử nhưng mà hai vị đệ tử cũng chưa từng được y bác của ta được chân truyền của ta ngược lại ngoài cửa nở hoa ngươi lên đi duyên khang quốc sư leo lên bậc thang cuối cùng đi tới đỉnh của tế đàn này trực tiếp đối diện với tiểu phu thánh nhân Ken. cái búa lớn phía sau tiểu phu thánh nhân rơi xuống đất cắm trên mặt đất vị tiểu phu đốn củi này ngồi ở trên thân búa đại mã kim đao hai tay đặt ở trên đầu gối ngươi có thể bái sư duyên khang quốc sư vén lên áo xanh quỳ lạy xuống trầm giọng nói giang lăng sĩ tử bái kiến lão sư tần mục ngưỡng mộ nhìn lên đỉnh của tế đàn bất giác lệ ước hai gò má hắn chứng kiến thánh nhân truyền thừa kéo dài qua hai thời đại khai hoàng và duyên khang thánh nhân mang trọng trách từ một thời đại giao đến đầu vai của một người ở thời đại sau không có cục diện kinh tâm động phách không có cảm nghĩ dao động lại làm cho hắn cảm động đến rơi lệ đạo của thánh nhân chung quy có vài người ông ấp lý tưởng cùng niềm tin mà bạn cùng lứa tuổi thậm chí người đời trước không có đủ chung quy có vài người trong lòng ông ấp tình cảm và ý chí chiến đấu mà bạn cùng lứa tuổi và người đời trước không có đủ họ có thể nói ra những lời mà bạn cùng lứa tuổi và thế hệ trước nói không nên lời làm ra chuyện bạn cùng lứa tuổi và người thế hệ trước không làm được có thể ở trong mắt bạn cùng lứa tuổi và người thế hệ trước, bọn họ sẽ có chút ngu dại, vì một niềm tin nhìn như không có khả năng đi kính dân cả đời, kính dân sinh mạng. Nhưng mà lịch sử luôn phát triển, thời đại đi tới, chính là có những người có niềm tin kiên định có lý tưởng nhìn như buồn cười đó. Viên Khang quốc sư ở trên tế đàn bái sư, Tiêu Phu Thánh nhân vương hai tay ra nâng khuỷu tay của hắn, đỡ hắn dậy, cười nói: "Có thể tương lai thành tựu của ngươi sẽ còn lớn hơn so với ta, càng cao hơn ta. Đợi tới tương lai khi gặp lại, không chừng ngươi sẽ là sư phụ của ta." Tần Mục leo lên tế đàn, chỉ thấy Duyên Khang quốc sư hành lễ đệ tử đứng ở bên cạnh Tiêu Phu Thánh nhân, cười nói: Lão sư, sư đệ, ta tới chậm một bước." Duyên Khang Quốc sư ngạc nhiên, lập tức mặt giãn ra cười nói, "Nhị sư huynh." Sắc mặt của Tần Mục nhất thời đen lại. Thiên Vương vẫn gọi là Tần giáo chủ đi. Nhị sư huynh nghe rất không được tự nhiên. Duyên Khang Quốc sư cười ha ha. Tần Mục kinh ngạc, lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Thời gian hắn quen biết Duyên Khang Quốc sư cũng không lâu lắm. Sau khi tiến vào thái học viện hắn mới gặp qua Duyên Khang Quốc sư, sau đó mới nói chuyện. Lúc trước Duyên Khang Quốc sư là một người nói năng thận trọng, có niềm tin và đạo tâm kiên định, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, không chỗ nào không dùng tới tâm tư của hắn sâu như biển sắc mặt không hề bận tâm hoàn toàn không có dao động tâm tình xuất hiện ở trên mặt hắn giống như là một vị thần hoàng mỹ không có hương vị con người không có khí tức của con người chỉ có điều tiếp xúc lâu như vậy tần mục dần dần phát hiện trên người của duyên khang quốc sư có mùi vị nhân khí duyên khang quốc sư đã lặng lẽ từ thần biến thành người mà lần này duyên khang quốc sư cười ha ha tần mục ngược lại cảm thấy đạo tâm của hắn đột nhiên bước vào một cảnh giới khác một cảnh giới mà mình không có cách nào hiểu được giống như thần lại không phải thần giống như người lại không phải là người hắn ở trong thất tình lục dục của con người lại ở ngoài thất tình lục dục của con người là vị thần tuyệt đối lý trí lại dường như không phải là vị thần tuyệt đối lý trí người như vậy tần mục đã nhìn không hiểu quốc sư có tư chất ngộ tính quả thật xuất sắc hơn so với ta gặp phải tiểu phu lão sư trong ngắn mũi giây lát này tâm cảnh lại có thể nâng cao kinh người không hổ danh là thánh nhân 500 năm mới xuất hiện trong lòng tần mục tự an ủi mình chỉ có điều cũng may ta có phách thể chỉ cần có đầy đủ cố gắng lại có thể kích phát tất cả tiềm năng của phách thể vẫn có thể vượt qua hắn tiểu phu thánh nhân nói tần mục ngươi có thể trở về thái hoàng thiên ta muốn cùng sư đệ của ngươi nói chuyện một lúc lâu tần mục do dự nói hổ tôn và bà bà thì sao bọn họ cùng ngọc la sát mục đồ la chiến đấu có kết quả hay không tiêu phu thánh nhân nói mục đồ la mặc vào trang phục của nữ tử kia liền bị hắc hổ đánh chết ngọc la sát thì bị phượt nhật la cứu đi nữ tử kia và hắc hổ đều trở lại thái hoàng thiên quả nhiên giống như ta nghĩ vậy tần mục lộ ra vẻ tươi cười tiêu phu thánh nhân vì hắn mở ra lối đi tới thái hoàng thiên tần mục chậm trễ không muốn tiến vào trong nói lão sư ta ở bên cạnh nghe ta không nói lời nào ta làm sư huynh nếu sư đệ có chỗ nào không hiểu ta cũng có thể chỉ điểm một chút cho sư đệ Lão sư nói có đúng hay không? Lão sư. Tiêu Phu Thánh nhân nắm lấy cổ áo của hắn, nhét hắn vào trong thông đạo. Tần Mục dự định chạy về, lối đi đã khép kín. Duyên Khang Quốc sư cười nói, "Lão sư, vì sao không cho Tần sư huynh nghe giảng?" "Hắn không thích hợp." Tiêu Phu Thánh nhân nói, "Tính tình của hắn thật ra cũng không thích hợp đi con đường của chúng ta. Ngươi cảm thấy nhị sư huynh này của ngươi là dạng người thế nào?" Duyên Khang Quốc sư trầm ngâm một chút, nói, Hàm chơi, hoạt bát, ngồi không yên, nhiệt huyết lên lại xong về phía trước, nhưng lại giảo hoạt, tâm tư nhẵn nhụi, đặc biệt thông minh, có thể nghĩ tới điều người khác không thể nghĩ tới, thường có ý tưởng ta cũng không tưởng tượng được. Hơn nữa hắn vẫn rất rộng lượng, tầm nhìn cũng rộng. Hắn vẫn rất tự tin, gần như tự tin tới mức điên cuồng, ở trong lòng của hắn bao giờ cũng cảm thấy lão tử là đệ nhất thiên hạ, tuy rằng ngoài miệng bao giờ cũng nói mình thứ hai trong thiên hạ. Chỉ có điều nếu bàn về lòng tin, hắn thật sự có thể xưng là đệ nhất thiên hạ. Nhập cốt ba phần. Tiêu Phu thánh nhân vỗ tay, khen. Ngươi nhìn hắn tương đối thông suốt, ta cũng cho là như vậy. Làm thánh nhân, hắn cũng không thích hợp. Duyên Khang quốc sư gật đầu nói. Nhị sư huynh quả thật không thích hợp. Vậy đại sư huynh thì sao? Đại sư huynh của ngươi là một loại người khác. Tiêu phu Thánh Nhân nói. Hắn là người có nghị lực lớn, trầm ổn, chỉ cần hắn nhận định một mục tiêu lại sẽ khăng khăng làm theo ý mình, ai cũng không thể kéo hắn trở lại được. Cũng chính bởi vì vậy, hắn đối với đạo thánh nhân có lý giải sai lệch. Ở trên đạo thánh nhân, hai vị sư huynh của ngươi cũng không bằng ngươi. Ngươi theo ta tu hành mấy năm, ta truyền lại tất cả sở ngộ cả đời của ta cho ngươi. Hắn chậm rãi nói. Ý chí tinh thần của ta sa sút, không bước ra được vách ngăn trong lòng, bao giờ cũng rơi vào trong ký ức đối với thời đại khai hoàng, đối với chuyện khai hoàng trốn tránh cũng khó có thể hiểu được. Người khác ta, ngươi không có vách ngăn này. Ngươi học được sở học sở ngộ của ta, lại sẽ trực tiếp vượt qua vách ngăn này. Khi đó, ngươi sẽ là thánh nhân chân chính." Mắt hắn sáng ngời, mỉm cười nói. "Những năm gần đây, ngươi chuyên tâm tìm hiểu, bất luận là Thái Hoàng Thiên hay Duyên Khang, ngươi cũng không cần nghĩ tới, không nên đi tham dự, chuyên tâm vượt qua vách chắn ta không vượt qua nổi." Duyên Khang quốc sư nói vâng. Hai người ở trên tế đàn ngồi đối diện nhau. Thái Hoàng Thiên. Cổ thành của ma tộc Cổ thành vốn là một trong 64 thần thành của Thái Hoàng Thiên, sau khi rơi vào tay của ma tộc lại bị trắng trận cải tạo, không biết bao nhiêu ma tộc sinh sống ở nơi này, chế tạo các loại ma thần tượng và ma cung. Ở đây thuộc về trung tâm lãnh địa của ma tộc, là địa phương rơi vào tay ma tộc tương đối sớm, bởi vậy ma tộc rất nhiều, thế lực nhân tộc khó có thể tìm đến nơi đây. Ma tộc nơi đây lại cũng an cư lạc nghiệp, trong thành còn có ma thần trấn thủ, lại có không biết bao nhiêu nhân tộc làm tù binh nô dịch, để nhân tộc làm nô lệ hầu hạ ma tộc, bởi vậy giàu có. Thời điểm Xích Khê bị truyền tống đến nơi đây, trong cổ thành đang diễn ra ngày hội hiến sinh truyền thống của ma tộc trong thành có vô số ma tộc cường tráng mang theo tất cả gia súc khu chiên gõ trống nhảy điệu múa quỷ dị trang bị kỳ lạ phối với hợp âm luật tràn ngập tình cảm của dị vực còn có những ma nữ bốn mặt bốn cánh tay ở trên xe hoa khiêu vũ phong thái yếu điệu dẫn tới từng tiếng hoan hô hiến sinh cần phải di chuyển trong khắp thành đội ngũ hiến sinh mang theo gia súc vừa múa vừa hát di chuyển một vòng xung quanh thành lúc này mới đi đến trên từng ngọn tế đàn cao lớn trong thành trên tế đàn là từng vị ma thần vui vẻ ra mặt nhìn cảnh tượng tộc nhân vui chơi lúc này thanh niên nam nữ ma tộc cường tráng sẽ mang theo súc vật leo tế đàn tiến về phía ma thần hiến tế cống phẩm của mình người đầu tiên dẫn theo gia súc leo lên tế đàn chính là vinh quang lớn lao nhưng không chỉ có một đội ngũ hiến sinh mà mấy trăm mấy nghìn gia tộc ma tộc trong thành cạnh tranh với nhau bởi vậy cực kỳ náo nhiệt một đường ánh sáng từ trên cao hạ xuống xích khê hạ xuống đến trên một tòa tế đàn trong đó lão gia hỏa âm hiểm kia dám cả gan ám toán ta giọng nói của hắn giống như sấm sét chấn động buổi lễ hiến sinh vô cùng náo nhiệt tất cả ma tộc đều ngừng lại vô số ánh mắt rơi vào trên người của xích khê trên tế đàn vị ma thần này đang cười ha ha chuẩn bị cầm tế phẩm do người trẻ tuổi trong tộc dâng lên xích khê đột nhiên xuất hiện cũng ngoài dự đoán của hắn dưới chân của xích khê ánh sáng soi sáng hình thành phù văn truyền tống đang dần dần nhạt đi ba cái đầu của hắn chậm rãi nâng lên nhìn về phía bốn phương tám hướng ma tộc vì dám trảm quan thời đại xích minh này đột nhiên nổi giận trở nên hung bạo ba cái đầu phát ra tiếng gầm thét giận dữ kinh thiên động địa cũng đầy thê lương ma tộc tộc nhân của ta theo ta vượt qua ngàn vạn ngôi sao phóng qua không biết bao nhiêu giải đất tử vong trải qua trăm cây nghìn đắng này mới đến được gần tổ địa là ma tộc là ma tộc không nói lời gì xông vào tinh cầu của chúng ta giết tộc nhân của ta diệt chủng tộc của ta từng sợi tóc khô phát vàng của hắn tung bay giống như mấy nghìn mấy vạn thanh kiếm màu vàng quét ra bốn phương tám hướng lần công kích này chỉ là trong chớp mắt bốn phương tám hướng trong phạm vi trăm trượng tất cả ma tộc đều đang ông cổ họng của mình có người giơ tay lên nhìn bàn tay của mình một chút trong lòng bàn tay hắn ông cổ họng là ma huyết ấm áp có người cúi đầu đầu đột nhiên từ trên cổ trượt xuống rơi xuống phía trước tế đàn một chiếc xe hoa cao cài đầy những bông hoa đủ màu sắc mui xe chậm rãi trượt xuống chỗ bị cắt qua rất chỉnh tề một tòa nhà đột nhiên nghiêng gian phòng từ từ di chuyển đập xuống mặt đất phát ra những tiếng động ầm ầm cực lớn vang lên tiếp theo đỉnh điện của từng ngọn đại điện trượt xuống nóc nhà cũng đều trượt xuống bên trong trăm trường từng cái đầu rơi xuống đất từng dòng máu tươi phun trào vô số khí huyết từ trong lồng ngực của bọn họ hóa thành từng đường màu đỏ bay về phía xích khê xích khê hạ xuống trên tế đàn. vị ma thần này tránh thoát được một đòn này của hắn thấy cảnh tượng này không nhìn được trận trừng mắt gầm lên giận dữ lấy tay chọc tới hai ma thần binh đâm về phía xích khê sáu tay của xích khê giống như mưa rền gió dữ ở trong chớp mắt ngắn ngủi đó công kích ra không biết bao nhiêu lần đánh cho ma thần binh nát bấy đánh cho vị ma thần này thịt nát xương tan các ma thần khác từ trên từng ngọn tế đàn bay lên gào thét đánh tới trong đó có một vị ma thần nhận ra xích khê tiếng kêu thê lương vang lên là hắn là hắn dẫn theo những tinh cầu kia hạ xuống la phù thiên của chúng ta là hắn hủy diệt la phù thiên của chúng ta chôn vùi vô số tộc nhân của chúng ta là hắn giết tôn vương trước đây của chúng ta giết trong cổ thành truyền đến vô số âm thanh vô số cường giả ma tộc dân lên lửa giận ngập trời chen chúc lao về phía xích khê không lâu sau đó trong cổ thành là một mảnh tĩnh mịch sáu con mắt của xích khê đỏ ngầu vù vù thở hổn hển lúc này hắn đã hút ăn no đủ khí huyết đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong trước đây theo lý mà nói hắn hoàn toàn có thể rời khỏi đây không chém giết nữa nhưng mà hắn vẫn giết không ngừng, giết mãi đến khi bên trong ma thành này ngoại trừ hắn ra lại không có bất kỳ một sinh linh nào có thể đứng lên. Ta dẫn theo tộc nhân, ở trong tinh không phiêu lưu trăm ngàn năm, trăm ngàn năm, chỉ vì tìm được tổ địa. Là các người giết tộc nhân của ta, chỉ còn lại có ta, hắc hắc, chỉ còn lại có ta. Hắn mở sáu tay ra, tay chọc về bốn phương tám hướng, từng miếng ma thần binh bị hắn đánh cho vỡ nát bay lên, ở bốn phía xung quanh hắn ầm ầm va chạm, hình thành từng quả cầu kim loại cực lớn. Ba đầu của Xích Khê phun lửa, luyện hóa những mảnh vụn ma thần binh, thiêu đốt nấu chảy, luyện lại sáu thanh thần đao. Sáu tay của Xích Khê cầm thanh đao ở trong tay, nhìn về phía xa phía xa đang có càng nhiều ma thần từ trong ma thành khác chạy tới trong tiếng sát phạt rất nhiều ma thần căm phẫn hét lên về phía xích khê sau một trận huyết chiến thi thể xương cốt chồng chất thành núi cho dù là xích khê cũng không nhìn được cảm giác mệt mỏi hắn tu luyện chính là vô lậu đấu chiến thần công của thời đại xích minh loại công pháp này sẽ cướp đoạt khí huyết từ trên người của người khác khiến cho mình bất kỳ lúc nào cũng duy trì ở trạng thái đỉnh phong hơn nữa hắn có ba đầu sáu tay tấn công gần người có thể nói là đạt được cảnh giới hoàn mỹ chỉ cần kẻ địch bị thương lại sẽ không ngừng có khí huyết trôi qua khí huyết mất đi lại sẽ dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn thời gian chiến đấu càng dài đối với hắn càng có lợi môn thần công này có thể nói là một trong những công pháp xuất sắc nhất của thời đại xích minh lúc đó rất nhiều người tu luyện thần ma tất nhiên cũng không phải số ít bởi vậy ở thời đại xích minh thần ma bình thường đều là hình thái ba đầu sáu tay vô lậu đấu chiến thần công có hai khiếm khuyết một là tạo ra gánh nặng rất lớn đối với thân thể sợ dĩ hắn cảm giác thân thể mệt mỏi nhưng khí huyết sẽ càng lúc càng tràn đầy khiếm khuyết thứ hai là thần thông bởi vì là thần công trận chiến thành tựu của hắn ở trên thần thông cũng không phải đặc biệt cao dám trạm quan thời đại xích minh này ngồi ở trên đống thi thể thật cao màn đêm buông xuống xung quanh có rất nhiều ánh lửa đó là ngọn lửa do thần thông lưu lại dần lên từng khói đen ở giữa trời chiều cổ thành bị tàn phá không chịu nổi đang có từng chiếc thuyền từ trong bóng tối đi tới trên thuyền âm xoa lấy đi vòng linh của người chết vì tai họa xích khê thành thật nhìn những âm xoa đột nhiên xuất hiện cũng không hỏi đến hắn dù sao cũng là giám trảm quan của xích minh thiên đình có địa vị cực lớn đối với loại hiện tượng này hắn đã sớm tập mãi thành thói quen hắn ngồi ở trên núi thay nhìn về phía xa phía xa một vị ma thần ba mặt đang đi về phía bên này vị ma thần này vừa đi vừa điều chỉnh lại trạng thái của mình đó là một đối thủ của thực lực đặc biệt đáng sợ phượt nhật la tôn vương một chân của xích khê đạp lên đầu thi thể dưới chân một cái chân khác lại buông lỏng hắn đang ổn định khí tức bình phục tâm cảnh cố gắng kiềm chế sự phẫn nộ của mình chờ đợi một khắc phẫn nộ bạo phát kia địch thủ của hắn là tôn vương của ma tộc hắn đã từng chém giết một vị tôn vương khác của ma tộc là dựa vào trảm thần huyền đao hắn biết rõ loại đối thủ như vậy rất cường đại và đáng sợ nhất định phải khiến cho tâm cảnh của mình hoàn mỹ không thể cho đối thủ có bất kỳ cơ hội lợi dụng nào phẫn nộ khát vọng báo thù khiến cho hắn có lực lượng nhưng sẽ đánh mất lý trí chỉ có ép phẫn nộ xuống, đợi cho một khắc quyết chiến sinh tử kia, đột nhiên bạo phát ra phẫn nộ áp chế đã lâu, cho kẻ địch một đòn trí mạng, khi đó mới có thể vui sướng nhảy nhại, trút xuống phẫn nộ, thành công báo thù sẽ khiến cho đạo tâm của hắn sung sướng lớn lao. Phía xa, Phật Nhật La Tôn Vương còn đang sải bước đi tới. Nếu không nhìn kỹ, hắn trái lại không giống như ma thần của ma tộc, giống như là một nam tử trung niên ôn văn tuấn mỹ đọc đủ thi thư. Hắn vừa đi, cánh tay vừa tung bay, thi triển ra thần thông, một thức lại một thức thần thông lần lượt được thi triển ra, nhưng mà những thần thông này lại tập trung không tiêu tan, uy năng thu liễm không phát ra tần suất bước chân hắn bước ra cũng không nhanh nhưng tốc độ lại là cực nhanh cho người ta một loại ảo giác hắn đang từ trên núi cao chạy như điên xuống phía dưới đó là một loại thế thế vô địch thế cũng không phải là dựa vào tần suất bước chân bước ra tần suất bước chân của hắn chậm nhưng khiến người ta lại có một cảm giác đại thế không thể địch nổi thần thông của hắn tích lũy lại khiến tốc độ cực nhanh khiến cho xích khê cảm giác được áp lực áp lực càng lúc càng lớn lớn đến mức hắn lại cũng ngồi không yên phía sau hắn đột nhiên có tầng tầng lớp lớp không gian phóng ra khiến cho cổ thành cách hắn càng lúc càng xa không chỉ có như vậy thi thể ma tộc gần núi thay cũng đang dần dần đi xa thần thông của phật nhật la đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chiến ác liệt sắp tới có chính là dời những thi thể ma tộc kia khiến cho hắn không thể mượn được khí huyết nếu như hắn thật sự không ra tay sẽ khiến cho phật nhật la dưỡng thành đại thế vô địch xích khê bay lên trời trong sáu cánh tay cầm sáu thanh trường đao với ánh vàng rực rỡ trường đao bay lượn các loại chiến kỹ thần thông ở trong đao của hắn bạo phát ra chiến kỹ thần thông giống như sóng biển tạo thành dòng nước lũ một đợt sóng lớn nối tiếp một đợt sóng lớn không ngừng tích lũy sóng biển của đao quang càng lúc càng cao bước chân của hắn bước ra tốc độ càng lúc càng nhanh mỗi một chân đạp xuống dẫm lên không trung cách mặt đất còn có trăm trượng nhưng mà trên mặt đất lại đột nhiên xuất hiện một mảnh đất trũng giống như là hồ nước khô cạn với hình dạng vết chân mặt đất chấn động từng hồ nước cạn với hình dáng bàn chân theo thứ tự xuất hiện ngay cả núi cũng bị dẫm lên đột nhiên lún xuống hắn lấy vô cùng tốc độ khủng khiếp đang không nhanh không chậm đi tới gần phượt nhật la hồ nước vết chân vội vàng xuất hiện ở trước người của phượt nhật la cách phượt nhật la chỉ còn lại không tới hai trăm trượng hai vị tồn tại đáng sợ cuối cùng va chạm lúc này trong ánh trời chiều tầng mục leo lên thành lâu của ly thành đang chuẩn bị nghỉ tạm lúc này hắn nhìn thấy được phía tây truyền đến tia sáng phía tây nơi đó là lãnh địa ma tộc người thiếu niên đứng ở trên thành lâu nhìn về phía xa tia sáng đang bạo phát giữa trời chiều mặc dù khoảng cách không biết xa bao nhiêu nhưng vẫn cực kỳ chói mắt tia sáng này giống như là một cây rất to rất cường tráng thân cây cực lớn đột nhiên từ mặt đất nhô lên cuốn lên dòng nước lũ ánh sáng xông lên không trung cho dù là ở ly thành cũng có thể nhìn thấy được cột ánh sáng đang không ngừng sinh trưởng về phía trước tiếp theo một nhánh cây đặc biệt sáng ngời từ trên gốc cây trụi lũi này bắn ra chặt cây hiện ra hình thái lôi quang đẹp mắt Tần Mục nhìn xung quanh, nỗ lực sử dụng cửu trọng thiên khai nhãn pháp thấy rõ đồng tĩnh ở nơi đó, nhưng mà nhãn lực của hắn căn bản không có cách nào nhìn được rõ ràng tỉ mỉ tình cảnh nơi đó. Khoảng cách xa như vậy, đừng nói là bóng dáng của thần ma, cho dù là núi cao vạn trượng cũng không có cách nào nhìn thấy được. Có thể tưởng tượng được, tình hình cuộc chiến đấu là kịch liệt tới mức nào. Chẳng lẽ là Phật Nhật La cùng Xích Khê đối mặt? Trong lòng hắn thầm nghĩ, gần như tất cả mọi người trong ly thành đều bị kinh động, đều bay lên giữa không trung hoặc đi lên chỗ cao nhìn cảnh tượng kỳ lạ khó gặp này cái cây ánh sáng bên kia có chạc cây thứ nhất tiếp theo ánh sáng từ trong thân cây bạo phát chạc cây ánh sáng thứ hai lan tràn ra phía ngoài sau đó là nhánh thứ ba nhánh thứ tư từ trong cái cây ánh sáng này càng lúc càng mọc ra nhiều nhánh cây càng lúc càng dày đặc chỉ trong thời gian mấy lần hít thở tần mục cùng gần như tất cả thần thông giả và thần ma trong ly thành đều thấy được trong bóng tối của trời đêm phía tây dâng lên một gốc cây ánh sáng cực lớn tán cây rậm rạp lồng lộng lắc lư nhưng vào lúc này ánh sáng cây đột nhiên ảm đạm biến mất phía tây lại khôi phục một mảnh u ám chiến đấu kết thúc rồi sao tim của tần mục đập thình thịch lẩm bẩm nói Phượt nhật la và Xích khê rốt cuộc là người nào thắng không biết phía sau hắn truyền tới một âm thanh tần mục vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy bàn ngọc chân thần tan diệp tôn thần và các thần chỉ của thái hoàng thiên chẳng biết từ lúc nào đã đi tới phía sau hắn những thần chỉ xuất quỷ nhập thần chắc là thành lâu cao nhất cho nên bọn họ đi tới nơi này quan sát cảnh tượng kỳ lạ trong bóng đêm phía tây bàn ngọc chân thần lắc đầu nói ta tuy rằng cùng phượt nhật la có mấy lần giao đấu nhưng gần như đều kết thúc trong bại trận thế gian này người có thể địch được hắn không nhiều trận chiến vừa rồi lấy kinh nghiệm bị thua của ta lại thấy được phượt nhật la đã thi triển ra tất cả thủ đoạn nhưng thắng bại vẫn rất khó nói hắn cho dù có thể thắng cũng là thắng thảm tần mục cảm thấy tâm tư ngứa ngáy khó chịu thật muốn đi vào trong đó nhìn một chút bàn ngọc chân thần cảnh giác nói tần giáo chủ quốc sư cùng thiên sư đều không ở nơi này ngươi vẫn không nên gây chuyện thì thỏa đáng hơn tần mục nghiêm mặt nói chân thần ta đi tới thái hoàng thiên đã hơn nửa năm ngươi có từng nhìn thấy ta gây ra chuyện gì chưa đừng có ngậm máu phun người bàn ngọc chân thần mặt tươi cười liên tục gật đầu nói tần giáo chủ nói ta đều hiểu là ta dùng ngôn ngữ không thỏa đáng vẫn mong giáo chủ thứ lỗi tăng diệp tôn thần tiến đến bên tai hắn khẽ nói thành chủ ngươi quên hắn đánh nát mặt trời của thái hoàng thiên chúng ta sao nhỏ giọng. Bàn Ngọc đè thấp tiếng nói. Trong lòng hắn không có tính toán, ngươi còn có thể tính toán được sao? Đệ tử của thiên sư, chúng ta không chọc nổi. Hơn nữa, hắn lại để cho quốc sư giúp chúng ta chế tạo lại hai mặt trời nữa, so với mặt trời trước đây thấy tốt hơn rất nhiều. Tang Diệp Tôn thần vội vàng im lặng. Tần Mục nhìn bóng tối phía tây càng lúc càng đậm, nắm đấm nắm chặt, đè thấp tiếng nói, hưng phấn nói: Phượt Nhật La cùng Xích Khê lưỡng bại câu thương, hiện tại chính là cơ hội tốt để nhặt đầu ngươi. Thật muốn đi nhặt đầu của Phượt Nhật La và Xích Khê." Trong lòng bàn ngọc chết lạnh, ném một ánh mắt về phía Tang Diệp Tôn thần, khẽ nói: nhìn chằm chằm vào hắn đừng cho hắn đi gặp rắc rối tan diệp liên tục gật đầu bên kia ngoài cổ thành phượt nhật la rơi xuống đất lại xoay người rời đi trong thời gian ngắn thân hình biến mất trong bóng đêm không nhìn thấy hình bóng nữa xích khê cũng tự lão đảo rơi xuống đất đè xuống ngực đầy máu nhưng vẫn không áp chế được đột nhiên toàn thân hắn văng tung tóe máu điên cùng phun ra ba cái đầu ba cái miệng mở ra phun máu không ngừng thân thể của hắn ở dây lát ngắn mũi lại khô quắc xuống thành đào trong tay xôn xao vỡ nát hắn cùng với phượt nhật la thật sự là lưỡng bại câu thương hai người bọn họ từ đầu đến cuối đều không nói câu nào chỉ có buồn bực chém giết ở trong dây lát giao đấu ngắn mũi, cả hai đã khiến cho đối phương tổn thương nặng nề cả hai đều tiếp cận với tình trạng dầu hết đèn tắt phượt nhật la sở dĩ xoay người rời đi là bởi vì trên người hắn có nhiều chỗ bị thương lo lắng bị xích khê thừa cơ cướp đoạt khí huyết của hắn nên bỏ qua cơ hội tốt nhất để chém giết xích khê hắn chỉ cần sai ma thần ở gần không có vết thương đến đây lại có thể đơn giản cướp đoạt tính mạng của xích khê làm trí giả của ma tộc hắn nhìn thấy rất rõ ràng so với bất kỳ kẻ nào đều phải rõ ràng hơn xích khê cũng hiểu rõ vì sao phượt nhật la rút đi cũng biết nơi đây không thích hợp ở lâu chỉ sợ không bao lâu lại sẽ có ma thần đến đây lấy mạng nhưng mà khí huyết của hắn khô cạn, chắc hẳn không đi được bao xa, lại sẽ bị ma thần đuổi kịp. Khi đó chỉ sợ chính là thời điểm chết của hắn. Phải chết ở chỗ này sao? Xích Khê quỳ xuống, ba cái đầu buông xuống, trong lòng hoàn toàn tĩnh mịch. Ta còn chưa có đi tới tổ địa, vẫn chưa có trở lại bên cạnh tộc nhân ẩn thế, nói cho bọn họ biết tình hình của tổ địa, ta không cam lòng. Phía xa cổ thành, một đoàn khí đen giống như quỷ mị ở trong đống thi thể bay tới bay lui, khi thì hóa thành một cốc cây nhỏ, khi thì hóa thành một khối đá cứng. Còn có từng mặt lá cờ nhỏ bay tới bay lui ở xung quanh đoàn khí đen này, thu ma khí, thu tàn hồn các âm xoa u đô không cần tới đoàn khí đen này nhẹ nhàng thay đổi thất thường có đôi khi còn có thể rơi vào trong đống lửa do thần thông giấy lên biến thành một đoàn lửa qua thời gian không lâu đoàn khí đen này thử thăm dò đi tới chỗ xích minh đang quỳ có chút do dự hiển nhiên là rất muốn tiến lên kiểm tra xích khê có chết hay không tính cướp đoạt một ít tài phú nhưng lại có chút lo lắng ngươi là nhân tộc xích khê đột nhiên nói đoàn ma khí này nhất thời kinh sợ trong nháy mắt tiếp theo lại hóa thành một bụi cỏ xích khê tiếp tục nói không cần ở trước mặt ta thay đổi thất thường ta có thể nhìn thấu ngươi nếu như ngươi có thể cứu ta, ta thu ngươi làm đồ đệ, truyền thụ cho ngươi tuyệt học cao nhất của thời đại Xích Minh vô lậu đấu chiến thần công, cho ngươi lợi ích lớn lao. Mảnh bụi cỏ này lắc lư, bụi có biến mất, một vị thiếu niên mọc hai chân dê xuất hiện ở trước người của Xích Khê. Chân dê hơi gặp lại, vừa gặp mặt liền cúi đầu chào, cao giọng nói: "Ban công thố, bái kiến sư tôn." Sư tôn yên tâm, ta ở ma tộc lăn lộn mấy tháng, luận về bản lĩnh chạy thoát thân, trên đời này không có người nào dám nói cao hơn ta. Trong Ly Thành, một sáng sớm Tần Mục đi tới chùa Phật Môn ở Ly Thành, gõ cửa đưa bái thiếp, nói: "Ta tới gặp Mã gia." Tăng nhân tiếp đón hắn vội vàng trở lại bẩm báo. Sở dĩ Tần Mục nói đến gặp Mã Gia mà không phải là Mã Như Lai là bởi vì Mã Như Lai là người dẫn đường của Phật đạo, cần trấn thủ ở Đại Lôi Âm tự, tuyên dương Phật pháp, Mã Gia lại là người thân của hắn. Một là thân phận, một người khác là thân tình. Tới gặp Mã Như Lai, cần phải lấy thân phận của Nhân Hoàng và Thiên Thánh giáo chủ. Tới gặp Mã Gia, lại lấy thân phận của hài tử do Mã Gia nuôi lớn. Sau một lúc lâu, tăng nhân tiếp đón đến đây, nói: "Mã Gia cho mời." Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười, theo hắn đi vào chùa chiền. Chùa chiền này là địa phương thần ma của Thái Hoàng Thiên cao quyền cho Đại Lôi Âm tự. Các tăng nhân của Đại Lôi Âm tự chỗ này xây miếu thờ, hàng ngày tu hành tần mục ngẩng đầu nhìn lên hắn có thể nhìn thấy được mơ hồ có 20 mươi chư thiên treo ở trên không trung của ngôi miếu còn có rất nhiều tăng nhân ở phía dưới 20 mươi chư thiên không ngừng tụng kinh tiếng tụng kinh va chạm ở trên không trung hóa thành từng phật quan dũng mãnh tràn vào 20 mươi chư thiên 20 mươi chư thiên là chư thiên của phật môn 20 mươi chư thiên trôi lơ lửng ở trên không trung của ngôi miếu là hình chiếu của chiêu thiên chân chính cũng không phải là thật sự tần mục thu hồi ánh mắt lúc này hắn nhìn thấy được một lão nhân chất phát bỏ đi pháp bào như lai mỉm cười nhìn hắn mã gia tần mục kích động từ khi mã gia trở thành mã như lai của đại lôi âm tự thời gian bọn họ gặp nhau lại ít hơn rất nhiều mã như lai cởi pháp bào như lai chính là lấy thân phận của người thân tới gặp hắn hắn làm sao có thể không kích động chỉ có điều ở đây dù sao cũng là đạo trường của đại lôi âm tự khắp nơi đều là tăng nhân hắn cần phải áp chế cảm xúc thân tình đang dâng trào trong lòng mình không thể mang đến phiền phức cho mã gia mang đến phức tạp trên phương diện tâm cảnh mã gia các ngươi không phải đã sớm liên lạc đến hai mươi chiêu thiên sao tầng một ổn định tâm cảnh hiếu kỳ nói vì sao bây giờ còn cần không ngừng liên lạc cùng hai mươi chiêu thiên lẽ nào các phật của phật giới chưa từng truyền thụ công pháp tầng thứ cao hơn đã truyền chỉ có điều truyền không nhiều Mã gia dẫn hắn đi tới bên cạnh những tăng nhân đang tụng kinh liên lạc cùng Phật giới, chỉ thấy bên trong ngôi miếu này có chút trọng rãi, gần nghìn vị tăng nhân ngồi xếp bằng, có người ngồi ở trên đất bằng, có người ngồi trên không trung, còn có người ngồi ở trên Phật tháp, nói: "Ý tứ của Phật giới là muốn chúng ta chuyên tâm tu Phật, không cần tham dự vào trong phân tranh của thế tục hồng trần. Bọn họ không muốn để ý tới chuyện của thế tục, hình như có rất nhiều cấm kỵ. Mà ý của ta là mời bọn họ truyền thụ pháp môn cao thâm, Phật có tâm độ thế, làm sao có thể tận mắt thấy người thế tục rơi vào cực khổ lại không cứu được." Tần Mục nhìn lại xung quanh, trăm nghìn vị tăng nhân nữ có nam có, có người có yêu, đều đang tụng Phật hiệu, khiến cho các Phật của hai mươi chư thiên không được an bình. Loại đấu pháp này ngược lại giống như là quấy rầy pháp môn. Niệm tên Phật, Phật sẽ nghe nói, những tăng nhân của đại Lôi Âm tự độc chính là danh hiệu của các Phật. Vốn có mấy vị Phật đã truyền pháp xuống, sau đó lại không có người truyền nữa, giữ kín như bưng. Ta muốn mời bọn họ hạ giới, bọn họ lại không nguyện hạ giới trợ giúp. Mã gia lắc đầu nói: "Ta cho rằng bọn họ cũng không phải là sợ dính phải phàm trần thế tục, mà sợ là có chút tồn tại đáng sợ. Tuy rằng bọn họ có cảnh giới cao thâm, công pháp cao thâm, nhưng ở trên phương diện tâm cảnh đã rơi vào tiểu thừa." mấy ngày trước đây các phật của phật giới không chịu nổi sự quấy nhiễu vì vậy có đề nghị nếu so tài với phật tử ở phật pháp so tài phật pháp tần mục nhất thời hăng hái cười nói so tài thế nào chính là chọn lựa ra đệ tử phật môn có thành tựu phật pháp tương đối cao thấp loại so tài này là cách không so tài ta Tà phải ra chính là chiến không mã gia giơ tay lên chỉ về phía nói chiến không ở nơi đó đã thua mấy vị phật tử của hai mươi chiêu thiên tần mục ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy ma viên chiến không ngồi ở trên tháp tòa tháp này hình như cao bằng hai mươi thiên đối diện với hắn lại là một vị phật tử ngồi ngay ngắn thân cửi bảo tượng bảo tượng mặt giáp trụ có sâu chuỗi ngọc cực kỳ hoa lệ phía sau bảo tượng lại là những ngôi miếu hoa lệ sau đầu các phật cao lớn là hào quang xoay tròn pháp tướng trang nghiêm hai người tranh luận pháp có chút kịch liệt vị phật tử kia của hai mươi chư thiên miệng lưỡi lưu loát nói không ngừng buổi nói chuyện diễn ra nửa canh giờ còn chưa có dừng lại âm thanh khi thì cao vút sụt sôi khi thì trầm thấp lại làm cho người ta không nhìn được lắng nghe lần này hùng biện có thể nói là thao thao bất tuyệt làm cho không người nào có thể cãi lại vị phật tử kia nói xong cuối cùng dừng miệng không nói nữa trên mặt hiện ra ý cười nhìn về phía ma viên ma viên vương bàn tay đầy lông, nằm ngón tay đen với âm thanh tối nghĩa, gằn từng chữ. cực. vị phật tử kia không rõ hắn muốn nói cái gì, đau khổ suy nghĩ. sau một lúc lâu, ma viên lại nói, không. vị phật tử kia nhíu mày, nhất thời miên man bất định. ma viên lại nói, có. thân thể của vị phật tử kia thoáng chấn động, thất thanh nói, đã không vì sao còn có. ma viên nhắm mắt biệt tay, nói, yên lặng. vị phật tử kia giận dữ, quát, đã có, vì sao còn có thể yên lặng? lời của ngươi không hợp với phật pháp. ma viên nói, có chút. Vị phật tử kia giận không kiềm chế được đang muốn tranh cãi lại đột nhiên thân thể chấn động mạnh cứng đờ ở trên lưng của bảo tượng ngay ra như phỏng không nói được một lời phía sau hắn một vị phật lớn than thở cực không có tỉnh nhỏ rất cao rất khéo chữ như châu cơ mỗi một chữ đều là một trang luận phật pháp đại thừa năm chữ liền lại cùng một chỗ lại là lớn lao cao thâm không tương ngươi nói nửa canh giờ nói rất nhiều thao thao bất tuyệt đáng tiếc còn chưa sánh bằng bất kỳ một chữ nào trong năm chữ này của hắn ngươi thất bại xuống vị phật tử không tương kia từ trên bảo tượng đứng dậy nhìn về phía ma viên chào từ từ lui ra tần mục vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ nhìn về phía mã gia nói mã gia người cao to thật sự có tuệ căng sao mã gia nghiêm nghị nói rất có tuệ căng thậm chí ở trên ta so với minh tâm còn cao hơn lúc này hai mươi chư thiên lại có một vị phật tử tới từ trên một tầng chư thiên đến phía sau hắn còn theo mấy vị phật đà thân thể cực lớn vừa ngồi xuống toàn thân của vị phật tử này lại phóng ra ánh sáng cường đại ánh sáng chói mắt từ hai mươi chư thiên chiếu xuống chiếu tới mọi người trong chùa phật quan này chiếu khắp khiến cho trong lòng các tăng trong chùa đều thầm cả kinh vị phật tử này có tu vi phật pháp thật là cao thâm mà viên giơ tay lên ngăn cản trước mắt bàn tay to ngăn cản phật quan bóng tối của bàn tay chiếu súng ở trên mặt vị phật tử kia vừa ngồi xuống muốn nói tranh luận đạo pháp nhìn thấy tình cảnh như vậy trong lòng vô cùng kinh ngạc bỗng nhiên cổ họng thoáng ngọc một nguồn máu tươi phun ra thất thanh nói thành tựu phật pháp của ngươi không ngờ cao như vậy ta còn chưa kịp nói cũng đã bị ngươi tranh luận ngược dứt lời hẳn ngửa mặt lại ngã hơi thở mong manh phía sau hắn mấy vị phật lớn vội vàng cứu người cuối cùng cứu được hắn một vị phật đà khen phổ chiếu phật tử lần này muốn tranh luận pháp nội dung là sáng như thế nào chưa từng nghĩ tới vị tiểu phật tử này lại trực tiếp phá đề của hắn quả thật là tài hùng biện không có nói hết bội phục bội phục tần mục ngàn hồng nhìn trân trối chật vật thu hồi ánh mắt từ trên người ma viên lại nghi hoặc nhìn mã gia loại tranh luận pháp đạo này hắn xem không hiểu mã gia giải thích phổ chiếu phật tử lấy sáng ra đề toàn thân phóng ra ánh sáng cường đại phật quan chiếu khắp chiến không giơ tay lên vừa ngăn cản dưới tay chính là bóng tối chính là nói cho hắn biết có ánh sáng lại có bóng tối vì sống nhờ vào nhau bởi vậy phổ chiếu phật tử muốn tranh luận về pháp liền trực tiếp bị cắt đứt nói không nên lời khiến bản thân mình nôn ra máu bởi vậy có thể thấy được tuệ căn của chiến không? Tần Mục cũng nói không ra lời. Hắn có thể nhìn ra được, vì phổ chiếu phật tử vừa rồi có tu vi cực cao, hơn phân nữa là một vị cao thủ phật pháp cảnh giới thiên nhân. Cho dù Tần Mục cùng hắn đối chọi giao phong cũng chưa chắc có thể thắng được hắn. Không nghĩ tới, ma viên chỉ che một chút ánh sáng, phổ chiếu phật tử lại nôn ra máu, thiếu chút nữa tắt thở bỏ mạng. Ma viên đã tranh luận đến đại công đức thiên trong hai mươi chiêu thiên, tiếp theo các thiên chính là so tài với tài thiên. Trong hùng biện tài thiên, các phật cùng một vị phật tử trẻ tuổi đến đây, cùng ma viên so tài vì phật tử trẻ tuổi kia từ từ ngồi xuống cũng không nói nhiều tay bóp pháp ấn nắm lấy một đóa hoa sen nói không ma viên nói có phật tử trẻ tuổi này nhíu mày buông hoa sen nói có ma viên nói không phật tử trẻ tuổi này đứng dậy quát hỏi ngươi là phàm phu tục tử sao ma viên lắc đầu ta thánh phật tử trẻ tuổi này phát tuyên truyền giác ngộ hỏi quát ngươi là thánh phật ma viên lại một lần nữa lắc đầu ta phàm sắc mặt của phật tử trẻ tuổi này đỏ lên cả giận nói lúc trong tay ta có ngươi nói không lúc trong tay ta không có ngươi nói có ta hỏi ngươi là phạm nhân ngươi nói ngươi là thánh phật ta hỏi ngươi là thánh phật sao ngươi lại nói ngươi là người phàm ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì các phật phía sau hắn nhíu mày gọi mấy vị kim cương kéo hắn xuống một vị phật đà nhìn về phía ma viên bội tội nói sư đệ thứ tội hắn đã rối loạn bản tâm không lại là có có lại là không tâm có lúc làm thánh nhưng thánh cũng là phàm sư đệ có thành tựu phật pháp khiến chúng ta bội phục ma viên hoàng lễ nhưng không nói lời nào tần mục hoảng sợ đầu chán ván não cũng căng lên hắn đỡ lấy trán nhìn về phía mã gia nói Mã gia, ta nghe đã hoàn toàn không hiểu. Ta không có tuổi căn này, vẫn không nên nghe. Mã gia cười nói. Thời điểm ta bằng tuổi với chiến không, trăm triệu lần không có được thành tựu như vậy. Ngươi nếu nghe thấy mơ hồ, như vậy chúng ta ra khỏi chùa đi dạo một chút. Tần mục giống như trút được gánh nặng. Hai người đi ra khỏi chùa, Mã gia thở vào một cái, cười nói. Mục nhi, ta hiện tại là Phật đà, cùng ngươi cũng càng thêm xa. Phủ thêm áo cà sa, ngồi trên Phật vị, ta lại không phải là Mã gia năm đó. Ở trong mắt ta, ngươi chính là chúng sinh nhưng ta từ trên phật vị đi xuống cởi trang phục trên thân ta chính là mã gia của tàn lão thôn chúng ta mã thần bộ ngươi chính là hài tử ta nhìn lớn lên tần mục đột nhiên ông lấy hắn mã gia giật mình cười vỗ nhẹ vào lưng của hắn nói chiến không học được rất nhanh minh tâm cũng là hài tử tốt tương lai kế thừa y bác của đại lôi âm tự chính là hai người bọn họ đến lúc đó ta lại không phải là như lai ta sẽ trở lại tàn lão thôn ta còn sẽ cùng các ngươi vừa nói vừa cười uống rượu ăn thịt tần mục dò hỏi vì sao các phật của hai mươi chư thiên không muốn truyền pháp cũng không nguyện hạ giới trợ giúp mã gia có hỏi thăm nguyên nhân hay không đã hỏi qua một vị Phật đã nói cho ta biết, đại lôi âm tự mặc dù có thể bảo toàn ở trong tai kiếp của các triều đại, cũng là bởi vì không hỏi, hỏi tới, lại không có cách nào bảo toàn. Bọn họ bảo ta cũng không cần hỏi. Mã gia thở dài, nói. Lần này sử dụng chính là ám chiêu câm điếc dạy ta. Câm điếc nói cho ta biết, bảo ta ra lệnh cho các tăng niệm tụng Phật hiệu, quấy rầy sự thanh tịnh của bọn họ, làm cho bọn họ chịu không nổi, bọn họ mới có thể nói chuyện với ngươi. Lần này tranh luận đạo pháp nếu như có thể giành được chiến thắng, các Phật của 20 chư thiên lại hứa cho ba danh ngạch tiến vào Phật giới sinh học. Nhưng bọn họ vẫn sẽ không để cho người của Phật giới hạ giới trợ giúp ta từng ngẫm nghĩ qua có ba danh ngạch cũng tốt chung quy có còn hơn không đúng vào lúc này đột nhiên trong chùa truyền đến tiếng xôn xao tiếng hoan hô của các tăng truyền đến tần mục cùng mã gia liếc mắt nhìn nhau vội vàng quay đầu lại nhìn vào bên trong chùa chỉ thấy chúng tăng đang ném ma viên lên thật cao đón lấy sau đó lại vứt lên thắng chúng ta thắng rồi các tăng nhảy cẩn lên hoan hô ma viên bị ném lên trên không trung trên mặt lộ ra mờ mịt và bất đắc dĩ tần mục nhìn nháy không nhìn được hoài nghi xem ra người cao to còn chưa có phục hồi lại tinh thần không biết mình đã thắng vì sao lại thắng hắn xoay đầu lại nhìn mã gia một chút thầm nghĩ Mã gia là người thành thật nổi danh trong thôn, lần này chọn người cao to xuất chiến, đánh cho các Phật tử của 20 chiêu thiên Phật giới rơi ngựa, chủ ý này quả thật cao minh đến cực điểm. Mã gia là cố ý gây ra, hay là người cao to thật sự có Phật pháp cao thâm khó dò? Ta thế nào lại cảm giác, ngược lại dường như là người trong thôn ở sau lưng chỉ cho Mã gia một chiêu tổn hại vậy. Mã gia nói, các tăng niệm tụng Phật hiệu làm cho các Phật của 20 chiêu thiên không được an bình, chủ ý này là xuất phát từ người câm điếc, chỉ có người câm điếc mới có thể có chiêu tổn hại như thế. Mà phái Ma Viên xuất chiến, loại phong cách tức chết người không đền mạng này càng giống như là thủ bút của người mù người mù tâm thần nhãn giỏi về tìm sơ hở tiến vào chiêu thức thương pháp của hắn biến hóa không nhiều thậm chí có thể nói không có chiêu thức nhưng bao giờ cũng đánh trúng điểm yếu của đối thủ đây là bởi vì hắn có thể nhìn thấu tất cả hư thực của chiêu pháp để cho ma viên xuất chiến ma viên vốn lại không nói nhiều bao giờ cũng từng chữ từng chữ thốt ra bên ngoài sâu tới mức không tranh luận lại là tinh túy của tranh luận nếu thật sự là tranh luận về đạo pháp hòa thượng của đại lôi âm tự chỉ sợ là không có cách nào tranh luận qua được phật tử của hai mươi chiêu thiên bởi vậy không tranh mà tranh lại trở thành mấu chốt của thắng lợi ma viên chính là người như vậy chỉ có điều người cao to cũng thật sự có tuệ căn sâu sắc, hắn ở trên phương diện Phật pháp tu hành có thành tựu kinh người. Tần Mục nhìn về phía Ma Viên, trong lòng bội phục không thôi, thầm nghĩ, hắn không biết mình thắng, cũng không biết mình vì sao thắng, tuy rằng chiến đấu nhưng trong lòng hoàn toàn không rõ, không biết thắng bại. Đây mới là Phật tử chiến không? Cũng khó trách các Phật của 20 chiêu thiên đều sửa lại cách xưng hô với hắn, gọi hắn là tiểu sư đệ. Như đã nói qua, gia gia mù và gia gia Câm điếc đều ra chiêu cho Mã gia, bọn họ hiện tại đi nơi nào? Tư bà bà và Hắc hổ thần tự La phù thiên trở về cũng không nhìn thấy hình bóng nữa, khiến cho hắn có chút buồn bực. Ăn, cường tráng, tần mục lưu lại ăn cơm bố thí mà viên không nhịn được khuyên hắn ăn nhiều hơn thỉnh thoảng nắm chặt nắm đấm con cánh tay to khỏe biểu diễn cho tần mục thấy mình ăn nhiều thân thể cường tráng cơm chay của đại lôi âm tự phần nhiều là cải xanh đậu hũ bánh màng thầu trước mặt của ma viên lại bày đặt một cái bát sắt cực lớn so với bát bình thường còn lớn hơn gấp bốn năm lần bên trong có để lá thông và quả tùng ma viên thích ăn nhất tần mục ăn chút thức ăn chay bánh màng thầu ăn no là được mã gia lại phủ lên chiếc áo cà sa trở về thân phận của mã như lai nhìn về phía chúng tăng nói các phật hứa cho chúng ta ba danh ngạch đi tới phật giới sinh học ba danh ngạch đi tới phật giới chiến không chiếm một minh tâm chiếm một một danh ngạch khác ta lại có chút do dự kính minh hòa thượng cười nói như lai có gì do dự mã như lai nói sư huynh chiến không có tuệ căn minh tâm càng thạo đời bọn họ đi vào học pháp đều vô cùng tốt chỉ có điều học pháp thử thách không phải là tuệ căn mà là ngộ tính phải lĩnh ngộ pháp hóa thành thần thông biến thành chiến lược mới có khả năng trong tương lai hàng yêu trừ ma ứng biến với kiếp nạn sau này có phật tính nhưng chưa chắc có chiến lược siêu quần đây là lo lắng của ta chiến không và minh tâm đều có phật tính chỉ là ở trên ngộ tính đều thua kém hơn một ít một vị lão tăng nói đã như vậy, Như Lai sao không tự mình đi vào?" Mã Như Lai lắc đầu nói, "Ta đã là Phật, không qua được hàng rào thế giới này, không có cách nào chạy thẳng tới Phật giới. Bởi vậy chỉ có thể từ trong thế hệ trẻ tuổi tìm ra một vị có tư chất ngộ tính không tầm thường đến, thay ta đi vào, tìm hiểu diệu pháp vô thường, truyền Phật pháp xuống. Người này khiến ta khó nghĩ." Các tăng nhân của Đại Lôi Âm tự cũng nhíu mày. Tuy rằng Mã Như Lai nói Ma Viên và Minh Tâm tiểu hòa thượng có ngộ tính không đủ, nhưng trên thực tế là do yêu cầu của Mã Như Lai thật sự quá cao. Ma Viên và Minh Tâm tiểu hòa thượng có tư chất ngộ tính, đã là nhân vật tuyệt đỉnh nhất các thế hệ trẻ tuổi của Đại Lôi Âm tự muốn từ đại lôi âm tự tuyển chọn ra một tăng nhân trẻ tuổi vượt qua bọn họ căn bản không có khả năng mã như lai nhìn về phía tần mục đang ăn cơm chay ma viên cầm một nắm lá thông đưa đến trước mặt tần mục mời hắn ăn các lão tăng khác cũng đều nhìn lại chỉ thấy tần mục tiếp nhận lá thông viên lá thông thành bánh ba hai cái đã ăn hết lại ăn thêm vài miếng bánh màng thâu thế nào mã như lai nhìn về phía chúng tăng hỏi chúng tăng đồng nói thiện nam tử như lai pháp nhãn vô song để cho ta đi tới phật giới sao tần mục ăn cơm no bị mã như lai gọi tới khi nghe được lời của hắn tần mục không nhịn được trận tròn hai mắt thất thanh nói ta là thiên ma giáo chủ còn từng có ân oán cùng đại lôi âm tự bảo ta đi vào phật giới học pháp sẽ không bị các phật đánh chết sao mã như lai cười nói các phật của phật giới cũng không có ân oán tranh cãi với ngươi cùng thiên thánh giáo cũng không có ân oán các phật tu thành phật trước khi thời đại khai hoàng hủy diệt thành lập ra phật giới đại lôi âm tự cùng thiên thánh giáo có ân oán nhưng lại ở sau khi thời đại khai hoàng hủy diệt phật hiểu lý lẽ sẽ không làm khó ngươi tần mục vẫn còn có chút do dự lần này là các tăng đại lôi âm tự tranh thủ cơ hội bảo ta một người ngoài đi vào xin học cầu pháp chẳng phải là chặt đức kỳ vọng của các tăng nhân sao mã như lai lắc đầu nói cho ngươi đi vào mới có hy vọng lần này đi tới phật giới sinh học học chính là phật pháp chí cao vô thượng của đại lôi âm tự chạy thẳng tới đế tọa phật công ta chỉ sợ chiến không và minh tâm tìm hiểu không ra tinh túy cho nên ngươi cùng đi vào là tương đối thích hợp hơn tần mục không từ chối nữa nói ta lần này đi phật giới phải chú ý cái gì phong thổ đất lệ quê thói bản thân ngươi đều chắc hẳn rất rõ ràng không cần ta nhiều lời mã như lai ý vị thăm trường nói Phật giới không hạ giới giúp đại lôi âm tự, cũng không phải là không muốn giúp mà là không thể giúp, cho nên ngươi phải coi chừng minh thương và ám tiễn. Trong lòng Tần Mục trách lạnh, nhất thời hiểu rõ ý tứ ẩn bên trong lời nói của hắn. Phật giới sở dĩ cẩn thận như vậy, ngoài trừ sợ hãi lực lượng thiên đình ra, chỉ sợ thiên đình đã ở trong Phật giới xếp vào không biết bao nhiêu cơ sở ngầm và thế lực. Lần này đi tới Phật giới sinh học, cơ sở ngầm và thế lực của thiên đình tuyệt đối sẽ hạ thủ đối với những tăng nhân hạ giới bọn họ. Trong đó tinh phong huyết vũ thế nào, có thể tưởng tượng được. Cái này cũng chỉ sợ là nguyên nhân mã như lai cần để cho hắn đi tới đó. Ma Viên chiến không tuy rằng có tuệ căn sâu sắc, nhưng tuệ căn có thừa, rèn luyện chưa đủ. Minh Tâm tiểu hòa thượng rèn luyện đầy đủ, nhưng hắn từ trước bước vào hồng trần rèn luyện chỉ là tổng quân, rèn luyện trong quân đội, ở trên âm mưu quỷ kế và ứng biến khi gặp khó khăn vẫn thua kém Tần Mục rất nhiều. Tần Mục từng trải qua nhiều nguy hiểm hơn, thậm chí trực tiếp gặp phải ma thần giống như Phật Nhật La, năng lực tùy cơ ứng biến có thể nói là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ tuổi. Mã Như Lai bảo hắn đi tới đó, mục đích ngoại trừ tìm hiểu Phật pháp vô thượng ra, còn cần phải bảo vệ an nguy cho Ma Viên và Minh Tâm. Cần phải cắt tóc không? Tần Mục hỏi. Mã Như Lai cười nói ngươi nhìn ta cắt tóc đi tần mục nhìn phía trên đầu hắn chỉ thấy tóc hắn đã biến thành mỗi một búi tóc đó là phật pháp luyện ba nghìn sợi phiền não thành tuệ châu mã như lai nói có người xem phiền não trở thành trắc trở của mình hạn chế tu hành của mình cho nên muốn bỏ đi những sợi phiền não trên đầu nhưng phật lại biến phiền não thành trí tuệ của mình trước khi thành phật phiền não càng nhiều sau khi thành phật trí tuệ càng lớn như lai còn không xuống tóc ngươi cần gì phải cắt tóc tần mục lộ ra vẻ tươi cười tiếp nhận giáo huấn phật giới chư thiên phóng ra ánh sáng cường đại treo cao ở trên không trung của ly thành từng tầng chư thiên này thoạt nhìn hư ảo mờ mịt nhưng nhìn kỹ lại cực kỳ thâm thúy có không gian rộng không thể đo lường trong hai mươi chư thiên từng vị phật lớn xuất hiện phật âm lượng lờ một vị phật đã chỉ một ngón tay một luồng phật quan từ trong hai mươi chư thiên chiếu xuống các phật khác đều chỉ về phía chùa chiền bên trong ly thành này phật quan hội tụ thành dòng chảy hóa thành một cột ánh sáng mã như lai dẫn đầu chúng tăng đi tới trước cục lớn phật quan nhìn về phía đám người tầng một gật đầu ra hiệu nói đi đường cẩn thận tầng một gật đầu cùng ma viên và minh tâm hòa thượng bước vào trong cột sáng cục lớn phật quan kia từ từ bay lên rất nhanh đã tiến vào trong hai mươi chư thiên phật giới ba người tầng một bước theo đấy cột ánh sáng cũng theo đó bị dẫn vào hai mươi chiêu thiên phật giới tầng một cùng ma viên minh tâm đã tới nơi bọn họ ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy phía trước là một mảnh kiến trúc chùa chiền khổng lồ từng ngọn phật tháp từng vị phật lớn và vô số tăng nhân dưới chân bọn họ là một tòa kỳ sơn tuyệt đẹp nhìn xuống dưới lại thấy khắp nơi đều biến thành đất của phật quốc nguyên nga đơn thuần chỉ một tòa chiêu thiên liền có có thể cương vực rộng hơn so với duyên khang phật quốc mọc lên như rừng bình an vô sự có tăng nhân nên đón không người nói ba vị sư huynh từ hạ giới tới trước mặt chính là di đà tự mời ba người tầng mục hoàng lễ nói làm phiền sư huynh dẫn đường tăng nhân này ở phía trước dẫn đường cười nói chiến không sư huynh có thành tựu phật pháp cao thâm khó dò ta cũng được nghe qua rất kính phục hai vị tiểu sư huynh này là minh tâm nói lên pháp hiệu nói vị này chính là tần cư sĩ của đại lôi âm tự ánh mắt của tăng nhân này rơi vào trên người tần mục nói tần cư sĩ thảo nào để tóc tu hành tần mục mỉm cười nói xin hỏi di đà tự này là vị phật lớn nào xây dựng vậy tăng nhân này cười nói tần cư sĩ có chỗ không biết di đà tự chính là do ma luân pháp vương xây lên Ma Luân Pháp Vương chính là một vị Phật đắc đạo của Thiên Đình, đệ tử vô số, Phật pháp cao thâm. Rất nhiều sư huynh lĩnh giáo thành tựu Phật pháp của Chiến Không sư huynh, còn muốn lĩnh giáo thần thông thành tựu của Chiến Không sư huynh một chút. Trong lòng Tần Mục hơi trầm xuống. Chỉ sợ Di Đà tự này chính là phạm vi thế lực của Thiên Đình, là thế lực Thiên Đình xếp vào Phật giới. Mã gia tiền cho ta đúng là không phải chuyện tốt. Hắn không nhìn được có chút đau đầu. Mới vừa tới Phật giới, thế lực của Thiên Đình lại muốn cho bọn họ một lần ra oai phủ đầu, tuyệt đối là người tới không có ý tốt. Minh Tâm Hòa thượng nói: "Vị sư huynh này, chúng ta là đi cầu học, cũng không phải là tới tranh đấu thần thông." học diệu pháp vô thượng xong chúng ta lại quay về hạ giới không muốn đắc tội sư huynh thượng giới bọn họ đi tới trước sơn môn của di đà tự tăng nhân này cười nói tu hành tranh đấu mới biết tốt xấu có gì đắc tội các ngươi tiến vào trong thôi dứt lời hắn ở phía sau đẩy đám người tần mục vào trong chùa sau đó đóng cửa lại tần mục ma viên và minh tâm nhìn về phía trước chỉ thấy phía trước là một sơn đạo hai bên của sơn đạo cứ cách hơn 10 bước lại có hai tăng nhân đứng ở hai bên trong tay cầm tăng trượng sắc mặt nghiêm nghị trên đỉnh núi của di đà tự có một vị tăng nhân trẻ tuổi thân mặc áo bào màu vàng quát bái phật lễ phật quỳ lên núi Ma Viên và Minh Tâm khẽ nhíu mày, Minh Tâm khẽ nói: "Tần giáo chủ, làm sao bây giờ? Thật sự phải một quỳ một bái đi tới sao? Đường lui của chúng ta đã bị ngăn chặn. Chỗ sơn môn có rất nhiều tăng nhân minh hỏa chấp giới, chẳng ở nơi đó." "Không sao." Tần Mục cười nói: "Các ngươi không nên động thủ, đi lên núi là được." Ma Viên và Minh Tâm sải bước leo lên núi, tăng nhân trẻ tuổi ở trên đỉnh núi này liếc mắt, quát: "Đánh!" Hai bên sơn đạo, tăng nhân vung trượng đánh về phía ba người. Kiếm hoàng của Tần Mục đột nhiên bay ra, hóa thành một quả cầu lớn phạm vi khoảng ba trượng, phóng ra ánh sáng cường đại kiếm quan lượng lờ ông một tiếng cắt nát áo bào của tăng nhân cầm trượng đánh tới tăng nhân này trần truồng đứng ở nơi đó không biết làm sao các vị sư huynh di đà tự tần mục bấm tay bắn ra kiếm cầu dọc theo sơn đạo gào thét bay lên núi nó đi qua nơi nào tăng nhân đứng ở hai bên sơn đạo trong thời gian ngắn đều bị cắt hết áo bào chúng tăng vội vàng ném tăng trượng che hạ thân tần mục cất cao giọng nói đã nhìn thấy xá lợi tử lớn như vậy chưa tại ngôi miếu trong ly thành mã như lai dẫn đầu rất nhiều cao tăng nhìn theo đám người tần mục được phật quan tiếp đón tiến đến phật giới tu vi của bọn họ quá mạnh mẽ muốn bị tiếp vào trong có phần không có khả năng chỉ có tần mục ma viên và minh tâm ba thần thông giả tu vi nói cao không cao nói thấp không thấp có khả năng dễ dàng tiến vào phật giới như lai để cho bọn họ đi không có nguy hiểm chứ kính minh lão hòa thượng hỏi tất nhiên có nguy hiểm nhưng cũng không có bao nhiêu nguy hiểm thiên Đình tất nhiên theo dõi phật giới nỗ lực khống chế phật giới tất nhiên sẽ chèn ép đối với đệ tử của đại lôi âm từ chúng ta sẽ không để cho bọn họ lấy kinh nghiệm trở về mã như lai cười nói cho nên ta để cho tần giáo chủ cũng đi theo tần giáo chủ đi qua lại không có bao nhiêu nguy hiểm kính minh lão hòa thượng suy nghĩ một lát nghĩ không ra môn đạo trong đó chỉ có thể cảm giác được nguy hiểm đáng sợ nói dám mong như lai nói rõ mã như lai nói phật giới dù sao cũng là phật giới bọn họ là qua lấy kinh người của thiên đình mặc dù muốn xuống tay với bọn họ nhưng cũng sẽ không trực tiếp ý lớn hiếp nhỏ bằng không lại bị các phật cản trở có các phật của phật giới ở đó vẫn phải nói một ít lễ phép nếu không ý lớn hiếp nhỏ tần giáo chủ đều có thể tiếp được quyền pháp có nói đánh ra một quyền để tránh trăm quyền tới tần giáo chủ chính là người mở quyền kính minh lão hòa thượng dường như suy nghĩ tới điều gì cười nói như vậy minh tâm chính là người giải hòa mã như lai gật đầu nói tần giáo chủ đánh người minh tâm giải hòa đối phương nếu như dự định giảng đạo lý muốn lấy danh chính môn thuận giết bọn họ lại phải đến lượt chiến không ra thi đấu tranh luận về đạo pháp chiến không có thể khiến cho bọn họ á khẩu không trả lời được kính minh lão hòa thượng cực kỳ bội phục lễ kính nói như lai không hổ danh là trí tuệ lớn Phật giới, trên thánh sơn của Di Đà Tự, một đường xá lợi tử lớn từ chỗ sơn môn xoáy trọng bay tới đỉnh núi, tăng nhân trẻ tuổi đứng trước đại điện trên đỉnh núi Di Đà Tự kia không nhìn được vừa sợ vừa giận, hai tay tung bay, thi triển thuật, xung quanh thân thể xuất hiện thần thông với hình rồng hình hổ, cực kỳ mạnh mẽ bá đạo. Suy, ánh sáng của xá lợi tử nhấn chìm hắn, nhất thời trang phục hóa thành bướm bay tán loạn, trần truồng không một mảnh vải che thân, chỉ còn lại có một đôi giày. Tăng nhân trẻ tuổi này vốn có bộ dạng cao ngạo, bảo ba người từng một quỳ lạy lên núi, không quỳ lại đánh, lúc này nhất thời dáng vẻ bệ vệ hoàn toàn không còn nữa, thấy thời cơ không ổn, hắn lại muốn nhanh chân chạy đột nhiên trong xá lợi tử có hai đường ánh sáng hiện lên hai đầu gối của hắn không khỏi mềm nhũng quỳ trên mặt đất không thể động đậy tăng nhân trẻ tuổi này xấu hổ vội vàng nằm trên mặt đất không dám để người ta nhìn thấy được mặt của mình trên kim đỉnh bóng dáng của từng vị phật lớn xuất hiện ở trong hư không ngồi trên cao nhìn xuống dưới tất cả đều nhíu mày một vị phật đã bấm tay bắn ra vị tăng nhân trẻ tuổi này nhất thời cảm giác được hai chân có thể nhúc nhích vội vàng che phía trước phía sau nhanh như chấp chạy đi đột nhiên một tiếng phật hiệu truyền đến một bàn tay với ánh vàng rực rỡ từ trong đại điện của di đà tự bay ra nên đón xá lợi tử của tần mục chắc là một loại thần thông hiển hóa thần thông bàn tay màu vàng này va chạm cùng xá lợi tử của tần mục không ngờ phát ra tiếng động giống như đồng thiết vậy chấn động dãy núi một vị phật lớn ngồi trong khánh vân trên đỉnh đầu của một vị tăng nhân trang phục màu trắng bốc hơi thần thông bàn tay lớn chính là từ trong khánh vân bay ra ngăn cản kiếm hoàng của tần mục xá lợi tử cái gì chứ chẳng qua là kiếm hoàng mà thôi tăng nhân trang phục màu trắng này nhìn về phía xá lợi tử khổng lồ này cười nói pháp thuật cường nhỏ chỉ khiến người ta chê cười xem ta thu kiếm hoàng của ngươi thế nào trong khánh vân trên đỉnh đầu hắn lại có một đóa hoa sen bay ra bay về phía kiếm hoàng khổng lồ của tần mục tầng tầng lớp lớp hoa sen rơi xuống bọc lấy kiếm hoàng đột nhiên thân núi chấn động mãnh liệt tăng nhân mặc trang phục màu trắng này cảm giác được dưới chân truyền đến chấn động vẫn không nghe được âm thanh lại thấy tần mục tự nhiên từ trên sơn đạo gào thét xong đến đỉnh núi bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh hai bên thân thể hắn thậm chí có vân khí bốc hơi tuy là lên núi nhưng hắn giống như là mảnh hổ xuống núi một quyền phá không tiếng sấm sét đột ngột phát ra toàn bộ di đà tự giống như rơi vào biển sấm sét vậy tần mục đánh ra một quyền này khắp nơi đều là sấm sét bắn ra cùng tia chớp lóe lên tăng nhân trang phục màu trắng giơ tay lên tiếp nhận nhất thời hai tay hai chân bách hài giống như muốn nổ tung vậy não hình như muốn bay ra khỏi đầu trong đầu hắn là một mảnh trắng xóa chỉ nghe những tiếng động ầm ầm cực lớn vang lên hắn đã đụng thật mạnh ở trên thánh điện bức tường của đại điện này lún vào trong gần một thước tăng nhân trang phục màu trắng này nằm giang tay giang chân chôn sâu ở trong bức tường xung quanh thân thể là vô số những vết nứt từng tia điện quang đang tán loạn ở trong cơ thể hắn tần mục giơ tay lên kiếm hoàng bay trở về quay tròn chuyển động về phần các thần thông bàn tay lớn và hoa sen của tăng nhân trang phục màu trắng này đã sớm bị kiếm hoàng của hắn phá vỡ tăng nhân trang phục màu trắng miễn cưỡng mở mắt ra hai mắt đầy tia máu mơ mơ màng màng không nhìn thấy rõ phía trước tầng mục vị sư huynh này thành tựu phật pháp của ngươi không tốt giọng nói của tầng mục thâm nhập trong tai của hắn thần thông cũng không phải là mục đích của tu hành phật pháp mục đích của tu hành phật pháp muốn đi phiền não mở ra trí tuệ sinh tử thần thông chỉ là ngoại đạo nếu là ngoại đạo ta sử dụng chính là xá lợi tử hay kiếm hoàng lại có gì khác biệt tăng nhân trang phục màu trắng muốn nói vừa mở miệng lại phun ra một búng máu mệt mỏi không chịu nổi giữa không trung một vị phật đà tai to mặt lớn truyền đến âm thanh vừa dày vừa nặng lời lẽ ngụy biện ngươi cũng không phải là đệ tử cửa phật dám cả gan ở trước mặt phật ta vận dụng thần thông tần mục phát động như lai đại thừa kinh bảo tướng trang nghiêm nhìn về phía các phật chào nói phật môn đệ tử vô tri phật cần phải có chặn chúng sinh ở bên ngoài cửa sao vì phật đà này bật cười miệng lưỡi trơn tru hắn lại không trực tiếp trả lời nghi vấn của tần mục trong không trung từng vị phật lớn ngồi ngay ngắn bất động tần mục nhìn lại xung quanh không nhận ra vị nào là ma luân pháp vương một vị phật đà khác cười nói phật quả thật sự không cần cánh cửa cần cánh cửa chính là chúng sinh chỉ có điều ngươi lên núi lại lột đi trang phục của chúng tăng để cho tiểu đệ tử của ta quỳ xuống hiện tại lại đánh đệ tử của ta bị thương ngươi là đi cầu pháp hay là chuyện kiếp sau phật cũng có lửa giận vô hình ngươi không sợ sao vị này chính là ma luân pháp vương ánh mắt của tần mục rơi vào trên người ma luân pháp vương chỉ thấy vị phật này thật sự cao gầy gò khuôn mặt rất hiền lành khiến người ta giống như đứng trong gió xuân ấm áp xin hỏi pháp vương phật cần đệ tử quỳ lại sao tần mục hỏi ma luân pháp vương lắc đầu nói không cần tần mục hỏi vừa rồi vì sao bảo chúng ta quỳ lại lên núi Ma Luân Pháp Vương mỉm cười, suối vàng điên cùng phun ra, lại muốn giảng đạo lý, đã thấy Minh Tâm Hòa Thượng dẫn theo Ma Viên Chiến không cuối cùng đi lên đỉnh núi. Minh Tâm Hòa Thượng hoảng hốt vội nói: "Tần sư huynh đắc tội các vị lão Phật, đệ tử xin lỗi." Ma Luân Pháp Vương khẽ nhíu mày, đang muốn nói, Minh Tâm lại cuống quyết lễ bái về phía một vị Phật lớn, vừa mừng vừa sợ nói: "Đệ tử bái kiến Diêm Ma La Vương." Vị Phật lớn này cười nói: "Ngươi nhận ra được ta?" Minh Tâm nói: "Trong Như Lai Đại thừa kinh lại có pháp tướng của Diêm Ma La Vương, bởi vậy đệ tử nhận được." Đệ tử khấu kiến Sa Kiệt Long Vương một vị phật lớn khác mỉm cười gật đầu ra hiệu minh tâm lại lễ bái ma luân pháp vương nói đệ tử khấu kiến nguyệt cung thiên tử ma luân pháp vương ma luân pháp vương cười nói ngươi vừa rồi đã lạy vậy chính sự đệ tử khấu kiến nhật cung thiên tử đệ tử khấu kiến ma lợi chi thiên vương đệ tử khấu kiến quỷ tử mẫu vương minh tâm hòa thượng một đường lễ bái bái đến đế thích thiên vương ngẩng đầu nhìn lên lại không thấy đại phạm thiên vương chỉ đành phải thôi thầm nghĩ không có cách nào kéo dài thời gian ma luân pháp vương cố kiềm chế nói tiểu hòa thượng ngươi là đi cầu học cầu phật pháp không phải tới bái phật vị sư huynh này của ngươi vừa bắt đầu đã đánh đệ tử của ta lại mở miệng thốt ra những lời tà ma ngoại đạo như vậy nếu không quản vậy trên núi này chẳng phải là sẽ chứng khí mù mịt sao vậy làm thế nào phát huy phật pháp được minh tâm hòa thượng lễ độ cung kính đàng hoàng nói phật tổ đệ tử ăn nói vụng về không giỏi ăn nói vẫn mong chiến không sư huynh nói một chút đạo lý về phương diện này chiến không sư huynh ngươi tới cùng phật tổ tranh luận một chút mà viên chiến không tiến lên cắm khích khí la thiền trường ở một bên bàn tay to dựng thẳng ở trước ngực chào nhưng không nói lời nào ma luân pháp vương nhíu mày nhìn các phật chư thiên bên cạnh đột nhiên cười ha ha nói chiến không tiểu sư đệ ngươi không cần nói gì ta đều đã hiểu tần mục và minh tâm hòa thượng liếc mắt nhìn nhau từng người đều thở phào nhẹ nhõm ma luân pháp vương cũng thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ ta nhận lệnh vua ở phật giới làm quan đảm nhiệm một phật quan bình thường phật pháp cũng thấy ít tham dự nghiên cứu cũng không nhiều kém hơn các phật của phật giới chiến không hòa thượng này về phương diện tại hùng biện không có đối thủ một đường từ diêm ma la vương thiên tranh luận đến đại phạm thiên không người nào địch nổi ngay cả các phật đều gọi hắn là sư đệ ta với hắn tranh luận pháp khẳng định mất mặt ma luân pháp vương cười nói chuyện này quả thật không trách vị tần cư sĩ này các ngươi là đi cầu pháp sinh học quả thật không nên ngăn cản chỉ có điều phật môn tranh luận về pháp đạo chỉ là tranh trên miệng lưỡi còn phải xem tu hành tìm hiểu của từng người h chiến không sư đệ có thành tựu phật pháp vô song nghĩ đến thần thông cũng kinh người phật giới có rất nhiều phật tử lĩnh giáo qua tại hùng biện của chiến không sư đệ còn muốn lĩnh giáo một chút thần thông của sư đệ minh tâm hòa thượng đang muốn nói mà luân pháp vương nói thẳng vị này chính là nguyệt quan thái tử nguyệt quan thái tử là hậu nhân của ta ta vốn là nguyệt cung thiên tử hoàng đế của nguyệt quan quốc tìm hiểu ra phật pháp một biết hiểu trăm dừng lại thành phật sau khi ta thành Phật, lưu lại Nguyệt Quang Quốc. Nguyệt Quang Phật nước chính là Nguyệt Cung Thiên Tử Thiên trong 20 chiêu thiên. Nguyệt Quang Thái Tử lại là đệ tử của ta, Phật pháp cao thâm. Tần Mục, Minh Tâm và Ma Viên nhìn lại về phía Nguyệt Quang Thái Tử kia, chỉ thấy người này để tóc tu hành, toàn thân mặc trang phục trắng hơn tuyết, đầu búi tóc, thắt lưng đeo hai thanh bảo kiếm. Sau đầu hắn còn có một phần trăng sáng, hơi lắc lư lại có ánh trăng sáng tỏ soi về phía trước. Minh Tâm hòa thượng nhìn về phía Tần Mục nói: Vị Nguyệt Quang Thái Tử này cùng chiến không sư huynh tranh luận đạo pháp, nói một đợt về kinh Phật. Chiến không sư huynh nói một chữ, hắn suy nghĩ một lát, sau đó chịu thua chỉ có điều nguyệt Quang thái tử quả thật có bản lĩnh kinh người như lai nói hắn đã luyện kiếm thành ánh sáng hóa thành một phần trăng sáng sau đầu là minh nguyệt kiếm quan trong lòng tần mục cảm kích biết minh tâm hòa thượng đang chỉ điểm cho hắn nói rõ bản lĩnh của nguyệt Quang thái tử để cho hắn sớm có đề phòng phu phu minh nguyệt hòa thượng lại quỳ trên mặt đất dập đầu về phía ma luân pháp vương nói pháp vương là nguyệt cung thiên tử nghĩ hẳn là người động lượng chiến không sư huynh ta tranh luận pháp đạo hai mươi chiêu thiên đã mệt nhọc đệ tử muốn mời tần cư sĩ làm thay rất mong pháp vương tha thứ ma luân pháp vương nhíu mày nhìn về phía tần mục để thích thiên vương cười nói pháp vương đã như vậy thì mời tần cư sĩ hạ giới tới làm thay bản lĩnh của nguyệt quan thái tử thừa kế tuyệt học thiên đình của ngươi thực lực trong cùng thế hệ ít có địch thủ cùng vị tần cư sĩ này luận bàn một trận cũng tiện để cho chúng ta một lần nhìn thấy được trình độ của thần thông đạo pháp hạ giới Mà luân pháp vương chỉ đành phải gật đầu nói nguyên quan không nên tổn thương tới quý khách của hạ giới nguyệt quan thái tử hạ thấp người nói đệ tử nhận lệnh dứt lời hắn đi về phía tần mục thẳng nhiên nói ta ở nguyệt cung thiên tử thiên trong cùng thế hệ vô địch hậu thế cảm giác tịch mịch kham khổ sâu sắc nên tiến vào thiên đình sinh học ở kiếm thiên cung học kiếm đã ba năm dứt lời hắn không nói được một lời tần mục tự nhiên cảm thấy kính nể nói ta ở trong tàn lão thôn học kiếm dạy kiếm pháp cho ta chính là một lão nhân một nát không có hai tay hai chân ta đã từng ta chưa từng đi tới các loại thiên cung học kiếm nào học đều là tự mình mù quáng nắm bắt lấy mời nguyệt quan thái tử sừng sững bất động nói hạ giới dù sao cũng khó có thể nhìn thấy được nhiều ta có thể cho ngươi một chiêu một tay của tần mục để phía trước làm dương ấn một tay ở phía sau làm âm ấn cuối người cúi đầu sử dụng ra âm dương phiên thiên thủ điệp thủ nguyệt quan thái tử cho là hắn muốn bái mình lặng yên tiếp nhận đột nhiên chỉ nghe những tiếng động âm âm cực lớn vang lên nguyệt quan thái tử bị đánh bay mấy chục dặm đập vào trên một ngọn núi lớn đụng ra một lỗ thủng thật sâu tần mục lật âm thủ làm dương thủ dương tay lại lật làm âm thủ trong thời gian ngắn hắn lật hơn mười lần hai ba mươi đạo âm dương phiên thiên thủ liên tục đánh tới ngọn núi lớn kia bị cứng trắng đánh ra một mảnh vách núi đá tần mục thu tay lại chờ giây lát bất đắc dĩ nói pháp vương ngươi còn có thái tử khác hay không gió mát thổi qua di đà tự các phật trên đỉnh núi nhìn về phía vách núi đá bị đánh rơi ngoài xa ma luân pháp vương vốn muốn giơ tay lên ngăn cản cuộc chiến đấu cũng đã kết thúc hai tay của tần mục liên tục lật tốc độ của âm dương phiên thiên thủ quá nhanh khiến cho hắn vừa dự định can thiệp tần mục cũng đã dừng tay chỉ đành phải thả tay xuống các phật tổ chư thiên khác lộ ra vẻ kinh ngạc thu hồi ánh mắt nhìn về phía tần mục âm dương phiên thiên thủ của tam tổ nhân hoàng thật sự là thần thông nghịch thiên tốc độ của loại thần thông này bạo phát cực nhanh khiến cho người ta không kịp nhìn căn bản không kịp làm ra phản ứng tần mục vừa thi triển ra loại ấn pháp này quả nhiên là còn nhanh hơn so với lật sách đột nhiên mảnh vách núi đổ nát phía ngoài mười mấy dặm này tách ra đã lớn rơi thật lâu mới có thể rơi xuống đất phát ra âm thanh nặng nề tần mục vừa rồi đánh quá nhanh quá hung dữ nơi đó lúc trước còn là một đỉnh núi kết quả bị hắn đánh thành vách đá hiện tại vách đá sụp súng là bởi vì núi đá bị âm dương phiên thiên thủ của tần mục đánh cho mềm ra chỉ có điều mặc dù vách núi đổ nát nhưng nguyệt quan thái tử lại không có hiện thân trong lòng minh tâm hòa thượng thấp thỏm bất an ở bên tai tần mục cắn từng chữ nói tần sư huynh ngươi đánh chết người rồi không chết tần mục khẽ nói ta nương tay sợ không tiện ăn nói tu vi thực lực của hắn rất mạnh không thể yếu hơn so với đại tôn của lâu lan hoàng kim cung lại không thông minh cơ trí bằng đại tôn nên ta sử dụng 8 phần mười lực không có đánh chết người chỉ có điều xương gãy bảy tám phần vị nguyệt quan thái tử này có thực lực thật sự rất mạnh đúng là anh hùng thiên hạ khiến cho ta không dám khinh thường hắn lộ ra vẻ khâm phục minh tâm hòa thượng trợn tròn hai mắt 8 phần mười lực anh hùng thiên hạ không dám khinh thường tần giáo chủ khiêm tốn cũng có thể tức chết người không đền mạng may là nguyệt quan thái tử ngất đi bằng không lại bị hắn chọc giận đến hồn phi phách tán hắn lại không biết tần mục thật sự khiêm tốn cũng không phải là giả vờ dù sao trong xương cốt của tầng mục kiêu ngạo vô cùng nhận định mình là phát thể đối thủ có thể địch nổi phát thể của hắn nhất định là phải chịu khổ cực không biết tốn bao lâu thời gian khổ luyện mới có khả năng tu luyện tới trình độ như vậy đối với loại đối thủ như vậy tất nhiên đáng để hắn tôn kính về phần người khác nghĩ như thế nào hắn tất nhiên không thể quan tâm dù sao hắn cũng là nghĩ như vậy ma luân pháp vương vẫy vẫy tay mảnh vách núi ngoài mười mấy dặm này nổ tung trong vách núi nguyệt quan thái tử bị đánh thành trọng thương hôn mê bất tỉnh bị pháp lực của hắn từ từ nâng bay về phía bên này nguyệt quan thái tử rơi xuống đất mà luân pháp vương kiểm tra thương thế một chút sắc mặt hơi trầm xuống tần cư sĩ không phải dự định tranh đấu kiếm pháp sao vì sao thi triển là ấn pháp điều này có tránh khỏi nghi ngờ tập kích bất ngờ hơn nữa hạ thủ ác độc như vậy sao có thể là tác phong từ bi của phật môn ta tần mục nhìn về phía minh tâm minh tâm hòa thượng hoảng hốt vội nói tần sư huynh vừa rồi sử dụng kiếm hoàng liền bị người ta nói là tà ma ngoại đạo bởi vậy không dám sử dụng kiếm hoàng chỉ có thể dùng ấn pháp phật tổ ấn pháp này cũng là tà ma ngoại đạo sao ma luân pháp vương không đáp vừa rồi tần mục sử dụng kiếm hoàng bị hắn nói là tà ma ngoại đạo nhưng nguyệt quan thái tử lại muốn cùng tần mục so kiếm lần này tần mục sử dụng ấn pháp đường đường chính chính âm dương phiên thiên thủ vừa nhìn chính là ấn pháp chính tông nếu nói thành tà ma ngoại đạo vậy có phần khiến người ta chê cười chỉ có điều trong lòng hắn vẫn không thông Nguyệt quan thái tử là hậu nhân của hắn là nhân vật kiệt xuất trong đám hậu bối căn bản còn chưa kịp thi triển ra bản lĩnh của mình liền bị tần mục đánh cho trở tay không kịp một đường chịu đòn ném hết mặt mũi của hắn cùng với thiên đình thực lực của Nguyệt quan cũng không yếu bởi vì dự đoán sai cho rằng tần mục chào hắn nên không có chống đỡ nếu ngay từ lúc đầu nguyệt quan thái tử lại cố gắng nâng cao tinh thần như vậy cùng thực lực tần mục biểu hiện ra hiện nay lại thấy được hai người hưu chết về tay ai còn khó nói Ma Luân Pháp Vương nhìn về phía các Phật tổ chư thiên khác, cười nói: "Phật môn của hạ giới tuy rằng an phận ở một góc nhưng thần thông Phật pháp cũng không hề giảm xuống, ngược lại khiến cho người ta bội phục. Các vị sư huynh, bọn họ là đi cầu học kinh, không bằng lại cho hắn." Các Phật đều gật đầu nói phải. Ma Luân Pháp Vương nhìn về phía đám người tầng một cười nói: "Nguyệt cung thiên tử thiên ta có tàng Nguyệt cung kinh quyển, đây chính là tu luyện pháp môn chân Phật. Trong Nguyệt cung kinh quyển có nghìn quyển kinh Phật, các ngươi không mang đi được. Vậy các ngươi lại ở lại Di Đà tự của ta tìm hiểu trên dưới 100 năm. Sau khi lĩnh ngộ thấu triệt, truyền pháp hạ giới xem như là một chuyện công đức lớn của ta." sắc mặt của minh tâm hòa thượng thoáng đổi ba nghìn quyển kinh phật trên dưới một trăm năm tìm hiểu hơn nữa còn là pháp môn chân phật đây rõ ràng là muốn giam lỏng bọn họ trên dưới một trăm năm tần mục đỉnh đạt nói phật ta có đế tọa kinh quyển sao truyền pháp lại truyền thần pháp truyền kinh lại truyền thần kinh pháp môn bình thường đại lôi âm tự chúng ta cũng có sắc mặt của ma luân pháp vương hơi trầm xuống cười lạnh nói ngươi khinh thường nguyệt cung kinh quyển của ta sao thật là không có lễ độ ta truyền cho ngươi phật pháp không thu tiền nhan đèn của ngươi cũng đã là từ bi ngươi vẫn còn chọn ba lấy bốn Ma Viên đứng ở bên cạnh Minh Tâm Hòa Thượng vẫn không nhúc nhích. Ma Viên chiến không tiến lên trước một bước, khí khí La Thiền trường phát ra âm thanh vang dội, nói: "Nhiều, giả, ít, thật." Trong lòng Ma Luân Pháp Vương thầm cả kinh, cho là hắn muốn cùng mình tranh luận về pháp đạo, ngẫm nghĩ hàm nghĩa bốn chữ này của hắn, không nhìn được cảm thấy đau đầu. Quỷ tử Mẫu Vương Phật ho khan một tiếng, nói: "Pháp Vương, bọn họ đi cầu chân kinh, cho bọn họ là được." Ma Luân Pháp Vương cười lạnh nói: "Bọn họ là tới lấy đế tọa chân kinh, chỗ ta có sao?" Đế tọa chân kinh, đế thích thiên vương Phật cũng chưa từng nắm giữ. Chỉ có chỗ đại phạm thiên vương Phật mới có một quyển đại phạm thiên vương phật xưa nay không hỏi thế sự mấy vạn năm đều khó có được một lần lộ mặt ta đi tới phật giới nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy qua chân thân pháp tướng của đại phạm thiên vương phật nói gì tới đế tọa chân kinh nguyệt cung kinh quyển của ta truyền cho bọn họ không lấy một xu cũng đã là cho bọn họ chiếm tiện nghi lớn hắn nói lại là tình hình thực tế làm cho không người nào có thể phản bác thiên đình quan tâm tới phật giới đã có rất nhiều năm phật giới tuy rằng trên danh nghĩa thuộc về thiên đình quản lý nhưng kinh điển chí cao vô thượng của phật giới đại phạm thiên vương phật kinh quyển thiên đình trước sau không có được kinh quyển của các chư thiên khác thiên định ít nhiều gì cũng đã thu vào tay thu xếp cho đệ tử tiến vào các giới trở thành phật tử tu hành phật pháp những chư thiên đối với thiên định mà nói cũng không phải là bí mật duy nhất chỉ có đại phạm thiên là một ngoại lệ đại phạm thiên vương phật rất ít khi lộ diện cũng không truyền kinh ma viên chiến không tranh luận đạo pháp phật tử đại phạm thiên cũng là do phật tử cổ phật dưới trướng của đại phạm thiên vương phật cùng ma viên tranh luận pháp vì phật tử này cũng chưa từng nhận được chân kinh nhưng vào lúc này chỉ nghe một tiếng phật hiệu truyền đến một vị sư vội vàng hạ giới rơi vào di đà tự nhìn về phía các phật chào nói các vị Phật tổ, Đại Phạm Thiên Vương Phật đưa tin, cho phép Phật tử các giới và Phật tử hạ giới tiến vào Đại Phạm Thiên. Lão Phật chuẩn bị lựa chọn người ưu tú, truyền thụ chân kinh. Trong lòng của Ma Luân Pháp Vương thầm cả kinh, lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Thiên Đình đã mơ ước công pháp của Đại Phạm Thiên Vương Phật một lúc lâu, vẫn không có cơ hội thu vào tay. Lần này, Tần Mục, Ma Viên và Minh Tâm đến đây xin học, ngược lại là cơ hội tốt để Thiên Đình nhận được đế tọa chân kinh. Thiên Đình thu xếp thế lực vào Phật giới, không chỉ có riêng mình hắn. Trong rất nhiều Phật tử của các chư thiên, gần một nửa là tài tuấn trẻ tuổi do Thiên Đình phái xuống, tiến vào Phật giới xin học. Nguyệt Quan Thái tử chỉ là đệ tử của hắn, nhưng phật tử trong phật giới hai mươi chư thiên chính là nhiều tới mức đến không xuể chỉ cần đại phạm thiên vương phật đồng ý truyền pháp khẳng định không rơi vào trong tay cả ba tên hòa thượng cư sĩ nhãi nhép của hạ giới này chắc chắn rơi xuống trong tay của thiên đình ma luân pháp vương tâm tình khoan khoái cười nói đã như vậy lại lệnh cho phật tử của các chư thiên cùng nhau đi tới đại phạm thiên nghe giảng các vị sư huynh nghĩ như thế nào các vị phật tổ của các chư thiên cũng ao ao gật đầu đại phạm thiên vương phật truyền pháp thật sự là chuyện tốt vạn năm khó gặp các phật đệ tử đi vào sinh học cũng có thể khiến cho các phật có thể vừa vặn thấy được tuyệt học trí cao của phật pháp ma luân pháp vương nâng nguyệt quan thái tử lên thân hình ẩn nấp trong hư không biến mất lao thẳng đến đại phạm thiên các phật khác cũng đều lên đường quay về chư thiên của mình dẫn theo phật tử đi tới đại phạm thiên rất nhanh di đà tự đã không còn người nào chúng ta phải làm sao mới có khả năng đến được đại phạm thiên tần mục đang buồn phiền đột nhiên đế thích thiên vương phật hạ xuống pháp tòa sải bước đi xuống vị vương phật này đi chân trần dẫm lên trên mặt đất lại không dính bụi trần sau đầu có quần sáng lưu chuyển thoạt nhìn giống như là một người tăng nhân tuổi còn trẻ mi thanh một tú ánh mắt ôn hòa quan sát ba người bọn họ cười nói các ngươi đều tu luyện quyền pháp của ta ba người tần mục vội vàng chào để thích thiên vương phật nói quyền pháp của hắn nhưng thật ra là lôi âm bát thức tần mục từ chỗ của mã gia học được lôi âm bát thức truyền cho ma viên chiến không sau khi ma viên chiến không học được lại gặp phải lão như lai lão như lai cảm thấy có duyên đơn giản truyền thụ như lai đại thừa kinh hoàn chỉnh cho hắn mà minh tâm hòa thượng lại được kính minh lão hòa thượng truyền thụ lôi âm bát thức bản thân kính minh hòa thượng không có học xong lưu lại sơ hở sau đó ma viên chiến không dẫn theo rất nhiều yêu tăng của tiểu lôi âm tự đi tới đại lôi âm tự một hồi tranh luận đạo pháp đại lôi âm tự không có ai bằng minh tâm hòa thượng nghe tin chạy tới cùng ma viên tranh luận đạo pháp mặc dù bài vẫn vinh mã gia lại truyền thụ như lai đại thừa kinh hoàn chỉnh cho hắn bởi vậy hắn cũng nhận được truyền thừa hoàn chỉnh để thích thiên vương phật cười nói ta cũng đến từ hạ giới ở đại lôi âm tự thành phật các ngươi cùng ta cũng coi như có duyên ta dẫn các ngươi đi đại phạm thiên dưới chân hắn dâng lên một đóa hoa sen nâng ba người từ từ bay lên đi qua trời mênh mông mây mù với tầng sấm sét giống như long xà càng lên càng cao đi qua một mảnh thế giới tiếp theo lại là một mảnh thế giới tầng mục tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ cho tới bây giờ hắn mới nhìn ra được, 20 chư thiên Phật giới, không ngờ là vây quanh một tòa ngọn núi lớn không thể tưởng tượng nổi như vậy. Ngọn núi này trôi lơ lửng ở trong tinh không vũ trụ, trong núi có núi, trong núi có biển, có nhật nguyệt ngôi sao, tự hình thành một giới, có hàng rào thế giới của mình. Mà một giới này lại bị chia ra làm 20 thế giới, 20 tòa chư thiên. Một tầng tiếp theo một tầng, mỗi tầng đều có nhật nguyệt ngôi sao vận hành, mỗi tầng đều có một tòa đại lục, Phật quốc mọc lên như rừng. Nếu không có đế thích thiên vương Phật dẫn theo bọn họ, muốn leo đến đỉnh núi, cho dù là đám người tầng một có toàn lực bay, chỉ sợ cũng cần phải mất rất nhiều năm đế thích thiên vương phật dẫn theo bọn họ đi tới tầng cao nhất đại phạm thiên đại phạm thiên thành lập ở trên đỉnh một ngọn núi tuyệt đẹp lại gọi là kim đỉnh ở đây có ánh sáng vạn đạo vĩnh viễn là ban ngày không phân ra ngày và đêm trong tầng mây có ánh sáng màu vàng từng ngọn núi lộ ra ánh sáng màu vàng vạn trường thần thánh và trang trọng ánh sáng màu vàng hình thành rất nhiều phản văn của phật pháp trên không trung không ngừng lưu chuyển vây quanh từng đỉnh núi hình thành kỳ quan của kinh phật bọn họ đi tới nơi này thậm chí nghe nói âm thanh to giống như tiếng chuông không biết là âm thanh của phản văn phật pháp hay tiếng chúng sinh niệm tụng truyền đến nơi đây mà viên chiến không không nhịn được thở dài nói qua wow, mang tần mục gật đầu khen quả thật giống như là bánh bao lớn vừa phồng lên ánh sáng màu vàng này lại giống như bánh màn thầu nóng xuất hiện hơi nóng bốc lên để thích thiên vương phật dở khóc dở cười nói phật tử ví dụ như vậy ngược lại cũng chuẩn xác mảnh núi rừng này chính là chỗ ẩn cư của đại phạm thiên vương phật rất nhiều phật tử đều đã qua đây ta đưa các ngươi đi hắn dẫn theo đám người tần mục đi qua từng tầng phật pháp kinh văn bay tới trung tâm của kim hải rơi vào trong một mảnh núi rừng ở đây cực kỳ yên lặng từng con đường bằng phẳng ở giữa chính là một ngôi chùa thoạt nhìn không lớn hàng trăm phật tử đã đi tới nơi này dẫn theo các phật tử của bọn họ đến đây tất cả tản đi hiện tượng phật đa kỳ lạ giống như mỗi một tăng nhân hoặc già dạ nua hoặc trẻ tuổi hiển nhiên tất cả đều rất tôn kính đại phạm thiên vương phật nhiều phật tử như vậy sao tim của tần mục khẽ giật mạnh lẩm bẩm nói vậy phải đánh tới khi nào mới có khả năng nhìn thấy được đại phạm thiên vương phật có thể dựa theo quy định của đại khư sao minh tâm hòa thượng cùng ma viên đều rùng mình một cái nhớ tới chuyện tần mục làm lúc trước hoảng hốt vội vàng lắc đầu minh tâm vội vàng nói tần sư huynh trăm triệu lần không thể dựa theo quy định của đại khư đánh tới quá tanh mùi máu quá bạo lực nơi này là thánh địa chí cao vô thượng của phật môn không thể làm loạn thật đáng tiếc tần mục nói thầm một tiếng nhưng nếu dựa theo quy định của đại khư đánh tới lại đơn giản hơn rất nhiều sau khi chúng ta đánh nhau lại có thể học được đế tọa chân kinh hiện tại lại phải phiền toái để thích thiên vương phật hiếu kỳ nói quy định của đại khư thế nào ma viên giơ tay lên ở trên cổ mình giả vạch một cái sau đó hai tay nắm cổ của mình lại làm ra động tác bẻ gãy cổ để thích thiên vương phật rốt cuộc hiểu rõ cười mà như không cười nói hồ đồ đại khư là nơi hoang dã nơi này là phật giới các phật làm sao có thể cho phép ngươi đại khai sát giới ma viên lộ ra vẻ thất vọng cho dù hắn mở ra linh trí mặc dù là phật tử được khen là có thành tựu phật pháp cao thâm khó dò tuy rằng được khen là tại hùng biện không gì sánh bằng nhưng hắn dù sao cũng là sinh linh của đại khư rất nhiều sinh linh của đại khư đều giống như tần mục từ nhỏ đã có giả tính khó thuần phục trong lòng ngực có một loại cuồng giả hào hùng không bị cản trở cho dù là tần mục sinh sống ở duyên khang lâu như vậy cũng vẫn hoài niệm quá khứ không bị gò bó của mình nói gì tới ma viên để thích thiên vương phật chấp chấp mắt cười nói tuy nói không cho phép đại khai sát giới nhưng nếu người khác muốn giết ngươi ngươi lỡ tay giết ngược lại vậy cũng là không thể tránh được đáng được lượng thứ cho dù truy cứu tới cũng sẽ có người tới làm chỗ dựa cho các ngươi tần mục chấp chấp mắt hiếu kỳ nói không biết vị làm chỗ dựa cho chúng ta là ai phật quan sau đầu của đế thích thiên vương phật đột nhiên biến mất trở nên u ám chấp chấp mắt nói tất nhiên sẽ có người làm chỗ dựa cho nên các ngươi không phải sợ hơn nữa ta cũng muốn nhìn thấy được công pháp đại phạm thiên vương phật khó có được cơ hội lần này ta cũng muốn lăn lộn đến bên trong phật tử nói không chừng có thể nhìn thấy đại phạm thiên vương ta không có thu đệ tử cho nên chỉ có thể tự mình ra trận vì phật tổ này mặc quần áo trường bào màu vàng bởi vì dáng người hắn cân xứng trường bào có vẻ rộng thùng thình buông xuống đến bàn chân lại thích để chân trần lúc này hắn loại bỏ phật quan cùng đám người tần mục đứng chung một chỗ dường như cũng là một vị phật tử không giống với nhân phật của phật giới đã gần với đại phạm thiên vương phật vương phật cũng muốn tranh sao minh tâm hòa thượng kinh ngạc trong lòng oán thầm nói ngươi đã chạy tới tranh ai còn có thể tranh qua được ngươi tần mục hoài nghi quan sát vị phật tổ này từ trên xuống dưới thầm nghĩ phật tổ bướng bỉnh như thế ta ngược lại lần đầu tiên thấy phật tổ khác người nào không phải thận trọng vững vàng vô cùng hắn thế nào nhảy thoát như thế giống như tính tình ta tần mục nói nhỏ minh tâm vị phật tổ này có lai lịch gì minh tâm hòa thượng lắc đầu đại lôi âm tự kinh điển ta nhìn gần hết nhưng không có bao nhiêu ghi chép về vị phật tổ này tần mục chấp chấp mắt cười nói vương phật ngươi vừa mới nói có người sẽ làm chỗ dựa cho chúng ta chẳng lẽ người này chính là vương phật để thích thiên vương phật chấp chấp mắt ta chưa nói qua tần mục chấp mắt nói người xuất gia không được nói dối để thích thiên vương phật chấp mắt nói ta là phật ta không xuất gia ta bất luận đi đến nơi nào đều là nhà ta cần gì phải xuất gia hai người nhìn nhau chớp mắt sau một lúc lâu mỗi người nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn tới đối phương trong lòng của minh tâm hòa thượng lo sợ bất an tần sư huynh cùng vương phật đối diện lá gan thật ghê gớm quay đầu lại nhất định phải dạy hắn chữ chết viết như thế nào đau sao mà viên chiến không nhỏ giọng hỏi tần mục tần mục gật đầu vừa rồi nước mắt cũng sắp chảy ra để thích thiên vương phật vẫn không có lộ ra nửa điểm nhường nhìn miệng nằm rất chặt để thích thiên vương phật cũng ở đó xoa mắt đoán chừng là mắt chớp quá nhiều lần cũng có chút không dễ chịu cho lắm trong lòng tần mục nghi ngờ hành vi cử chỉ của đế thích thiên vương phật không giống như là phật tổ hắn rất hiếu kỳ hơn nữa xử sự, sự cũng có chút mùi vị nhân gian nhưng mà hắn lại là đế thích thiên phật của phật giới tồn tại gần với đại phạm thiên vương phật hắn không giống như là người của thiên đình nếu là người của thiên đình chắc chắn sẽ không cho bọn tần mục sắc mặt tốt đế thích thiên vương phật lại đối với tần mục bọn họ dường như rất có thiện cảm hơn nữa còn nói ra có người sẽ giúp đỡ bọn họ đúng vào lúc này trong ngôi chùa đổ nát phía trước có một nhà sư tuổi còn trẻ đi ra nói vị nào là sư huynh từ diêm ma la vương thiên một đường tranh luận đến đại phạm thiên mà viên chiến không sải bước chân ra âm thanh như sấm ta nhà sư này ngửa đầu nhìn lại mà viên giống như một tòa tháp đen khiến cho người ta kính nể e sợ hắn vội vàng nói sư huynh lão phật nói ngươi thông qua thử thách mời ngươi tiến vào trong xin mời đi theo ta mà viên chiến không quay đầu lại nhìn tần mục và minh tâm một chút tần mục cười nói ngươi đi vào trước là được ta sẽ đi tìm ngươi được mà viên đi theo nhà sư kia sẽ bước chân vào ngôi chùa đổ nát sau một lúc lâu nhà sư kia lại từ trong chùa đi ra nhìn xung quanh một chút thì chỉ thấy hàng trăm phật tử chiêu thiên phật giới người đông nhìn nhịp bên cạnh còn có từng vị phật lớn đi cùng hiển nhiên đều tới tranh đại truyền pháp truyền công của phạm thiên vương phật nhà sư này khổ sở nói lão phật nói các ngươi tới quá nhiều tối đa chỉ có thể lại có hai người tiến vào trong các ngươi bàn bạc một chút xem ai tiến vào trong đại biện tài thiên vương phật vội vàng nói lão phật có nói qua thông qua sát hạch thế nào mới có thể đi vào ngôi miếu nghe giảng hay không nhà sư này lắc đầu nói lão phật chưa nói chính các ngươi suy nghĩ thế nào tùy các ngươi lăng qua lăng lại thế nào là được các phật đến từ chư thiên đều trầm ngâm tập trung lại một chỗ bàn bạc tần mục nhìn để thích thiên vương phật bên cạnh một chút nói vương phật ngươi vừa mới nói ngươi cũng là đến từ đại lôi âm tự xin hỏi ngươi tiến vào phật giới đã bao nhiêu năm Đế Thích Thiên Vương Phật cười nói: "Đừng nói tới ta, nói về ngươi đi. Lá liễu vàng dán trên trán ngươi là vật gì vậy? Trang sức sao? Thật đẹp mắt." Tần Mục đang muốn giải thích, để Thích Thiên Vương Phật đã thần không biết quỷ không hay tháo lá liễu vàng xuống, Tần Mục bị dọa cho giật mình, đưa tay muốn đoạt lại. để Thích Thiên Vương Phật ra tay thế nào, hắn căn bản không nhìn thấy được, chỉ có điều lá liễu vàng vô cùng quan trọng, trăm triệu lần không thể có sơ suất. để Thích Thiên Vương Phật cười nói: "Hóa ra là một phong ấn. Con mắt dựng thẳng này của ngươi rất mạnh, vì sao phải phong ấn lại?" Tần Mục vương tay, mặt đen lại nói: con mắt dựng thẳng này của ta quá mạnh mẽ, chỉ cần ta phát động công pháp lại sẽ có chuyện đáng sợ phát sinh. Ta sợ tổn thương tới người khác, cho nên mới phong ấn lại. Ngươi trả lá liễu vàng cho ta. Không trả. Để thích thiên vương Phật cười nói. Ta muốn xem tất cả thực lực của ngươi. Nếu trả lại ngươi, ngươi dán ở trên mắt, vậy không có gì vui. Lại nói, ai nói cho ngươi biết lá liễu này dán ở trên mắt là có thể phong ấn ngươi lại. Ngươi thử qua sao? Tần mục lấy tay chém vết, để thích thiên vương Phật vội vàng tránh né. Hai người tranh đoạt một hồi, tần mục cả giận nói. Đợi gặp phải chuyện, lại hoàn toàn do ngươi chịu trách nhiệm có chậu phân cũng phải đội hết lên trên đầu trọc của ngươi minh tâm run rẩy run giọng nói tần sư huynh chữ chết có vài cách viết ta dạy cho ngươi viết như thế nào ngươi hẳn sẽ học được rất nhanh tần mục không có cách nào đoạt lại lá liễu vàng chỉ đành phải thôi hắn nhìn về phía các phật chỉ thấy những phật tổ đó còn đang bàn bạc mấy trăm vị phật tử lại đang đứng ở đó lẳng lặng chờ ánh mắt hắn không khỏi chấp động khẽ nói ta có một chủ ý có thể kéo hai danh ngạch vào trong tay để thích thiên vương phật vỗ tay cười nói ta biết ngươi là dự định nhân lúc những phật tổ bàn bạc một lần hành động vọt vào đúng hay không Tần Mục nhìn hắn một lát, trong lòng biết không ổn, bàn chân lập tức bước về phía chùa đổ nát này, nhưng mà đã muộn. Đế thích thiên vương phật bước trước hắn một bước, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, nhảy vào trong chùa trước Tần Mục một bước. Bịch một tiếng đóng cánh cửa lớn lại, nhốt Tần Mục ở ngoài cửa, cười nói: Tần tiểu hữu, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta tiến vào rồi. Nhà sư ngồi ở bên cạnh chùa kia lười biếng nói: Chỉ còn lại một danh ngạch. Rất nhiều phật tử và phật đà bị Tần Mục và Đế thích thiên vương phật kinh động đều nhìn qua, đợi đến khi nghe được chỉ còn lại một danh ngạch, nhất thời bọn họ ngồi không yên. Ai tiến vào? sắc mặt của ma luân pháp vương đại biến vội vàng hỏi các phật đà khác cũng lộ ra vẻ mặt mờ mịt không biết ai không ngờ nhân cơ hội lúc bọn họ bàn bạc biện pháp so tài nhảy vào trong ngôi miếu đoạt được một danh ngạch minh tâm hòa thượng đứng tại chỗ còn chưa phục hồi lại tinh thần đã thấy tận mục và đế thích thiên vương phật vọt tới đợi đến khi hai người vọt tới trước cửa chùa hắn mới hồi phục tinh thần vào lúc này đã phân thắng bại để thích thiên vương phật nhốt tận mục ở ngoài cửa hóa ra tận sư huynh nói là biện pháp này hắn tỉnh ngộ lại thật sự là một ý kiến hay chỉ là vì sao vương phật nhốt tận sư huynh ở bên ngoài mọi người cùng nhau tiến vào trong không tốt sao tần mục đứng ở trước cửa miếu cao giọng nói đế thích thiên vương ngươi có thể tiến vào trong nhưng trả lá liễu vàng cho ta không có lá liễu vàng ta không khống chế được lực lượng của ta sẽ gây ra họa lớn xảy ra chuyện ngươi có thể gánh vác được sao gánh vác được trong miếu giọng nói của đế thích thiên vương phật dần dần đi xa ngươi yên tâm đội chậu phân lên đầu ta là được tần mục giận dữ đang muốn nói sắc mặt của minh tâm hòa thượng vàng như đất rung giọng nói tần sư huynh chữ chết có mấy cách viết sư huynh thật sự không muốn biết một chút sao tần mục hít vào một hơi thật dài xoay người lại vẻ tức giận trên mặt biến mất thay vào đó là dáng vẻ tươi cười hồn nhiên ngây thơ nhìn về phía rất nhiều phật tử của phật giới sắc mặt mỗi người có chút khó coi cười nói các vị sư huynh chỗ của ta có một viên xá lợi tử thật lớn các ngươi có xem thử không tay hắn lấy ra kiếm hoàng kiếm hoàng di chuyển ở trên không trung nhanh chóng xoay tròn tần mục cất cao giọng nói vẫn mong các vị sư huynh nể mặt nhường một danh ngạch cuối cùng này cho ta tần mổ vô cùng cảm kích tuy nói như vậy nhưng trong lòng tần mục vẫn còn có chút do dự hắn chưa bao giờ thử qua ở dưới tình huống mở ra con mắt thứ ba phát động phát thể tam đang công Tư bà bà, người muốn nói với hắn, hắn chỉ có thể ở dưới tình huống che lại con mắt thứ ba mới có khả năng không hề e ngại phát động công pháp. Nếu như con mắt thứ ba mở ra, lúc này phát động phách thể tam đang công sẽ tạo thành hậu quả gì, trong lòng hắn cũng không rõ lắm. Bất kể thế nào, mã gia đối với ta vẫn là tốt nhất, ánh mắt hắn nhìn ta lại giống như nhìn nhi tử của mình vậy. Ta có thể hiểu rõ hắn xem ta trở thành con hắn nuôi lớn, trao cho mình tất cả tình thương của người cha. Tần Mục cắn răng, phách thể tam đang công từ từ phát động, tay áo cùng sợi tóc từ từ bay lên. Thứ mã gia muốn, bất kể như thế nào ta cũng phải giúp hắn lấy được cần gì quan tâm hắn là thần hay là ma chỉ cần ngăn cản ta thần ngăn giết thần phật cản giết phật phát thể tam đang công vận hành đến con mắt thứ ba trên mi tâm của hắn con mắt này cực kỳ yêu dị từ mi mắt từ từ mở về hai phía hoa văn trận pháp trong mắt nhất thời chậm rãi vận chuyển tần mục phóng tầm mắt nhìn lại tất cả mọi người cho dù là phật đà ở dưới hai mắt của hắn nhìn chăm chú thần tàn cũng vô cùng rõ ràng tất cả đều hiện rõ hắn giống như thần chỉ bóng tối nắm sinh tử trong tay nhìn chăm chú vào con mồi của mình hình như ngay cả trong không khí cũng tràn ngập mùi máu tanh và khí thế rét lạnh trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một loại hào khí cương định không nhanh không chậm nói các vị lui ra nếu tiến lên đây sinh tử không cần luận tới trong ngôi miếu đổ nát để thích thiên vương phật chân trần đi dạo trong sân đình vắng vẻ hết đi đông lại đi tây không vội tìm đến đại phạm thiên vương phật sư đệ ngươi lại muốn chọc ra chuyện rối loạn gì sau lưng của hắn truyền tới một âm thanh để thích thiên vương phật xoay người lại chỉ thấy một tăng nhân quét rác đang quét vết chân hắn đi qua để thích thiên vương phật cười nói ta bước đi không dính bụi trần giống như con người của ta vậy hành tung không bẩn không có để lại vết chân sư huynh cần gì quét sạch tăng nhân quét rác nói con người ngươi chưa từng lưu lại vết chân nhưng lòng của ngươi lưu lại ấn ký ta đang quét bụi trong lòng ngươi để thích thiên vương phật nói ngươi nói lòng ta bẩn ngươi mắng ta ta đánh không nổi ngươi không tính toán với ngươi nhanh chóng truyền công pháp của ngươi cho ta ta học được sẽ phủi mong rời đi đỡ phải phiền tới ngươi tiếng quét rác truyền đến để thích thiên vương phật theo tiếng động nhìn lại chỉ thấy cửa phía tây lại có một tăng nhân đi tới cúi đầu quét rác nói ngươi chung quy là muốn công pháp của ta cho nên ta không truyền cho ngươi ngươi còn không nhìn ra nguyên nhân sao sư đệ ta không truyền cho ngươi nên ngươi biến thành đế thích thiên vương phật hiện tại phật giới gần với ta công pháp của ngươi cũng đến trình độ lăng tiêu ta truyền cho ngươi ngươi chưa chắc có thành tựu hiện tại đế thích thiên vương phật nhìn chằm chằm vào tăng nhân quét rác đột nhiên xuất hiện nói ta hiện tại không thể đi lên tu luyện không được trình độ đế tọa cho nên tới hỏi ngươi đòi đế tọa chân kinh nghiên cứu một chút ngươi nói ai tiến vào lại truyền cho người đó ta tiến đến ngươi truyền cho ta ta lại không quấy rầy ngươi thanh tịnh phía sau hắn lại có tiếng quét rác truyền đến để đế thích thiên vương phật xoay người chỉ thấy lại có một tăng nhân quét rác đi tới hiện tại trong nhà này đã có ba tăng nhân quét rác pháp nhãn hắn vô song nhìn ba tăng nhân này quét rác không ngờ mỗi một tăng nhân quét rác có dáng vẻ đều không giống nhau nhưng mà mỗi người đều là đại phạm thiên vương phật hơn nữa còn là đại phạm thiên vương phật chân chính những đại phạm thiên vương phật này có hình dạng không giống nhau hắn cùng với đại phạm thiên vương phật chỉ có chênh lệch một cảnh giới nhưng mà hắn đã nhìn không hiểu đại phạm thiên vương phật một cảnh giới giống như lạch trời đại phạm thiên vương phật có vẻ sâu không lường được hắn lại có chút nông cạn tăng nhân quét rác này quét tới cũng không ngẩng đầu lên nói trong phật giới không thể tìm được người thứ hai có thể vượt qua ngươi ngươi mới có thể nhìn ra được dưới con mắt quỷ quái của hài tử tần gia Lúc ta ở trong mộng đi du lịch ở Udo từng gặp hắn, hắn đang cắn nuốt quỷ thần của Udo. Ta quan sát một hồi, hắn ngay cả ta cũng muốn nuốt, là người hung ác nhất trên thế gian. Thời điểm thổ bá phong ấn hắn, ta cũng ở đó. Ta cũng từng đi đại khư xem qua hắn, chứng kiến hắn từ một người phạm bị thổ bá phong ấn cái gì cũng không có lại chậm rãi trưởng thành, chứng kiến hắn từ phạm thể đến phách thể. Người lúc này tháo lá liễu vàng của hắn, chỉ sợ sẽ tạo thành sát nghiệt rất lớn. Để thích thiên vương phật không muốn nghe hắn nhiều lời, đi thẳng về phía trước, lắc đầu nói. Ngươi cũng biết, những năm gần đây, thiên đình ở phật giới xếp vào nhân thủ càng lúc càng nhiều từ trước thiên đình an bài là vì tu vi thành phật ít nhiều vẫn có chút mặt mũi mà bây giờ chen vào lại là tuấn kiệt của thế hệ trẻ tuổi mấy năm nay phật tử trẻ tuổi không tu phật pháp chỉ tu thần thông tương lai tu vi bọn họ chỉ là danh nghĩa phật giới ta đã có thể nhìn thấy được các phật chúng ta tương lai bị diệt đạo chim cưu ở tổ chim thước tương lai thiên đình huyết tẩy các phật phật giới không có phật người khoanh tay chịu chết ta lại không cam lòng bị diệt đạo hắn đi mấy bước phía trước lại có một tăng nhân quét rác đang đợi hắn để thích thiên vương phật làm như không thấy đi thẳng tới tiếp tục hai tử tần gia tiến vào phật giới chính là một lần cơ hội rất tốt chúng ta có thể mượn tay của hắn một lần hành động nhổ hết cơ sở nằm và thế hệ trẻ tuổi do thiên đình an bài vào ngươi có trí tuệ lớn tất nhiên có thể thấy được ý nghĩ của ta hắn đi chưa được mấy bước ven đường lại có một tăng nhân quét rác chỉ một khoảng thời gian lại có hơn 10 tăng nhân quét rác phía trước đường bên trái có một tăng nhân quét rác ngẩng đầu lên chống cái chỗ nói ngươi mượn tay của tần gia tiêu diệt người do thiên đình an bài cắm vào chiêu thức này tất nhiên là hay nhưng sẽ mang đến cho phật giới ta rất nhiều chuyện xấu thiên đình truy cứu xuống tất nhiên sẽ truy cứu đến trên đầu của ngươi vừa mới rồi tần gia tử ở bên ngoài nói chậu phân đều phải đội lên trên đầu của ngươi chậu phân này ngươi chưa chắc có thể chịu nổi ngươi vẫn không thể quên được quá khứ quên mất quá khứ quá khứ lại không tồn tại sao để thích thiên vương phật tiếp tục đi về phía trước mỉm cười nói cảnh giới ngươi cao quên quá khứ cho rằng quá khứ là vô căn cứ ta lại nhớ quá khứ rõ ràng ngươi yên tâm ta sẽ không liên lụy tới phật giới ta học được công pháp của ngươi trước khi chậu phân rơi xuống ta sẽ rời đi bên phải của con đường phía trước lại có một tăng nhân quét rác ngẩng đầu lên nói như vậy tiểu tử tần gia thì sao ta ở trong giấc mộng du lịch nhìn hắn trưởng thành ta biết hắn có bao nhiêu cố gắng, có khả năng ở dưới phong ấn của thổ bá, từ người không có khả năng tu luyện đi từng bước một đến bây giờ, ngươi lại muốn đẩy hắn đến trước đài. Ngươi sẽ gây cho hắn rất nhiều nguy hiểm đáng sợ. Sư huynh, ta muốn đứng ở trước đài, nhưng mà lại không ai đẩy ta đến trước đài. Để Thích Thiên Vương Phật hỏi ngược lại. Như vậy ngươi nói, ngươi có biện pháp tốt hơn để bảo tồn ở đạo chính thống của Phật đạo sao? Phía trước hắn lại có một tăng nhân quét các ngẩng đầu. Không có. Con đường phía trước là một con đường thẳng, vô cùng vô tận, không nhìn thấy được điểm cuối hai bên đường đi đều có từng lão nhân trong tay cầm cái chổi quét rác, nhiều tới mức đến không xuể, cũng không nhìn thấy được điểm cuối. Mặt của những tăng nhân quét rác này không ngờ không giống nhau, không có một người nào lặp lại. Đế Thích Thiên Vương Phật thật thà đi về phía trước, nói: "Không quan tâm ngươi muốn tranh hay không muốn tranh, cho dù ngươi là tứ đại giai không, người khác cho rằng ngươi có uy hiếp hay là muốn tiêu diệt ngươi, không chỉ muốn tiêu diệt đệ tử của ngươi, thành tựu của ngươi, tính mạng của ngươi, đạo chính thống của ngươi mà còn muốn khiến cho ngươi thân bại danh liệt, giẫm đạp ngươi xuống dưới chân, trọn đời thoát thân không được. Đã như vậy, vì sao lại không tranh?" Sư huynh, ngươi có thể ở chỗ này mơ giấc mộng thiên thu, nhưng ta không thể công pháp ngươi có truyền hay không giọng nói của hắn mang tính tuyên truyền giác ngộ nhưng âm thanh lại không truyền đến bên ngoài ngôi miếu chỉ lưu truyền ở bên trong ngôi miếu này một tiếng thở dài sau kín truyền đến con đường phía trước và tăng nhân quét rác trên con đường dần dần trở nên mơ hồ lần lượt biến mất ta truyền để thích thiên lộ ra vẻ tươi cười sau khi ta truyền qua ngươi tự nghĩ biện pháp rời khỏi phật giới để tránh phải chết ở mảnh đất đây để thích thiên nghiêm nghị chấp hai tay lại trước ngực bái nói đa tạ sư huynh giọng nói của đại phạm thiên vương phật truyền đến đối với tần gia tử ngươi còn phải bồi thường cho hắn hắn vì ngươi gánh chịu nguy hiểm rất lớn trừ lần đó ra chậu phân bản thân ngươi đội lên trên đầu mình nhận được chỉ giáo để thích thiên vương phật do dự một chút nói xin hỏi sư huynh chậu phân lớn tới mức nào lớn hơn so với sự tưởng tượng của ngươi bên ngoài ngôi miếu đổ nát con mắt thứ ba của tầng một nửa mở nửa khép có con mắt này thần đạo thần tàn và ma đạo thần tàn trong cơ thể hắn không ngờ hài hòa một cách thần kỳ dần dần trở nên thống nhất lúc trước hắn chỉ có khả năng vận dụng chỉ một thần tàn nếu vận dụng thần đạo thần tàn ma đạo thần tàn lại nhất định phải khép kín nếu vận dụng ma đạo thần tàn thần đạo thần tàn lại phải khép kín hai loại thần tàn cùng nhau vận dụng lại sẽ có xung đột thần ma nguyên khí có các loại khác nhau thần nguyên ma nguyên yêu nguyên long nguyên phượng nguyên phật nguyên đạo nguyên nếu chia nhỏ ra càng nhiều loại hơn ví dụ như bốn linh thể lớn của duyên khang quốc lại có thể chia ra làm bốn loại lớn mỗi một loại lại có nhiều loại nhỏ khác thần nguyên và ma nguyên là hai loại đối lập khác nhau đây đó nước lửa không dung nguyên khí thuộc tính thần đạo gặp phải nguyên khí thuộc tính ma đạo lại sẽ tiêu diệt lẫn nhau mà bây giờ tần mục mở ra con mắt này không ngờ làm được thần ma thống nhất bên ngoài ngôi miếu các phật đều trầm ngâm đột nhiên diêm ma la vương phật cười nói kiến không phật tử chúng ta không tranh kiến không phật tử hơi ngẩn ra không người nói nhận phật ta pháp chỉ dứt lời hắn lui xuống sa kiệt long vương phật cũng gọi đệ tử của mình tới nói hôm nay không tranh các phật tổ chư thiên khác cũng đều gọi đệ tử của mình tới biểu thị không tranh cười nói phật ta tứ đại giai không không tranh là không tranh hôm nay lại nhường cho hắn để những người khác đi tranh tuy rằng trong lòng rất nhiều phật tử buồn bực nhưng đều theo lời trở về đứng hậu ở bên cạnh các phật tổ những phật tổ chỉ gọi đệ tử của phật giới lưu lại rất nhiều phật tử lại đều là trẻ tuổi tại tuấn thiên đình phái tới tiến vào phật giới sinh học cũng có đệ tử do thiên đình phật thu mỗi một người đều nóng lòng muốn thử ma luân pháp vương cười nói các vị sư huynh rộng lượng chỉ có điều đế tọa chân kinh của đại phạm thiên vương phật làm sao có thể không lấy nếu không lấy chẳng phải là tiện nghi cho người ngoài sao lại có một vị phật đà cười nói đúng là đạo lý này lại có mấy vị phật đà phụ họa nói hai vị sư huynh nói đều có lý không thể để phật pháp tiện nghi cho người ngoài như vậy ma luân pháp vương cười ha hả nói nguyệt quan thái tử thương thế của ngươi đã lành chưa hắn vừa mới lấy phật pháp giúp nguyệt quan thái tử chữa thương thương thế của nguyệt quan thái tử cơ bản đã khỏi hẳn ánh mắt nóng nảy nhìn về phía tần mục ý chí chiến đấu hừng hực trầm giọng nói tần cư sĩ tập kích đệ tử bất ngờ đệ tử rất muốn sẽ cùng hắn tranh đấu một hồi ma luân pháp vương cười nói người ta nói sinh tử không luận nếu như ngươi chỉ muốn thắng bại không nghĩ tới sinh tử ta sợ ngươi lại chịu thua thiệt nữa trong lòng nguyệt quan thái tử rét lạnh ma luân pháp vương vừa nhìn về phía các phật tử khác cười nói các ngươi đều là truyền nhân của các phật khi biết lần này chỉ luận sinh tử không luận thắng bại cũng không nhất định chú ý tới mấu chốt của phật pháp nhật quan thái tử mà ít thái tử bà long công chủ phù vân thái tử các ngươi đều hiểu chưa hắn nói mấy người này chính là thái tử và công chúa phật quốc do thiên đình thành lập ở phật giới tại phật giới phật nước mọc lên như rừng rất nhiều nơi đều đã là thế lực của thiên đình mà mấy vị thái tử và công chúa này chính là nhân tài kiệt xuất của thế hệ trẻ tuổi trong đó bọn họ không chỉ theo các phật tu hành hơn nữa còn thỉnh thoảng tiến vào thiên đình tu hành công pháp tuyệt học cao thâm hơn mọi người đều nói vâng nhật quan thái tử cười nói nguyệt quan sư huynh có bản lĩnh không kém hơn so với ta nghĩ đến vừa rồi xuất quân đã chiến thắng giòn giả huynh ở đây nhìn đầu người lăn xuống là được Nguyệt Quan Thái Tử ở trong đám người kia tiến lên, sau đầu có một vòng trăng sáng, đó là kiếm quan kiếm khí của hắn. Chỗ ánh trăng chiếu xuống, ánh trăng đầy trời, kiếm quan khắp bầu trời, chính là vô cùng lợi hại. Đừng nói ở hạ giới, cho dù là ở trong Phật giới chư thiên cũng khó nhìn thấy được kiếm pháp kiếm quyết tinh diệu như vậy. Nguyệt Quan Thái Tử nhìn về phía tầng mục, ánh mắt chớp động. Ngươi tập kích bất ngờ ta, thiếu chút nữa muốn lấy tính mạng của ta, hiện tại ta có đề phòng, lại phải hàng yêu trừ ma. Phía sau đầu hắn, trăng sáng giống như bánh xe, kiếm quan giống như một cột ánh sáng lớn phóng về phía tầng mục, cùng lúc đó trong vòng trăng sáng kia có từng ánh sáng về phía bốn phương tám hướng chiếu đi đó đều là kiếm quan, không ngờ từ trong không trung gặp xuống, hiển nhiên đã chặt hết những đường lui của tần mục. kiếm pháp của hắn mạnh mẽ, có thể nói là nhất tuyệt, ánh trăng đầy trời, kiếm quan tung bay, so với lạc nhật kiếm pháp của ngô uyên sơ vũ và ngô uyên xuất vân, có thêm rất nhiều tinh diệu và thiện ý. tần mục mở ba con mắt ra, chỉ một ngón tay, kiếm hoàng chấn động, một cục kiếm lớn từ trong kiếm hoàng bạo phát ra, đó là nhiều kiếm thức đơn thuần. tám nghìn phi kiếm bay xung quanh, tuy rằng sử dụng chính là cùng một chiêu nhưng mỗi một thanh kiếm lại có hình thái không giống nhau. cục kiếm to đến ba thước, dài mười tám trượng, sóng kiếm đảo qua, khắp bầu trời có ánh trăng nghiền nát ta không lấy ra toàn lực ngươi còn tưởng rằng ta thật sự đánh không chết được ngươi sao tần mục tiến lên trước một bước phát thể tam đang công bạo phát tám loại âm thanh khác thường của tổ long bát âm truyền ra kiếm chỉ đâm ra cục kiếm không ngờ xuyên qua ánh trăng phía sau đầu của nguyệt quan thái tử tám nghìn thanh kiếm xoay tròn vầng trăng sáng kia đã âm âm bị nghiền nát cục kiếm ép xuống phía dưới một cái nguyệt quan thái tử thịt nát xương tan minh tâm hòa thượng bị dọa cho giật mình rụt đầu một cái tần giáo chủ lại giết người lần này nguy rồi thật không biết vì sao như lai phải phái hắn tới đây loại chuyện như vậy ta cũng không Tần mục nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt đảo qua trên người mấy trăm vị Phật tử, tay hắn nắm kiếm hoàng dơ lên, thẳng nhiên nói. Sát tâm ta nổi lên, tranh luận không kiềm chế được, ma niệm trong lòng điên cuồng phun ra, lại có tâm giết chóc. Các vị đạo hữu, các ngươi có thể cùng tiến lên, tới áp đảo ma trong lòng ta, thành toàn công đức của các ngươi. Hết chương 620. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.